Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 9. Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Đông Hải, phòng chăm sóc đặc biệt. Ai có thể nói cho tôi biết đây là chuyện gì vậy? Lạc Anh đứng bên ngoài khu cách ly, tức giận kêu lên. Buổi sáng bà ta rời đi Tần Kiệt còn tốt, đã thoát khỏi nguy hiểm. Bà ta mới rời đi chưa lâu, Tần Kiệt không chỉ bị cách ly, bên trong có mấy bác sĩ mặc trang phục phòng hộ như đang cấp cứu. Bỗng nhiên xảy ra chuyện như thế, sao bà ta có thể bình tĩnh? Bên ngoài phòng bệnh, không chỉ có người Tần gia và Lạc gia, ngay cả đám thị trưởng, cục trưởng cục y tế và viện trưởng thành phố Đông Hải cũng có mặt, bầu không khí vô cùng áp lực. Tiểu Kiệt bị nhiễm một loại bệnh truyền nhiễm lợi hại hơn xác. Vẻ mặt Tần Trạch âm u nói. Cái gì? Mặt Lạc Anh tái mét, không tự chủ được lùi về sau vài bước. Sao bà ta không biết xác? Là bệnh truyền nhiễm bùng nổ năm 2003, có hơn 30 quốc gia bị lây bệnh, Hoa Hạ là một trong số đó. Trong nửa năm, phía chính phủ làm công tác thống kê có khoảng hơn 5.000 người lây bệnh, hơn 1.200 người chết, tỷ lệ tử vong còn cao hơn 24%. Đây chỉ là con số chính phủ thống kê một cách cụ thể tỉ mỉ, không biết sẽ có bao nhiêu người. Sắp nửa năm, trường học nghỉ, khu công cộng đóng cửa, người người nhà nhà cảm thấy bất an. Xã hội rối loạn, một khi bị nhiễm, trên cơ bản là tương đương với chết, vô cùng khủng bố. Mãi đến khi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, tình hình bệnh dịch mới được giải trừ. Tiểu Kiệt bị lây bệnh truyền nhiễm còn lợi hại hơn xác sao? Trong mắt Lạc Anh đều là không thể tin, lắc đầu, trong mắt lộ ra sát khí. Đâu có loại bệnh truyền nhiễm này, nhất định là tên xúc sinh Mạc Phàm động tay động chân với Tiểu Kiệt, nhất định là vậy. Nếu Mạc Phàm có thể cứu người, cũng có thể dùng y thuật hại người, bà ta nghĩ đến Mạc Phàm trước tiên. Chuyện này không liên quan gì đến cậu ta, 6 ngày trước, chúng tôi phát hiện virus loại này trên người một người cao ly, lúc ấy không nghĩ tính lây mạnh đến thế, sau khi Tần công tử nằm viện liền bị lây, hôm nay mới xuất hiện tình trạng bị nhiễm. Một người đàn ông trung niên mặt xám như tro tàn, tràn đầy áy náy nói. Người này là viện trưởng bệnh viện, tên là Tôn Đông Bình. Không phải ông ta không biết lợi hại của bệnh truyền nhiễm, mà muốn nghiên cứu loại virus này trước. Nhớ đâu là người đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, con đường thăng quan sau này của ông ta ổn thỏa rồi. Ai biết mới xác định virus giống như xác, nhân viên nghiên cứu và y tá bị lây bệnh. Chuyện này không có gì, ai biết còn lây bệnh cho Tần Kiệt Tần thiếu gia, chuyện lần này ầm ĩ lớn rồi. Mắt Lạc Anh mở to, hung dữ trừng Tôn Đông Bình. Đây là trách nhiệm của bệnh viện các ông sao? Chuyện này, thân thể Tôn Đông Bình run rẩy, nuốt nước miếng. Mạc Phàm đánh Tần Kiệt, mỗi danh nhân thành phố Đông Hải, bị Tần gia chèn ép không ai dám tiếp xúc với cậu ta. Nếu Tần Kiệt mất mạng vì chuyện này, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Được rồi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, tình hình Tiểu Kiệt hiện giờ thế nào? Lão gia tử Tần gia vội vàng tới khoát tay áo với Lạc Anh, hỏi. Mấy chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở thủ đô tới và bác sĩ nổi tiếng ở thành phố Đông Hải chúng ta đang ở trong chữa trị, lát nữa sẽ có kết quả. Tôn Đông Bình nơm nớp lo sợ nói. Bọn họ mới nói xong, bác sĩ trong phòng cách ly tiêu độc xong, cởi quần áo phòng hộ đi ra, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng ở bên trong. Lúc tình hình bệnh dịch lan truyền, hai người đã được mời đến bệnh viện, giúp đỡ chữa trị. Một đám người nhanh chóng nghênh đón, Lạc Anh khẩn trương hỏi. Bác sĩ, Tiểu Kiệt nhà chúng tôi thế nào rồi? Trong đám bác sĩ kia, đứng đầu là một người đàn ông trung niên hơi mập mạp đi ra. Người đàn ông này tên là Hoàng Đào Nhiên, chuyên gia về phương diện bệnh truyền nhiễm ở Hoa Hạ, cũng là chuyên viên thủ đô phái tới giải quyết bệnh dịch lần này, nghiên cứu vaccine phòng bệnh xác cũng có ông ta tham dự. Ông ta liếc mắt nhìn đám người này, nhất là nhìn lão gia tử Tần gia và Lạc Phi Ân cần đi tới, trong mắt đều là đắc ý. Hai người này là tướng quân khai quốc, bây giờ cũng phải cầu ông ta. Triệu chứng người bệnh phát bệnh là giai đoạn đầu, đã được khống chế, nhưng muốn trị tận gốc phải đợi vaccine phòng bệnh. Phải đợi vaccine phòng bệnh bao lâu, loại bệnh truyền nhiễm này có chu kỳ sinh mạng bao lâu? Lạc Anh vội vàng hỏi. Vaccine phòng bệnh nhanh cũng phải đợi hơn một tháng, chậm mà nói thì tôi không biết, nhìn tình hình người bệnh từ lúc bị nhiễm đến phát bệnh, có khả năng từ nửa tháng đến một tháng. Hơn một tháng cũng không biết chừng, phải dựa vào tình hình cơ thể người bệnh. Hoàng Đào Nhiên lạnh lùng nói.
trên cơ bản đều là nói đại khái, không có một lời chắc chắn, mọi người ở đây đều nhíu mày. Ý của ông là trên cơ bản con tôi không cứu được. Lạc Anh nhíu mày nói. Chúng tôi đã dùng tất cả phương pháp, tạm thời chưa có thuốc đặc biệt giết chết được loại virus này, hy vọng mọi người chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hoàng Đào Nhiên nói, trên mặt lộ ra đồng tình giả dối. Người hai nhà Tần Lạc đều ngẩn ra, nhất là Lạc Anh, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, được Tần Doãn Nhi vội vàng ôm lấy. Một đám u ám hiện lên đỉnh đầu mọi người. Hai nhà chỉ có một đứa con trai này, bây giờ bị nhiễm bệnh truyền nhiễm lợi hại như vậy. Lão Hạc, ông có biện pháp gì không? Lão gia tử Tần gia liếc mắt nhìn Hạc Xuyên Niên một cái, vội hỏi. Hạc Xuyên Niên lắc đầu. Đông y vốn không am hiểu chữa trị loại virus này, nhất là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng không đợi thuốc đông y có hiệu quả, người bệnh đã chết rồi. Vừa rồi ông ta thử vài phương thuốc cổ truyền mình biết, đều không có tác dụng. Lão Thường thì sao? Ánh sáng trong mắt lão gia tử Tần gia mất đi, nhìn Thường Ngộ Xuân tràn đầy chờ mong. Thường Ngộ Xuân do dự, sau đó nói. Tôi cũng không có biện pháp, nhưng nếu các ông bỏ xuống mọi chuyện, có thể tìm Mạc Tiểu Thần y thử xem, cậu ấy có thể chữa trị ung thư, còn liếc mắt nhìn ra người bệnh bị ết, nói không chừng có thể chữa trị. Đông y không am hiểu chữa trị virus loại này là không đúng với Mạc Phàm, nói không chừng Mạc Phàm có thể giải được bệnh truyền nhiễm. Vẻ mặt hai nhà Tần Lạc kỳ lạ, bọn họ khiến Mạc Phàm cùng đồ mặt lộ, giờ lại muốn cầu Mạc Phàm tới cứu người. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Không đợi lão gia tử Tần gia trả lời, chuyên gia Hoàng Đào Nhiên nghe thấy hai chữ Mạc Phàm, nói xen vào. Các ông đang nói bác sĩ chữa trị ung thư oanh liệt một thời ở thành phố Đông Hải sao, cậu ta có thể chữa trị hay không tôi không biết, nhưng trừ phi cậu ta là thần tiên, nếu không không cần nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh làm gì. Ông ta có nghe nói đến bác sĩ chữa trị ung thư ở thủ đô, vẫn cảm thấy chỉ là tên lừa gạt. Nếu thật sự có thể chữa trị ung thư vì sao không đến thủ đô, chỉ sợ chỉ lừa gạt được những người ở địa phương nhỏ mà thôi. Đợi vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra, người bị nhiễm cũng không đợi nổi ấy chứ. Tần Doãn Nhi tức giận nói. Chuyên gia thủ đô phái tới này không chữa được hết bệnh, không có chút tôn kính ông nội và Lạc Phi, còn ở đây nói mát. Nếu không phải cần ông ta nghiên cứu vaccine phòng bệnh, cô đã sớm đá văng chuyên gia này ra ngoài rồi. Vậy cũng không có biện pháp, loại virus này lợi hại hơn SARS, việc cấp bách là cố gắng khống chế tình hình bệnh dịch lan rộng, đợi chúng tôi nhanh chóng nghiên cứu ra vaccine. Đương nhiên nếu thành phố Đông Hải các cô nghĩ bác sĩ Mạc lợi hại như vậy, hoan nghênh cậu ta gia nhập tổ nghiên cứu chúng tôi phải đi làm việc, đi trước. Hoàng Đào Nhiên không để ý Tần Doãn Nhiên tức giận, cười mang theo nhóm nhân viên nghiên cứu rời đi. Ông, tính tình Tần Doãn Nhi không được tốt lắm, nhất là gần đây. Cô muốn mang người đi dạy dỗ đám chuyên gia kia, lại bị Tần lão gia tử giữ chặt. Ông nội, ông xem trong mắt người này còn có ông không? Tần Doãn Nhi không cam lòng nói. Thôi, nghiên cứu vaccine bệnh dịch xác có một phần công lao của cậu ta, quả thật đáng được hung hãn. Tần lão gia tử thoải mái nói. Chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ đợi vaccine phòng bệnh? Tần Doãn Nhi nhìn Tần Kiệt trong phòng cách ly, lo lắng nói. Chờ đợi mà nói, dựa theo lời Hoàng Đào Nhiên chỉ có con đường chết. Tìm Mạc Phàm, có lẽ có một chút hy vọng, nhưng... Từng đôi mắt nhìn chằm chằm Tần lão gia tử, đợi ông đưa ra lựa chọn. Không chỉ hai nhà Tần Lạc, còn cả thị trưởng thành phố Đông Hải, cục trưởng cục y tế và một đám cán bộ. Tần lão gia tử bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cười gượng. Một lúc sau mới mở miệng nói. Viện trưởng Tôn, bây giờ có bao nhiêu người bị lây bệnh, tốc độ lan truyền thế nào? Bây giờ đã có hơn 1.000 người bị nhiễm, hơn nữa ca bệnh tương tự đã có ở Nam Sơn, Bắc Xuyên và Giang Nam, từ tốc độ lan truyền này, vài ngày nữa sẽ đến quy mô xác. Viện trưởng Tôn Đông Bình lo lắng nói. Tần lão gia tử hơi kinh hãi, quả thật tốc độ này nhanh hơn xác rất nhiều, xác nửa năm mới có hơn 5.000 người bị nhiễm. Nhưng vẻ mặt ông ta nhanh chóng khôi phục như thường, nói với thị trưởng Sở Kinh Ngữ ở bên cạnh. Thị trưởng Sở, có phải nên đến lúc khống chế tình hình bệnh dịch này không? Bây giờ phần lớn mọi người còn chưa biết chuyện có bệnh truyền nhiễm, ông ta cũng vừa mới biết. Cứ tiếp tục như thế, thật sự sẽ khủng bố hơn xác, đến lúc đó người bị nhiễm không chỉ là đám Tần Kiệt. Tần lão nói đúng lắm, tôi lập tức đi làm.
Sở Kinh Ngữ lên tiếng, nhanh chóng rời đi với cục trưởng cục y tế và một đám người. Tần lão gia tử chủ trì toàn đại cục, ánh mắt nhìn Lạc Phi. Lão Lạc, ông muốn mặt hay mệnh của cháu ngoại ông? Sao Lạc Phi không rõ ý của Tần lão gia tử, hung dữ chừng Tần lão gia tử một cái? Ông đây đều muốn. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thề, vậy không được, chỉ có thể chọn một cái. Tần lão gia tử cười đùa nói. Một tướng quân khai quốc nói với một tướng quân khai quốc khác như vậy, mọi người đều thấy buồn cười, nhưng không ai dám xen miệng vào. Lạc Phi tức đến mức hai mắt muốn phun ra lửa, cây gậy trong tay gõ mạnh xuống nền đất. Đương nhiên tôi chọn cháu ngoại tôi rồi, nhưng lão Tần à, ông thật sự cho rằng tên danh con kia có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm này sao? Ông ta không phải người vô tình, nếu thật sự có lựa chọn, cúi đầu với người ta thì sao, chẳng qua cúi thấp hơn tên kia một cái đầu. Nhưng ngay cả chuyên gia thủ đô phái tới cũng phải đợi hơn một tháng, mới có thể nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, tên danh con 16 tuổi kia là cái thá gì. Nếu tôi còn sống, đã nói lên khả năng cậu ta chữa khỏi rất cao. Tần lão gia tử cười nhạt nói. Cơ thể ông ta sao ông ta không hiểu rõ, hoàn toàn suy bại, không thuốc nào có thể trị được, ông ta đã lập di chúc xong hết rồi, ai biết được Mạc Phàm cứu trở về, ông ta còn cảm thấy mình có thể sống thêm mười mấy năm nữa. Chuyện này, Lạc Phi nhíu mày, không biết nên nói gì. Ông ta cũng biết thương tổn trên người Tần lão đầu nghiêm trọng bao nhiêu, thương thế năm đó còn vì ông ta chắn một súng. Nếu không ông ta cũng không gả con gái cưng của ông ta cho lão nhị của Tần gia, có thể sống đến bây giờ chắc chắn là kỳ tích. Tần lão gia tử thấy Lạc Phi do dự, tiếp tục nói. Nhớ đâu chữa trị được, không chỉ Tiểu Kiệt bình an vô sự, người Bắc Xuyên cũng có thể tránh nhiễm bệnh. Ông có muốn xác lập lại lần nữa ở địa bàn ông không? Đương nhiên không muốn. Lạc Phi thở hổn hển nói, loại chuyện này ai muốn? Việc nhỏ ông ta là lão nhân tính tình cổ quái, việc lớn ông ta là tướng quân một quốc gia. Nếu như vậy, ông theo tôi cho thằng nhóc đó đá lót đường đi, tôi cũng không cần mặt mũi sao? Tần lão gia tử cười nói. Lạc Phi nhíu mày, bảo ông ta cúi đầu trước một tên đắc tội Lạc gia, đương nhiên ông ta không cam lòng. Nhưng nhìn thoáng qua Tần Kiệt bị lây bệnh truyền nhiễm và Lạc Anh ngất đi, lại nghĩ hậu quả bệnh truyền nhiễm đến Bắc Xuyên, ông ta thở dài. Con bà nó, ông đây không nên tới thành phố Đông Hải, đi thôi, tôi cũng đi gặp tên danh con kia xem rốt cuộc cậu ta có mấy cái đầu, mà có bản lĩnh lớn như vậy, tốt nhất cậu ta chữa khỏi bệnh này, nếu không ông đây giết chết cậu ta. Mọi người biết Lạc Phi chỉ nói linh tinh thế thôi, đều nở nụ cười, nhất là Hạc Duyên Niên. Thường Ngộ Xuân và Tần Doãn Nhi đều nhẹ nhàng thở ra. Ngày hôm sau, tin tức lớn truyền ra, thành phố Đông Hải vốn vô cùng náo nhiệt hoàn toàn thay đổi. Trường học nghỉ, khu giải trí đóng cửa. Con đường phồn hoa vốn dành cho người đi bộ trên cơ bản là không có người. Đội ngũ khách sạn vốn rất dài, cũng chỉ có mấy khách sạn gan lớn mở cửa làm ăn, phần lớn khách sạn đều đóng cửa. Khắp nơi đều là radio và TV tuyên truyền phòng dịch. Nơi nhiều người nhất là siêu thị, cả đám người đeo khẩu trang điên cuồng tranh mua đồ. Gần như bán cả ngày, rất nhiều siêu thị trống rỗng, Vương gia cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu hàng. Đương nhiên ngoại trừ siêu thị nhà bàn tử. Mạc Phàm xem TV về tình hình bệnh dịch, di động vang lên, là bàn tử gọi tới. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, nghe điện thoại, bên trong truyền đến tiếng bàn tử vô cùng hưng phấn. Tiểu Phàm, cậu quá giỏi rồi. Cậu nói có bệnh dịch là có bệnh dịch, sao cậu biết thế? Mạc Phàm cười, từ khi trọng sinh tới nay, lần thứ hai hắn thấy bản tử vui vẻ như thế, lần đầu tiên là hắn cứu Hoàng Giao Giao. Xem ra nhà bản tử buôn bán lời không ít tiền. Tôi là bác sĩ. Mạc Phàm cười nói. Thiếu chút nữa quên mất, cậu còn biết y thuật. Bản tử bỗng nhiên hiểu ra. Tiểu Phàm, cậu có thể nhìn ra bệnh truyền nhiễm, có thể chữa trị không? Nếu cậu có thể chữa trị mà nói không chừng Tần gia sẽ không so đo với cậu, nghe nói có hơn 1.000 người bị lây bệnh, tình hình bệnh dịch này quá lợi hại rồi. Chuyện này cậu sẽ biết sau. Mạc Phàm cười nói. Chỉ là Tần gia không so đo với hắn sao? À, đúng rồi, năm cha tôi 10 tuổi rơi xuống nước được người ta cứu, người kia không chết, sao cậu biết được, chuyện này không liên quan đến y thuật đi. Bàn tử hỏi tiếp. Ngày đó anh ta nói chuyện bệnh dịch với cha, cha anh ta tát anh ta một cái ngay tại chỗ. Anh ta nói câu thứ hai,
cha anh ta không hỏi gì kéo anh ta đi nhập hàng, chất đầy kho hàng trong nhà, còn thuê mười mấy người, cuối cùng hưng phấn dẫn anh ta đi uống rượu. Đến bây giờ anh ta vẫn không hiểu là tình huống gì. Mạc Phàm nhíu mày, chuyện này khó giải thích rồi. Đây là khúc mắc của cha bàn tử, có một khoảng thời gian vì thường xuyên mơ thấy người cứu ông ta đến lấy mạng mà tinh thần thất thường. Sau đó bàn tử đưa cha anh ta đến một cái miếu, thật khéo là gặp người cứu ông ta trong miếu mà tốt hơn. Hóa ra người cứu cha anh ta bị nước cuốn trôi, được một lão đạo cứu, sau khi người kia tỉnh lại không có về nhà, lựa chọn xuất gia làm đạo sĩ. Việc này là sau khi cha bàn tử khôi phục, kéo hai người bọn họ uống rượu nói. Bây giờ tất nhiên bàn tử không biết, cha anh ta đang trong cơn hổ thẹn. Nhưng nếu hắn nói như vậy, chuyện hắn trọng sinh không là bí mật rồi. Bàn tử, cậu tin số mệnh hay không? Số mệnh. Bàn tử sửng sốt. Tiểu Phàm, cậu đừng nói với tôi cậu còn biết đoán mệnh đấy nhé. Đợi qua bệnh dịch, cậu mang cha cậu đến núi Võ Đang ở thành phố Nam Sơn thì biết. Mạc Phàm giải thích. Núi Võ Đang ở thành phố Nam Sơn sao? Bàn tử lặp lại một lần. Được rồi, tôi đi nói với cha tôi, hy vọng ông ấy trở về từ đó, tôi còn mệnh. Anh ta có cảm giác cha anh ta rất coi trọng chuyện này, nếu đến lúc đó không tìm được người kia, chắc chắn anh ta sẽ bị đánh chết. Chắc chắn có. Mạc Phàm tự tin nói. Hắn nói chuyện với bàn tử một lát, lúc này mới tắt điện thoại. Hắn lại nhìn thoáng qua tin tức trên TV, gọi điện thoại cho Đường Long, bảo anh ta và Lưu Nguyệt Như mang theo thuốc tới một chuyến. Hắn mới tắt điện thoại không lâu, một số khác gọi tới, là Trần Vũ Đồng. Hắn do dự, nghe điện thoại Trần Vũ Đồng gọi đến, giọng đàn ông truyền từ bên trong đến. Đồ danh con, cuối cùng cũng tìm được mày, mày còn nhớ ông đây là ai không? Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang chớp lóe. Cầm thú. Không sai, là tao, đồ danh con, rất khó tìm mày đó, đánh tiểu kiệt nhà chúng tao bị thương, trốn đi đâu vậy? Tần Thọ cười đắc ý hỏi. Từ khi anh ta tiếp quản toàn bộ công việc của Đường Long, liền bắt đầu sai người đi tìm Mạc Phàm, tìm vài ngày đều không thấy bóng dáng Mạc Phàm. Nghĩ đến ngày đó Trần Vũ Đồng lấy di động của Mạc Phàm, anh ta liền tìm Trần Vũ Đồng, tìm kiếm di động cô quả nhiên có số Mạc Phàm, anh ta liền gọi đi. Tôi ở ngay thành phố Đông Hải. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vậy mà mày còn ở thành phố Đông Hải, lá gan lớn đó. Trong giọng nói Tần Thọ lộ ra bất ngờ. Nếu là anh ta đã sớm chạy, còn ngốc ở thành phố Đông Hải làm gì? Mạc Phàm cười, nếu Tần Thọ biết hắn ở cách biệt thự Tần gia chưa tới 1000 mét, tên kia có thể đi đo chỉ số thông minh của mình không? Cô Trần đang ở chỗ anh. Tiểu Phàm, đừng để ý đến đám người đó, tôi không sao, anh ta không dám làm gì tôi đâu. Hu hu, trong điện thoại truyền đến tiếng Trần Vũ Đồng. Ha ha, đồ danh con nghe thấy chưa? Bây giờ cô Trần của mày đang ở trong tay tao, tao cho mày một tiếng, tự mình tới Hoàng gia Cửu Hào, nếu không tao lập tức tử hình cô ta ngay tại chỗ, chắc mày cũng không hy vọng cô giáo mỹ nữ của mày bị như vậy, đúng không? Tần Thọ cười đắc ý nói. Mạc Phàm cười lắc đầu, trên mặt không có chút lo lắng nào. Hắn điểm mấy huyệt của Tần Thọ, tiểu đệ đệ vẫn không ngẩng đầu lên được, anh ta tử hình ngay tại chỗ thế nào? Người có thể chữa cho anh ta ở thành phố Đông Hải, chắc còn chưa tồn tại. Với hiểu biết của hắn về đám con nhà giàu này, cho dù Tần Thọ bắt cô Trần, cũng sẽ không làm gì. Trừ phi anh ta không phải cầm thú mà là kẻ ngốc, tặng đại mỹ nhân như cô Trần cho thuộc hạ chơi. Cho dù anh muốn tử hình cô Trần ngay tại chỗ, cũng cần phải có công cụ. Mạc Phàm cười nói. Mày! Giọng nói của Tần Thọ ngoan độc hơn. Đồ danh con, nhanh lại đây chữa trị cho ông đây, tao còn cho mày một con đường sống. Nếu không để ông đây tìm được mày, sẽ băm mày cho chó ăn. Nghĩ đến chuyện này, anh ta vô cùng tức giận. Tối đó anh ta hẹn đôi chị em, vốn chuẩn bị chơi suốt đêm, ai biết bị đôi chị em chê cười cả đêm. Hai chị em dùng tất cả mọi phương pháp, bày ra đủ loại tư thế, thay đổi nhiều đồng phục, anh ta cũng uống không ít thuốc, vẫn không có tác dụng gì. Mấy ngày nay anh ta hẹn không ít đông y và tây y về phương diện này, châm cứu không ít, vẫn không có tác dụng. Ngay từ lúc anh ta cầm quyền liền bắt đầu tìm Mạc Phàm, ngoại trừ chuyện Tần Kiệt, nguyên nhân lớn hơn nữa là anh ta. Không cắt sống Mạc Phàm cho chó ăn, anh ta không phải Tần Thọ. Mạc Phàm cười không thèm để ý. Như vậy đi, tôi không đến chỗ anh,
anh đến chỗ tôi đi, biệt thự số 9 Vân Trung Thự, mang theo cô Trần, tôi chữa trị giúp anh. Biệt thự số 9 Vân Trung Thự. Tần Thọ sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp. Vân Trung Thự, sao anh ta không biết, Tần lão gia tử ở đây, biệt thự không có mấy ngàn vạn căn bản không mua được. Ngày đó anh ta gặp Mạc Phàm ăn mặc không khác ăn mày, có thể giàu chỗ nào. Đồ danh con, mày đang đùa tao sao, mày mà xứng ở biệt thự chỗ đó. Với chỉ số thông minh của anh không thể tưởng tượng ra được tôi ở đó, anh thích tới thì tới, đúng rồi, nhắc nhở anh một câu, nếu trong 5 ngày, công cụ của anh còn chưa ra, sẽ vĩnh viễn không ra được, bây giờ vài ngày rồi, gần đến thời gian đó. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Thọ im miệng, hiển nhiên là bị dọa sợ. Anh ta mới 20 tuổi, đang tuổi hái hoa. Anh ta không còn công cụ, thảm hơn so với giết anh ta. Còn nữa, anh ta không nghĩ Mạc Phàm trốn ở trong Vân Trung Thự, nên không phái người đi thăm dò. Nhóc con, ông đây tin mày một lần, tao lập tức qua đó, tốt nhất mày ở chỗ đấy, nếu không cho dù dùng công cụ khác, ông cũng đẻ cô Trần của mày. Tần Thọ hung dữ nói. Anh không có cơ hội, tin tưởng tôi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lúc trước hắn còn lo lắng Tần Thọ sẽ quấy rối cô Trần. Lần này có thể giải quyết luôn Tần Thọ rồi. Tắt điện thoại, Mạc Phàm không suy nghĩ nữa, tiếp tục lĩnh hội Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Một khi kinh thư này tham phá, hiệu quả vô cùng kinh người, có thể nuốt sống linh thảo yêu đan, nhưng lĩnh hội chậm không phải bình thường. Lúc này, đại sảnh số 1 Hoàng gia cửu hào. Hai tay Trần Vũ Đồng bị trói, tóc có chút lộn xộn, trong đôi mắt đẹp là phẫn nộ và vẻ không cam lòng. Cô lưu số di động của Mạc Phàm. Vốn là muốn giúp Mạc Phàm một chút, ai biết bây giờ lại hại Mạc Phàm. Bây giờ Mạc Phàm không thể rơi vào tay Tần gia. Tần Thọ, tôi đồng ý gả cho anh đừng làm hại Mạc Phàm, cậu ấy chỉ là đứa trẻ. Tần Thọ không chỉ không cao hứng, trái lại mày nhíu chặt, trong mắt lộ ra lửa giận. Lúc trước anh ta theo đuổi Trần Vũ Đồng lâu như vậy, tiện nhân này cũng không chịu gả cho anh ta. Bây giờ anh ta muốn thu thập tên danh con Mạc Phàm kia. Cô ta lại nhả ra rồi. Anh ta bỡn cợt nâng cằm Trần Vũ Đồng lên, cười ha ha. Bây giờ biết gả cho tôi, muộn rồi, đợi tôi tóm được tên danh con kia, lại tới thu thập cô, đồ đê tiện. Nói xong anh ta khoát tay áo với thuộc hạ bên cạnh. Một đại hán áo đen cao lớn uy vũ lập tức đi tới. Thọ ca, muốn em sai người lập tức đi tới biệt thự số 9 bắt tên nhóc kia hay không? Cậu tụ tập nhân thủ trước. Nếu biết tên danh con ở đâu, sẽ không để nó trốn thoát. Trong mắt Tần Thọ lóe lên hàn quang, cười mỉa nói. Dạ, Thọ ca. Đại hán này cung kính nói. Đúng rồi, dạy dỗ người phụ nữ kia thế nào? Tần Thọ hỏi tiếp. Thọ ca đi xem liền biết. Hả? Lông mày Tần Thọ nhướn lên, đi theo đại hán vào trong một phòng đơn. Phòng này trang trí vô cùng xa hoa, giường lớn có thể chứa 5-6 người. Một chiếc TV LCD 64 inch, bồn tắm lớn xa hoa, xung quanh đặt đủ đồ tình thú. Lúc này trên giường có một mỹ phụ đang nằm, toàn thân đổ mồ hôi, quần áo quán ba trễ ngực dính sát vào làn da, lộ ra dáng người nóng bỏng. Làn da trắng nõn như bạch ngọc lộ ra ửng đỏ, nhất là khuôn mặt, như đào mật chín, còn có mồ hôi nhỏ giọt, sắc đẹp có thể ăn được khiến người ta ước gì có thể cắn một miếng. Hai chân mỹ phụ này kẹp chặt. Tay dùng lực xé khăn trải giường, không ngừng lăn lộn trên giường. Thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc kiều mị, như đang cố gắng kìm nén gì đó. Mỹ phụ này không phải ai khác là Nguyệt tỷ người phụ nữ của Đường Long. Nguyệt tỷ, thế nào, tư vị chịu mị dược rất khổ sở đi, có muốn suy xét yêu cầu của tôi không? Tần Thọ nhìn Nguyệt tỷ dục tiên dục tử trên giường, cười đắc ý nói. Đây không phải ngày đầu tiên anh ta muốn chơi người phụ nữ này. Trước kia e ngại là người phụ nữ của Đường Long, anh ta không tiện ra tay. Bây giờ anh ta thành lão đại nơi này, vốn tưởng rằng có thể đùa bỡn Nguyệt tỷ tùy ý, ai biết người phụ nữ này nói bán nghệ không bán thân. Lúc trước Đường Long bảo cô ta uống rượu với ông chủ lớn, người phụ nữ này đều uống, lúc này còn chơi thanh cao với anh ta. Nếu không phải không có công cụ, anh ta sớm đè Nguyệt tỷ rồi. Tôi nói rồi, cậu không phải Đường Long, cậu đừng mơ. Nguyệt tỷ kìm nén lửa nóng hừng hực trong cơ thể, cắn răng nói. Tuy cô không phải phụ nữ tốt gì, nhưng không phải không có giới hạn,
ai cũng có thể đùa bỡn cô. Đường Long có thể, bởi vì đó là Đường Long, anh danh chấn thành phố Đông Hải. Tần Thọ không tức giận, trực tiếp đè người phụ nữ này không thú vị. Anh ta thích cảm giác bắt đầu không chịu khuất phục, cuối cùng vẫn bị anh ta ngủ. Còn cứng miệng, đợi tôi tóm được tên nhóc Mạc Phàm kia, sẽ quay về chơi với cô. Tóm lấy tên Mạc Phàm kia, thả công cụ ra, còn không phải sẽ thu thập hai tên tiện nhân này. Chúng ta đi. Một tiếng sau, biệt thự số 9 Vân Trung Thự. Mắt Mạc Phàm mở ra, khóe miệng nhếch lên, ấn pháp ấn, sương mù tản ra, một thông đạo thông đến cửa biệt thự xuất hiện. Đường Long, Lưu Nguyệt Như cùng với hai thuộc hạ sửng sốt, vô cùng khiếp sợ. Đây là... Trước khi bọn họ đến xưởng dược, biệt thự vẫn không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy không khí tốt hơn nơi khác. Lúc này mới có vài ngày, biệt thự đã có một tầng mây mù lượn lờ. Bọn họ tiến vào đi vài bước, đều là lượn quanh tại chỗ, chuyện này đã làm bọn họ vô cùng kinh ngạc. Ai biết mây mù còn có thể tự động tản ra, cảm giác như mây mù lượn lờ phủ đệ tiên gia. Cho dù trận cơ tụ linh đại trận này là Đường Long phụ trách, anh ta cũng không nghĩ có hiệu quả như vậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đi dọc theo thông đạo vào bên trong. Mạc Phàm thần bí khiến bọn họ càng ngày càng không thể lý giải. Vốn là biết trước tình hình bệnh dịch, sau đó là sương mù ở biệt thự. Mạc tiên sinh, bên ngoài là gì thế? Đường Long vào biệt thự, vẫn không nhịn được tò mò hỏi. Anh có thể lý giải là bát quái trận. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bát quái trận. Hai người lại sửng sốt, hai người bọn họ không phải là trẻ con. Bát quái trận trong hiện thực là một mê cung, dựa theo cửu cung bát quái mà ra, đi vào sẽ khó đi ra. Không có giống như trong tiểu thuyết nói, đặt bừa mấy tảng đá là có thể bao vây đại quân đối phương, tụ linh đại trận của Mạc Phàm lợi hại hơn bát quái trận nhiều. Quen thì được rồi, tứ tam thang thế nào? Mạc Phàm không giải thích thêm, hỏi. Tụ linh đại trận tính là cái gì? Sau này hai người sẽ gặp chuyện thần kỳ hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Mạc Phàm không nói nhiều, hai người bọn họ không hỏi nữa. Mấy ngày nay xưởng dược sản xuất suốt đêm, đã sản xuất ra 10 vạn lọ tứ tam thang, ở đây có 10 lọ, cậu xem có vấn đề gì không? Lưu Nguyệt Như mở ra cái hòm nhiệt độ ổn định bọn họ mang tới, 10 lọ thuốc nước màu nâu xuất hiện bên trong. Mạc Phàm lấy ra từng cái nhìn xem, còn mở một lọ nếm thử, sau đó hài lòng gật đầu. Mạc tiên sinh, thuốc này thật sự có thể chữa bệnh truyền nhiễm sao? Lưu Nguyệt Như hỏi. Hôm nay bệnh truyền nhiễm đã hoàn toàn phát điên rồi, chuyên gia đã xác nhận loại bệnh truyền nhiễm này còn lợi hại hơn SARS, trong thời gian ngắn không có vaccine phòng bệnh. Lúc này có một loại thuốc chữa được bệnh truyền nhiễm, tuyệt đối thanh danh lan rộng. Loại thuốc này bọn họ sản xuất không ít, vì giữ bí mật mà không làm thực nghiệm, trong lòng vẫn không nắm chắc. Nhớ đâu không có hiệu quả. Đừng nói Tần gia, Sở gia, Mộc gia cầu bọn họ, chính bọn họ không khóc đã không tệ rồi. Không lâu sau mọi người sẽ biết. Mạc Phàm cười nói. Y tiên bất tử hắn viết phương thuốc, sao không có hiệu quả? Lưu Nguyệt Như còn muốn nói, ngoài cửa truyền đến tiếng còi xe, vang to cả tòa biệt thự. Tụ linh đại trận có thể làm người bên trong sinh ra ảo giác, nhưng không thể cách âm. Người nào dám bấm còi ở đây, tôi đi thu thập bọn họ. Lông mày Đường Long nhíu lại, muốn mang hai thuộc hạ ra. Không cần, chúng ta đi nhìn xem. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, mang theo Đường Long và Lưu Nguyệt Như ra. Cửa biệt thự, trên hơn 10 chiếc xe thương vụ Buick, đi xuống 5-60 người, cửa bị vây kín không chui qua được, tiếng còi xe vang lên không ngừng, cầm đầu là Tần Thọ. Tần Thọ, mày tới đây làm gì? Đường Long thấy là Tần Thọ, vẻ mặt âm u, quát. Tần Thọ không để ý đến Đường Long, nhìn thấy Mạc Phàm, trong lòng ngầm vui vẻ. Anh ta đã chuẩn bị vồ hụt, ai biết Mạc Phàm thực sự ở đây. Ngày đó anh ta bị Mạc Phàm ngược, hôm nay thân phận khác rồi, còn không tới trả lại gấp trăm lần. Nhóc con, trách không được lá gan lớn như vậy dám trốn ở đây, hóa ra có Long Ca làm chỗ dựa cho mày, chẳng lẽ mày không biết Long Ca không còn là Long Ca trước đây sao? Tần Thọ đắc chí cười nói. Mày! Đường Long cắn răng nói, nếu không phải Mạc Phàm ở đây, anh ta nhất định sẽ tiến lên dạy dỗ Tần Thọ này. Tần Thọ không thèm để ý lườm Đường Long một cái, trước đây anh ta thật sự sợ Đường Long, bây giờ sao, không khác gì đổi tên thành Đường Xà. Ánh mắt anh ta không lưu tâm đảo quanh Mạc Phàm,
hai mắt sáng lên, tràn đầy nóng bỏng. Ôi, đây không phải đại mỹ nữ Lưu phu thân của Đông Hải sao, có thể cùng ăn bữa cơm uống chén rượu ngủ một giấc gì đó hay không? Tuy tuổi Lưu Nguyệt Như lớn hơn anh ta nhiều, nhưng mỹ danh ở thành phố Đông Hải ai chẳng biết, bây giờ vẫn là nữ thần trong cảm nhận của không ít người. Năm đó khi bà ta chưa lấy chồng, có phú hào ra giá. Chỉ cần hai chị em Lưu Nguyệt Như hầu hạ ông ta một đêm, sẽ cho bọn họ 1.000 vạn, đủ để thấy mị lực của hai người. Tuy bây giờ Lưu Nguyệt Như hơi lớn tuổi, nhưng tư sắc chỉ tăng chứ không giảm so với năm đó. Nếu có thể ngủ với Lưu Nguyệt Như, cho dù sống ít 10 năm cũng được. Có thể, chỉ cần Mạc tiên sinh đồng ý. Lưu Nguyệt Như cũng không tức giận, bàn tay trắng nõn nâng cầm lên, cười quyến rũ nói. Mạc tiên sinh, Tần Thọ nheo mắt, lửa giận trong mắt lại sâu hơn, nhìn Mạc Phàm đầy ghen tị. Tên danh con này có gì tốt, một Trần Vũ Đồng vì Mạc Phàm đồng ý gả cho anh ta, một Lưu Nguyệt Như cũng vì ý kiến của tên danh con này mới ngủ với anh ta. Nhóc con, bàn điều kiện thế nào, mày để Lưu phu nhân ngủ với tao một đêm, hôm nay tao sẽ tha cho mày. Mạc Phàm lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tần Thọ một cái, giống như không nghe thấy. Anh không mang cô Trần đến đây. Khoan hãy nói về con tiện nhân kia, tao đang nói chuyện khác với mày, thế nào, tao mang nhiều người như vậy mày chạy không thoát đâu, chỉ cần đưa Lưu phu nhân cho tao, tao lập tức đi. Tần Thọ cười dâm nói. So với Lưu Nguyệt Như, Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng đều kém xa. Nếu có thể ngủ với Lưu Nguyệt Như, tha cho Mạc Phàm cũng không phải không thể, dù sao sớm hay muộn Mạc Phàm cũng bị Tần gia thu phục, tạm thời anh ta không nóng lòng. Nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chuyện chính. Anh đừng nghĩ có được bà ấy, anh không có tư cách này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Lông mày Tần Thọ nhíu lại, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, cười ha ha, ánh mắt nhìn Đường Long. Long ca, Nguyệt Tỷ bảo tôi hỏi thăm sức khỏe anh giúp cô ấy. Lông mày Đường Long nhíu lại, trong mắt lóe lên sát khí. Nếu mày dám động vào Tiểu Nguyệt, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Lúc anh ta rời đi, cũng muốn mang theo Nguyệt Tỷ, anh ta còn không biết Tần Thọ, tên là Tần Thọ, người cũng không phải cầm thú bình thường. Ai biết Nguyệt Tỷ không chịu đi, anh ta khuyên thế nào Nguyệt Tỷ cũng không chịu, nói là quen sống ở Hoàng gia Cửu Hào. Anh ta cũng không có biện pháp, đành phải mang mười mấy tâm phúc rời đi. Mấy ngày nay trong lòng anh ta vẫn luôn là chuyện Nguyệt Tỷ, gọi bao nhiêu cuộc cũng không có ai nghe máy. Tần Thọ vừa nhắc tới Nguyệt Tỷ, anh ta lập tức phát điên. Nếu là người phụ nữ của anh ta, người khác không thể đụng vào. Ô ô, đừng kích động, còn Tiểu Nguyệt nữa, không phải là Tú bà ai cũng có thể làm chồng à, đáng để Long ca đại lão Đông Hải tức giận như vậy sao? Đúng rồi, đã là đại lão lúc trước của Đông Hải, bây giờ đổi thành tôi, kha kha. Tần Thọ cười to, trên mặt đều là đắc ý. Nói ra Nguyệt Tỷ không chỉ bộ dạng được, công phu trên giường cũng là số một. Trong số những người phụ nữ tôi chơi đùa, cho dù không phải số một cũng là trước ba, thật sự là không biết nói gì, người phụ nữ như vậy mà anh có thể bỏ lại được, đương nhiên nếu không phải anh để lại, tôi đâu có cơ hội, phải không? Tao giết mày. Hai tay Đường Long nắm chặt, trầm giọng nói. Ngay cả Lưu Nguyệt Như cũng tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Thọ. Anh muốn giết tôi, khà khà. Tần Thọ cười to vài tiếng, giống như nghe được chuyện cười. Ái ra, Long ca nói muốn giết tôi đó, các cậu nghe thấy không? Tần Thọ nói với một đám tiểu đệ phía sau. Đám người sau lưng anh ta đều là thuộc hạ lúc trước của Đường Long, lúc này nghe Đường Long nói không một ai dám ra tay với Tần Thọ. Có một số người trên mặt lộ ra xoắn xuýt, cúi đầu không dám nhìn Đường Long, dù sao lúc trước Đường Long đối xử với bọn họ không tệ. Có mấy tên đồ đệ cười nịnh nọt. Thọ ca, bây giờ chúng em chỉ nghe lời anh. Long ca gì đó, chúng em không biết. Một người trong đó tên Ngô Lương nịnh nọt nói. Tần Thọ vô cùng hưởng thụ, đắc ý trên mặt càng nồng đậm hơn. Cậu có tiền đồ đó, theo tôi lăn lộn, có tiền có rượu có phụ nữ. Anh ta vỗ bả vai Ngô Lương nói. Ngô Lương mày. Đường Long tức đến mức hai mắt tóe lửa, Ngô Lương này là anh em với anh ta nhiều năm, năm đó anh ta còn chắn thay Ngô Lương một dao, đến nay cánh tay vẫn còn sẹo. Anh ta vừa rời đi vài ngày, vậy mà đối xử với anh ta như thế, người đi trả lạnh không sai chút nào. Tôi sao chứ, người tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy, chính anh không muốn đi theo Thọ ca,
rời khỏi Tần gia, đi xuống đường dốc thì trách tôi cái gì? Ngô Lương trào phúng, bộ dạng đúng lý hợp tình, không có chút áy náy. Ngay từ đầu anh ta đã đi theo Đường Long, kết quả Đường Long có địa vị, liền ném anh ta đến một cây TIV, địa vị sau này còn không bằng A Hào, sao anh ta có thể cam tâm? Đường Long rời đi, đây là cơ hội duy nhất khiến anh ta trở nên nổi bật. Tình cũ đáng giá mấy đồng tiền, chỉ biết chắn địa vị càng ngày càng cao của anh ta. Được lắm, coi như chúng mày lợi hại. Đường Long hận đến nghiến răng, đốt ngón tay trắng bệch, không ngừng phát ra âm thanh giang đậu. Được làm vua thua làm giặc, bây giờ anh ta chỉ có thể nhịn. Long ca, tiểu nguyệt của anh tôi chơi rồi, nếu anh khuyên nhủ tên danh con này giúp tôi, để lưu đại mỹ nữ ngủ một tối với tôi có thể không cho thuộc hạ đụng vào tiểu nguyệt của anh, thế nào, dù sao lưu đại mỹ nữ ở chỗ các anh cũng lãng phí. Tần Thọ cười dâm nói. Sắc mặt Đường Long trầm xuống, nhìn về phía Mạc Phàm. Anh ta rất hiểu Tần Thọ, chuyện gì cũng có thể làm được. Tên kia ỷ vào là chi thứ Tần gia, cùng mấy bạn học lần lượt đè cô gái bồi rượu ở Hoàng gia Cửu Hào, nếu không phải anh ta đến đúng lúc, Tiểu Nguyệt cũng bị Tần Thọ đẩy ngã. Nếu không đồng ý với tên cầm thú này, kết cục của Tiểu Nguyệt khó mà tưởng tượng nổi. Sớm biết như vậy, cho dù đánh ngất xỉu cũng phải mang Tiểu Nguyệt đi. Không đợi anh ta mở miệng, Mạc Phàm cười mỉa nói. Anh chết tâm đi. Vẻ mặt Đường Long sửng sốt, sắc mặt tái mét, hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ khác thường. Anh ta biết như vậy sẽ làm Mạc Phàm khó xử, nhưng không ngờ Mạc Phàm từ chối dứt khoát đến thế, không có chút do dự. Trong đôi mắt đẹp của Lưu Nguyệt như cũng lóe lên thất vọng, chẳng lẽ bà ta nhìn nhầm rồi, chàng trai trẻ vô cùng thần bí cũng vì tư lợi cá nhân. Long ca, thấy không? Đây là người anh đi theo mấy ngày nay, tôi thấy anh vẫn nên mang theo anh em đi cùng tôi tốt hơn. Tần Thọ cười mỉa nói, khóe miệng nhếch cao, đắc ý nói. Sắc mặt Đường Long vô cùng âm trầm, gần như có thể vặn ra nước, một câu cũng không nói, không có di chuyển. Mạc Phàm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Đường Long, hơi bất mãn nói. 5 ngày trước công cụ toán gái của anh ta bị tôi dùng y thuật khóa vào, anh cảm thấy anh ta đụng vào người phụ nữ của anh được không? Anh cảm thấy anh ta sẽ để lộ ra cho người phụ nữ của anh chê cười. Anh cảm thấy người phụ nữ mà anh ta chưa chạm qua, anh ta sẽ để thuộc hạ chơi sao? Cái gì, co rụt dương vật. Đường Long và Lưu Nguyệt như ngây ngốc, nhanh chóng khôi phục bình thường, trên mặt đều là áy náy. Chẳng trách Mạc Phàm bình tĩnh như thế, hóa ra làm chuyện sáng suốt như vậy. Khóa công cụ của tên cầm thú này, không biết có thể tránh tai họa cho bao nhiêu cô gái. Vừa rồi bọn họ đều hiểu lầm Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, tôi hiểu lầm cậu rồi. Đường Long đỏ mặt nói, giống như bị tát mấy cái, nhưng trong lòng lại vui vẻ như mới đùa mấy cô gái. Lúc trước anh ta còn hoài nghi Mạc Phàm, lúc này anh ta trung thành không hài lòng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Đường Long một cái, tức giận nói. Cho dù anh ngốc cũng phải mang người phụ nữ của mình ra khỏi hang sói chứ, lần này tôi khóa công cụ của anh ta. Lần sau anh không nhất định có vận khí tốt như vậy, nhưng anh ta không có lần sau đâu. Dạ dạ, nhất định sẽ không quên. Đường Long lại đỏ bừng mặt, không ngừng gật đầu. Ngày anh ta bị Tần gia đuổi đã nản lòng thoái chí, quả thật không nghĩ nhiều như thế. Ở bên cạnh, ánh mắt Lưu Nguyệt như nhìn Mạc Phàm cũng thay đổi, nhu tình như nước hơn trước rất nhiều. Mạc Phàm gật đầu, ánh mắt nhìn đám Tần Thọ lần nữa, hai mắt phát lạnh. Tần Thọ này không chơi được Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng, chắc chắn cô không bỏ qua cho hai vị mỹ nữ này, nhất là Nguyệt Tỷ. Nói cho tôi biết cô Trần và Nguyệt Tỷ ở đâu, sau đó quỳ xuống xin lỗi Đường Long, anh có thể sống rời đi. Tần Thọ hung dữ trừng Mạc Phàm, ước gì có thể xé nát hắn ra, trên mặt đã không còn đắc ý, chỉ có phẫn nộ. Vừa rồi anh ta đang ngược Đường Long rất vui, lại bị Mạc Phàm làm lộn xộn. Còn bảo anh ta quỳ xuống xin lỗi Đường Long sao? Không nhìn xem bây giờ Đường Long có thân phận gì, anh ta có thân phận gì? Đồ danh con, có phải mày có bệnh không? Cho dù tao muốn quỳ xuống xin lỗi Đường Long, mày cũng phải hỏi xem đám người sau lưng tao có đồng ý hay không? Bây giờ tao không có biện pháp chơi hai kẻ tiện nhân kia. Mày có tin bây giờ tao gọi một cuộc điện thoại đi, có mấy chục mãnh nam luân phiên cưỡng bức hai kẻ tiện nhân kia không? À, tôi coi anh tự tìm đường chết. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai tay Tần Thọ buông xuống, hoàn toàn không để lời Mạc Phàm nói vào tai.
năm sáu chục người sau anh ta, còn không đánh được vài người bên Mạc Phàm sao? Các cậu nghe thấy không, đứa trẻ này nói tôi muốn chết, các cậu nói xem làm sao bây giờ? Đám thuộc hạ phía sau Tần Thọ cười khinh miệt, đám người này đều là thuộc hạ lúc trước của Đường Long, nhưng không tính là tâm phúc đều được Đường Long mang đi, cho nên không biết lợi hại của Mạc Phàm. Thọ ca, tên này không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ, để em thu thập cậu ta cho. Ngô Lương nhìn Mạc Phàm đầy khinh thường, nịnh nọt nói. Cậu mang vài người tiến lên, đồ danh con này rất lợi hại, nhớ rõ ra tay nhẹ chút, đừng giết chết. Tần Thọ khoát tay, năm sáu người tiến lên, cùng đi về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh, mấy tên hổ lốn này giao cho tôi là được. Đường Long liếc mắt nhìn đám Ngô Lương một cái, trầm giọng nói. Chỉ là mấy tên tiểu hổ lốn mà thôi, còn cần Mạc Phàm ra tay, tuy lâu rồi anh ta chưa ra tay, nhưng từ giao súng mà có địa vị, công phu kém hơn A Hào nhiều, nhưng dư sức đối phó vài người này. Nhất là bên trong còn tên phản đồ Ngô Lương, anh ta nhất định phải tự mình ra tay, nếu không thì thực xin lỗi vết sẹo trên tay. Đi! Mạc Phàm khoát tay, còn chưa nói xong. Mấy chiếc xe lái từ xa tới, dừng trước cửa biệt thự, một đám người xuống xe. Đám người này không chỉ có lão gia tử Tần gia, Hạc Duyên Niên, Thường Ngộ Xuân, Tần Cừu, Tần Trách, Tần Doãn Nhi, còn có Lạc Phi lão gia tử Lạc gia mang theo Lạc Minh. Trừ những người này ra, còn có Sở Kinh Ngữ thị trưởng thành phố Đông Hải mang theo một đám người đến. Có thể nói, những người cấp cao ở thành phố Đông Hải đều ở đây. Tần Thọ nhìn thấy đám người này, vốn là sửng sốt, hai mắt hơi sáng lên, lạnh lùng chừng đám người Mạc Phàm. Lần này các người chạy đi đâu? Theo ý anh ta, chắc chắn đám người này nghe tin tới thu thập Mạc Phàm. Đã thương thiếu gia độc nhất Tần gia, tội danh này không thể tha thứ, cũng đến lúc thu thập Mạc Phàm rồi. Nói xong anh ta chạy như điên tới, đi đến bên cạnh Tần lão gia, bộ dạng tranh công. Đại gia gia, sao mọi người lại đến đây, cháu mới tìm được tên danh con Mạc Phàm này, chuẩn bị tóm lấy nó đi gặp ông đó. Những lời này vừa mới nói ra, sắc mặt đám người đều thay đổi, ngay cả Tần lão gia tử cũng nhíu mày, hiếm khi trầm mặc. Tần gia ép Mạc Phàm ngoan độc như vậy, Lạc gia còn ngầm phái không ít sát thủ. Bọn họ tới nơi này còn lo lắng Mạc Phàm không gặp, ai biết lại xuất hiện thêm một Tần Thọ gây phiền phức. Nhưng dù sao Tần lão gia tử cũng là người sống gần trăm năm, trong chớp mắt liền phản ứng kịp. Ông ta không để ý tới Tần Thọ, nhìn lướt qua đám người Tần Thọ mang đến, ánh mắt như điện. Đều quen lão phu đi, không biết cũng đều tránh ra hết cho lão phu. Đám người Tần Thọ mang đến đều không tư cách nhìn thấy Tần lão gia, nhưng ngay cả Tần Thọ cũng gọi ông ta là đại gia gia, lão nhân này là ai, không cần phải nói. Tần lão gia tử người đứng đầu Đông Hải, tướng quân khai quốc. Cả đám người nuốt nước miếng, cung kính lùi sang một bên. Tần Thọ hơi sững sờ, nhận ra được một chút dị thường, nhưng không để ở trong lòng. Tần lão gia tử là ông nội của anh ta, sao có thể làm gì anh ta được? Cho dù thế nào, cũng không phải tới cầu hòa Mạc Phàm, Tần gia phải cầu xin một tên danh con sao? Tần lão gia tử thấy những người này lui ra, lúc này mới nhìn thoáng qua Tần Thọ. Tiểu Thọ, lời đại gia gia nói, cháu có nghe không? Nghe ạ, đương nhiên cháu nghe rồi. Mắt Tần Thọ chớp chớp, cho dù có chút khó hiểu, vẫn gật đầu như trước. Vậy trước tiên quỳ ở đây đi. Tần lão gia tử thở dài, bất đắc dĩ nói. Cái gì, đại gia gia, cháu không nghe lầm đấy chứ, ông bảo cháu quỳ xuống sao? Trong mắt Tần Thọ đều là vẻ khó mà tin được, hỏi. Đây là tình huống gì, anh ta tìm được Mạc Phàm, Tần lão gia tử lại bảo anh ta quỳ xuống, còn trước mặt nhiều người như thế, bây giờ anh ta tương đương với Đường Long lúc trước mà. Cháu không nghe nhầm đâu, ông bảo cháu quỳ xuống. Tần lão gia tử lặp lại. Tần Thọ nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tần lão gia tử, đầu mờ mịt. Đại gia gia, cháu không có phạm sai lầm mà. Tần lão gia tử lắc đầu đầy tiếc nuối, không để ý tới Tần Thọ, đi đến chỗ cửa biệt thự số 9 Mạc Phàm đang đứng. Bác sĩ Mạc, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không, lão hủ đến đây thăm hỏi. Những lời này vừa nói ra, ngoại trừ những người theo Tần lão gia tử tới, những người khác đều sửng sốt. Nhất là Tần Thọ. Cả người ngây ra như phỗng, hoàn toàn mơ màng rồi. Đây là tình huống gì thế? Lão gia tử mang nhiều người đến như thế, không phải vì chuyện Tần Kiệt tới thu thập Mạc Phàm sao,
sao khách sáo với Mạc Phàm như thế? Vừa rồi còn bảo anh ta quỳ xuống. Chẳng lẽ thật sự hòa giải với Mạc Phàm sao? Không có khả năng. Trong chớp mắt, trái tim Tần Thọ chìm vào đáy cốc, trên mặt không có một chút huyết sắc. Chuyện này, một màn này, Đường Long và Lưu Nguyệt như nghĩ tới, nhưng không ngờ nhanh đến vậy. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần lão gia tử một cái, khóe miệng nhếch lên, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ông cảm thấy thế nào, vừa rồi chỗ tôi còn bị người Tần gia bao vây không lọt qua được, bây giờ không có chỗ nào để đi. Chuyện Tiểu Thọ, là lão hủ không quản giáo tốt, lão hủ quay về sẽ trừng phạt thằng bé thật nghiêm. Tần lão gia tử cũng không tức giận, mỉm cười nói. Quay về sẽ trừng phạt thật nghiêm, các ông tới là muốn chữa trị bệnh truyền nhiễm đi, muốn bàn bạc chuyện này, giải quyết chuyện ở đây trước đã. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, không cho Tần lão gia tử mặt mũi. Mạng lão nhân này là do hắn cứu, vì sao phải nể mặt ông ta? Đám người của Tần lão gia tử nhíu mày, Tần lão gia tử có thân phận như thế, khách sáo với Mạc Phàm đã không tệ rồi, vậy mà tên nhóc này không biết điều. Nhất là Lạc Phi, hừ lạnh một tiếng, nửa uy hiếp nửa cảnh cáo. Nhóc con hôm nay để lại mặt mũi, ngày sau gặp nhau dễ hơn. Bọn họ có chuyện muốn nhờ, nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng nghe theo Mạc Phàm. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lạc Phi một cái, thiết huyết đập vào mặt, còn nặng hơn Tần lão gia tử nhiều. Hắn cười nhẹ, ngón tay khẽ ấn, ấn pháp ấn. Trong biệt thự, một đám sương mù lập tức tản ra, lộ ra mấy người nửa sống nửa chết. Những người này đều là Lạc gia phái tới, rơi vào tứ tượng trận không thể ra ngoài, không ăn không uống 4 ngày, bây giờ ngay cả bò cũng không bò nổi. Lạc tướng quân đúng không, những người này đều là ông nói hôm nay để lại mặt mũi, ngày sau gặp nhau dễ hơn. Lạc Phi nhìn vài người da bọc xương trong mây mù, lông mày nhíu lại, sát khí xuất hiện. Ông ta muốn ra tay, lại bị Tần lão gia tử ngăn lại. Bác sĩ Mạc, Tiểu Thọ đắc tội cậu thế nào, bây giờ chúng ta liền giải quyết, có thể chứ? Tần lão gia tử cười nói. Bắt cóc nữ giáo viên của tôi, ép cô ấy lập gia đình, chuyện này nên xử lý thế nào? Mạc Phàm hỏi. Lông mày như tuyết của Tần lão gia tử nhíu lại, ông ta biết một số con nối dòng của Tần gia cố tình làm bậy ở bên ngoài, nhưng không ngờ sẽ nghiêm trọng như thế. Lão phu đảm bảo nữ giáo viên kia sẽ không có chuyện gì, hơn nữa Tiểu Thọ sẽ không còn đi quấy rối cô ấy, lão phu sẽ đích thân mang Tiểu Thọ đến cục cảnh sát. Sắc mặt Tần Thọ trầm xuống, giống như bị phán tử hình. Đại gia gia, không. Anh ta mới làm lão đại, đã bị đưa vào tù. Còn là lão gia tử đưa, đương nhiên anh ta không muốn, nhưng lúc này không ai để ý đến anh ta. Được rồi, lão gia tử thâm minh đại nghĩa, nhưng anh ta bắt người phụ nữ của Đường Long, có ý muốn làm nhục thì làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi. Làm nhục người phụ nữ của Đường Long? Tần lão gia tử liếc mắt nhìn Đường Long phía sau Mạc Phàm, quay đầu nhìn Tần Thọ đầy hung dữ. Tiểu Thọ, cháu chạm vào người phụ nữ của Tiểu Long à? Đường Long cũng là vãn bối của ông ta. Đại gia gia, cháu còn chưa chạm vào, cháu chỉ cho cô ta uống chút mị dược, không có chạm vào cô ta, bây giờ cô ta còn rất tốt ở Hoàng gia cửu hào ấy. Tần Thọ vội vàng nói, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Nhìn thái độ của lão gia tử, căn bản không đứng về phía anh ta không cãi lại thì thật sự xong rồi. Mị dược, sắc mặt Tần lão gia tử càng thêm khó coi. Tiểu Long, cậu muốn xử lý thằng bé này thế nào? Lão gia tử xử lý sao cũng được, chỉ cần Tiểu Nguyệt bình an vô sự. Đường Long nhìn Tần lão gia tử, cung kính nói. Cho dù rời khỏi Tần gia, Tần lão gia tử vẫn là người uy vọng rất cao trong cảm nhận của anh ta, Tần lão gia tử đã tự mình mở miệng tất nhiên anh ta không dám làm càn. Bác sĩ Mạc, cậu thấy thế nào? Tần lão gia tử gật đầu hài lòng, lại hỏi. Khi Đường Long tới tìm tôi, tôi từng đồng ý với anh ta ra khỏi Tần gia thế nào, Tần gia sẽ mời anh ta về thế đó, lão gia tử nhìn mà làm đi. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Những lời này vừa nói ra, xung quanh vô cùng khiếp sợ, gần như tất cả mọi người đều sửng sốt. Đường Long vốn là một con chó của Tần gia muốn giữ anh ta thì nuôi, không muốn giữ thì làm thịt. Bảo Tần gia mời Đường Long về, Đường Long phải có tư cách này mới được, có lẽ Mạc Phàm có. Nhưng rõ ràng Đường Long không có. Cho dù Mạc Phàm cũng vô cùng miễn cưỡng, nếu không phải bỗng nhiên phát bệnh truyền nhiễm,
lúc này Tần gia còn đang chèn ép Mạc Phàm. Đường Long cũng thật không ngờ lúc này Mạc Phàm bảo Tần gia mời anh ta về. Anh ta cho rằng mình theo Mạc Phàm loại bỏ bệnh dịch, sau đó quang minh chính đại quay về vị trí lúc trước. Vẻ mặt anh ta nhìn Mạc Phàm đầy lo lắng, có phải ầm ĩ chuyện này lớn hơn hay không? Sắc mặt Tần lão gia tử cũng hơi trầm xuống. Tiểu thần y cứu ông ta hơi khó đối phó. Mạc Phàm, đừng quá phận, chuyện cậu đánh Tiểu Kiệt con tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu. Tần Trách cắn chặt răng, sau đó nói. Tần nhị công tử, ông có tư cách nói với tôi những lời này ở đây sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tần Trách một cái, cười mỉa nói. Tôi đó ở hội đấu giá, nếu không phải hắn ra mặt thay Tần Trách, không biết Tần Trách bị Lý Hưng gạt bao nhiêu tiền. Sắc mặt Tần Trách trầm xuống, không dám nói nữa. Bác sĩ Mạc, tôi cảm thấy không sai biệt lắm là được, nếu không phải Tần lão quan tâm chuyện thành phố Đông Hải bị nhiễm bệnh, có khả năng lúc này sẽ không tới đây. Một người đàn ông trung niên không cao lắm, ưỡn cái bụng to đứng ra nói. Ông là... Mạc Phàm nhìn người này, hỏi. Sở Kinh Ngữ thị trưởng thành phố Đông Hải hắn nhận được, người này đứng cạnh Sở Kinh Ngữ, hẳn là cán bộ thành phố, không biết là ai. Kẻ hèn bất tài, Lữ Hữu Tài, hiện giờ đang đảm nhiệm cục trưởng cục y tế. Lữ Hữu Tài đẩy mắt kính có chút tự hào nói. Mạc Phàm cười một tiếng, quả thật người này rất có tài. Kiếp trước ông ta mới tới thành phố Đông Hải làm cục trưởng cục y tế hơn một tháng, bởi vì chuyện bệnh dịch mà bị cắt chức. Rõ ràng ông ta tới nơi này tìm đường sống, vậy mà còn sĩ diện. Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm không nói lời nào, cười nói tiếp. Tôi nhớ nhà bác sĩ Mạc có xưởng thuốc, tên là công ty hữu hạn sản xuất dược Mạc Thái đúng không? Nếu như bác sĩ Mạc chịu cho Tần lão mặt mũi, giúp chữa trị bệnh truyền nhiễm, sau này. Lữ Hữu Tài cười không nói hết, nhưng ý nghĩa không nói cũng hiểu. Nếu bọn họ tới đây, chắc chắn đã điều tra tất cả thông tin về Mạc Phàm, có thể lợi dụng đều tính kế ở trong lòng. Mạc Phàm nheo mắt, còn chưa mở miệng. Lưu Nguyệt như dán sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói. Mấy thủ tục của xưởng dược còn ở cục y tế, không làm được. Những ngày qua bà ở xưởng thuốc, ngoại trừ sản xuất tứ tam thang, còn điều tra một số thủ tục trong xưởng thuốc. Hả? Mạc Phàm hiểu ra, khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn Lữ Hữu Tài một cái. Cục trưởng Lữ đúng không? Nếu như tôi là ông, tôi sẽ mang thủ tục của xưởng thuốc nhà tôi tới, sau đó không nói gì, yên lặng chờ đợi, cho nên thu hồi mánh khóe của ông, đợi bị cắt chức đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chơi với hắn sao, không nhìn xem mình là ai. Trên mặt Lữ Hữu Tài đều là khó chịu, giống như nuốt phải băng vệ sinh đã dùng rồi. Bác sĩ Mạc, cậu có ý gì, cậu đang uy hiếp tôi sao? Không sai, tôi đang uy hiếp ông đó, chẳng lẽ chỉ có ông dùng chức của mình uy hiếp những người bình thường như chúng tôi lại không thể dùng bản lĩnh của mình uy hiếp ông. Mạc Phàm nói thẳng không e sợ. Cậu! Lữ Hữu Tài chỉ Mạc Phàm, tức giận không nói nên lời. Ông ta thân là cục trưởng cục y tế thành phố Đông Hải, có bác sĩ nào dám nói chuyện với ông ta như thế, cho dù là Hạc Duyên Niên lão thần y thanh danh hiển hách cũng vô cùng khách sáo với ông ta, dù sao đám người này đều do ông ta quản. Mạc Phàm này thì hay rồi, dám uy hiếp ông ta trắng trợn, còn có lý như thế. Bác sĩ Mạc, cậu thân là bác sĩ Hoa Hạ, cho dù chúng tôi không đến tìm cậu, cậu cũng nên tự mình hiểu lấy chứ, huống chi Tần lão chúng tôi đều đã tới. Lữ Hữu Tài tức giận nói. Mạc Phàm cười một tiếng, liếc nhìn Lữ Hữu Tài đầy khinh bỉ. Không uy hiếp được, lại lấy đạo đức ra sao? Tự hiểu sao, vậy ông nói cho tôi, ông tới đây là vì giữ chức của ông hoặc lên chức, hay là vì những người bị lây bệnh truyền nhiễm nhiều hơn? Đương nhiên là vì tình hình bệnh dịch rồi, chuyện này còn phải nói sao? Lữ Hữu Tài nói. Sức yếu đi nhiều. Đương nhiên ông ta tới nơi này là vì giữ chức vị, tình hình bệnh dịch náo động lớn như thế, nếu như không nhanh chóng giải quyết, chắc chắn ông ta sẽ bị cắt chức. Nhưng nếu Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm, thăng chức thì chưa nói được. Vì tình hình bệnh dịch, ha ha, Mạc Phàm cười rồi nói tiếp. Thân là bác sĩ, nếu như ông có bệnh tôi chữa trị giúp ông, nhưng dùng y thuật giúp ông lên chức, tôi không làm được, cút đi. Vừa dứt lời, sắc mặt không ít người kỳ lạ. Lữ Hữu Tài giống như bị tát mấy cái, sắc mặt khó nhịu như gan heo chết mấy ngày. Tới nơi này, bao gồm lão gia tử Tần gia, ai mà không có chút tư tâm.
người không phải thánh nhân, ai mà không có tư tâm. Những lời Lữ Hữu Tài nói, quả thật rất giả dối. Nói hay lắm. Tần lão nháy mắt với Lữ Hữu Tài, bảo ông ta lui ra. Lữ Hữu Tài có bậc thang này, vội vàng lui về. Quả thật lần này lão hủ tới là có tư tâm, nếu bác sĩ Mạc nói như vậy, tôi cho cậu một cơ hội, nếu như cậu có thể khiến lão hủ tâm phục khẩu phục, lão hủ sẽ tự mình mời Tiểu Long về Tần gia, thế nào? Hôm nay ông ta tới, nhất định phải để ý mặt mũi nhà mình chút, nếu như Mạc Phàm có bản lĩnh này mà nói. Thôi, Mạc tiên sinh. Vẻ mặt Đường Long áy náy, khuyên. Vì chuyện của anh ta, khiến Mạc Phàm trêu chọc Tần lão gia tử thì không đáng, anh ta chỉ là thuộc hạ của Tần gia mà thôi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Đường Long một cái, không để ý đến anh ta nữa. Đôi mắt như đuốc, nhìn lão gia tử Tần gia. Vậy tôi hỏi lão gia tử, Đường Long vì Tần gia làm việc nhiều năm, có tính có công không? Có. Tần lão gia tử trả lời không chút do dự. Đường Long có Tần gia ông ta nâng đỡ, có thể trở thành kiêu hùng Đông Hải, Tần gia cũng được Đường Long dốc sức làm nhà họ vững chắc như núi, tất nhiên có công. Tần Trách, ông đuổi anh ta đi, anh ta không nói xấu Tần gia một câu, có tính có nghĩa không? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Trách hỏi. Có. Tần Trách nhìn Đường Long một cái, miễn cưỡng nói. Tần tiểu thư, ngày đó tôi và Đường Long có mâu thuẫn ở Hoàng gia Cửu Hào, cô nói tôi là bác sĩ chữa bệnh cho lão gia tử. Anh ta bỏ xuống mặt mũi, lập tức nhượng bộ, có tính có tình với Tần gia cô không? Mạc Phàm rời mắt nhìn Tần Doãn Nhi nói. Tần Doãn Nhi cau mày, nói. Có tình. Tốt lắm, không nói đến chuyện tôi cứu lão gia tử, tôi đánh Tần Kiệt chính vì Tần Thọ ép giáo viên tôi mà ra, nếu không phải anh ta tìm Tần Kiệt trả thù tôi sẽ không đánh Tần Kiệt, các người không trách phạt Tần Thọ thì thôi, còn để đầu sỏ gây nên thay thế vị trí Đường Long. Đuổi Đường Long đi, ông nói xem Tần gia các ông có vô tình vô nghĩa không, Tần Tam công tử. Mạc Phàm nheo mắt, nhìn chằm chằm Tần Cửu lạnh giọng hỏi. Tần Cửu nhíu mày, không biết nói gì cho phải. Thật sự phải thừa nhận nhà bọn họ vô tình vô nghĩa sao? Tôi trả lời thay cho, quả thật Tần gia chúng tôi vô tình vô nghĩa. Tần lão gia tử xen miệng, vô cùng khí phách nói. Nếu các ông vô tình vô nghĩa đuổi một người có tình có nghĩa có công đi. Còn để Tần Thọ bắt nạt người phụ nữ của người có tình có nghĩa có công, các ông còn lý do gì không mời anh ta về, lão gia tử? Mạc Phàm nhìn thẳng mắt lão gia tử Tần gia, hỏi. Giọng như kiếm, đâm thẳng về trái tim người ta, mọi người đều khiếp sợ. Trong lúc này, ở đây vô cùng yên tĩnh, không ai có thể nói ra lời, cũng không có ai nghĩ đến Mạc Phàm còn nhỏ tuổi có thể nói ra những lời như vậy. Ngay cả Tần lão gia tử cũng im lặng. Hừ. Nhóc con, cậu nói dễ nghe thật, thực sự cho rằng có tình có nghĩa có công là đúng, vô tình vô nghĩa là sai, cậu cho rằng thật sự có công bằng sao, cậu đúng là ngây thơ. Lạc Phi thấy Mạc Phàm khiến lão Tần không nói được lời nào, lạnh lùng nói. Mạc Phàm cười, rời mắt nhìn Lạc Phi. Các ông đã vô tình vô nghĩa, vì sao còn trông đợi vào tôi có tình có nghĩa thỏa mãn tư tâm của ông, cuối cùng đợi lương thiện cho chó ăn, ông không thấy rất buồn cười sao, Lạc tướng quân. Không phải vì chuyện khác, vì tôi là Lạc Phi, ông ấy là Tần Quỳnh, còn cần thứ gì khác sao? Lạc Phi vô cùng khí phách nói, khí thế tướng quân khai quốc tỏa ra. Những thứ này có tác dụng ở chỗ khác, ông cảm thấy thật sự có tác dụng ở chỗ tôi sao? Mạc Phàm không thèm để ý nói. Nếu hắn sợ thân phận của Tần lão gia tử, đã không đánh Tần Kiệt bị trọng thương. Nếu hắn sợ Lạc Phi, đã không dám nhốt người của ông ta trong sương mù. Đói đến mức nửa sống nửa chết. Đáng tiếc hắn không sợ, bởi vì hắn là Mạc Phàm y tiên bất tử. Cậu, Lạc Phi nhướng mày, cây gậy chỉ vào Mạc Phàm, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Coi như thế gian này không có công bằng, ông cảm thấy chuyện không công bằng do các ông nắm trong tay sao? Mạc Phàm cười hỏi. Bây giờ hắn đứng ở chỗ cao, đám người này muốn thu thập hắn nhưng lại không làm gì được, còn cầu xin hắn, không công bằng nằm ngay trong tay hắn. Hừ, thằng nhóc con, coi như cậu lợi hại, tốt nhất đừng rơi vào trong tay ông đây. Lạc Phi tức giận hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Từ sau khi dựng nước, ông ta chưa từng bực bội như thế, nhất là bực bội bởi một đứa con nít. Mặt Mạc Phàm không đổi sắc, giống như không nghe thấy, nhìn về phía lão gia tử Tần gia. Lão gia tử, tôi nói xong rồi, ông có phục không?
Tất cả những người Tần gia và Tần lão gia tử đều thay đổi sắc mặt, im lặng một lúc. Chỉ một lát sau, Tần lão gia tử lắc đầu cười khổ. Bác sĩ Mạc, cậu không nói đúng là tôi không phát hiện ra Tần gia tôi cầm thú như vậy, tôi phục. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Lão gia tử Tần gia ở Đông Hải bị một tên nhóc con thuyết phục. Chuyện này, cha không cần phải như vậy. Tần Trách cúi đầu nói. Lão gia tử Tần gia trợn mắt nhìn Tần Trách một cái. Nếu như con có 10% như bác sĩ Mạc, tất nhiên cha sẽ không làm như vậy. Nói xong lão gia tử không để ý tới Tần Trách nữa, nhìn về phía Tần Cừu. Lão Tam, dựa theo gia pháp tiểu thọ nên xử lý thế nào? Đánh gãy hai tay, đuổi ra khỏi Tần gia. Tần Cừu nhíu mày, vẫn nói. Đi chấp hành gia pháp đi, xong thì đưa cậu ta tới cục cảnh sát, thuận tiện điều tra thêm một chút Tần gia có đối xử vô tình vô nghĩa với ai khác như vậy không, xử lý hết đi. Tần lão gia tử không đổi sắc nói. Dạ. Tần Cừu nhìn Mạc Phàm đầy phức tạp, đi về phía Tần Thọ. Vẻ mặt Tần Thọ ngẩn ra, mặt xám như cho tàn. Đưa đến cục cảnh sát thì không sao, ở cục cảnh sát ai dám động vào anh ta. Đánh gãy hai tay cũng không sao, chỉ đau một chút. Nhưng đuổi ra khỏi Tần gia, như vậy xong đời. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta là Tần gia, nếu bây giờ không có. Đại gia gia, chú ba, cháu biết lỗi rồi, cháu không dám nữa. Hai người hãy cho cháu một cơ hội nữa, hãy cho cháu cơ hội nữa đi mà. Tần Thọ tuyệt vọng nói vừa chạy đến một chiếc xe. Anh ta thấy Tần Cừu không có động tĩnh, vội vàng chỉ Tần Cừu, kêu lên với thuộc hạ ở bên cạnh. Các cậu còn ngây ra đó làm gì, ngăn người này cho tôi sẽ trọng thưởng. Ngàn lần không thể bị Tần Cừu bắt. Mắt Tần Cừu híp lại, lắc đầu một cái, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Không đợi người ta đến ngăn cản, ông ta đã đến bên cạnh Tần Thọ. Răng rắc. A, một tiếng hét thảm, hai tay Tần Thọ bị bóp gãy, anh ta đã hôn mê. Lão gia tử Tần gia nhíu mày, nhìn về phía Đường Long đầy thân thiết. Tiểu Long, là Tần gia tôi có lỗi với cậu, khiến cậu chịu ấm ức, quay về được không? Nếu cậu không đồng ý, lão nhân tôi phải quỳ xuống cầu xin cậu rồi. Cái gì? Tần lão gia tử muốn quỳ xuống với Đường Long sao? Chỉ vì một tên Mạc Phàm. Ông nội, không thể. Tần Doãn Nhi vội vàng đi lên kéo lão gia tử. Lão gia tử có thân phận gì, cả Hoa Hạ không có người khiến ông ta quỳ xuống, càng không nói đến Đường Long. Phịch, không đợi Tần lão gia tử quỳ xuống, hai gối Đường Long mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Nếu năm đó không có lão gia tử, có khả năng Đường Long tôi vẫn là một tên côn đồ cầm dao đánh nhau. Đường Long kích động nói. Không thấy cái quỷ này có gì khuất nhục, trái lại rất vinh quang. Năm đó sau khi anh ta xuất ngũ, không nơi nương tựa, sống với đám chiến hữu bắt đầu đánh giết giết. Một ngày nào đó, anh ta gặp một đám côn đồ đang dọa dẫm một ông già, trên người lão nhân này là bộ quân trang kiểu cũ, vài người không quen nhìn không chút do dự xông lên. Ông già này là lão gia tử Tần gia, lúc ấy câu nói đầu tiên của Tần lão gia tử là, Tiểu Long, cậu nguyện ý bảo vệ Tần gia tôi cả đời không? Lúc ấy Đường Long mơ màng rồi. Việc này đến bây giờ anh ta vẫn thấy rõ rành rành trước mắt. Bị Tần gia đuổi, quả thật anh ta vô cùng thất vọng. Nhưng được Tần lão gia tử tự mình mời về, sau này anh ta có thể khoe khoang với con cái mình cả đời. Quay về, nhất định phải quay về. Không sai, trong số những hậu bối chỉ có cậu là hiểu chuyện, năm đó chỉ mang cậu vào Tần gia, như vậy đi, theo họ Tần tôi là được, sau này bất kể tôi còn hay không. Chỉ cần Tần gia không diệt, có cục trưởng nào dám động vào cậu, tôi sẽ cho kẻ đó vào đồn công an. Tần lão gia tử vui mừng cười nói. Họ Tần sao? Đường Long sửng sốt, loại chuyện này ở trong mắt người thường chắc chắn là vũ nhục. Nhưng nếu là trước đây, có thể cùng họ chủ nhà, tuyệt đối là ban ân lớn, không biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Cho dù đặt đến bây giờ, trong gia tộc lớn, vẫn là chuyện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có một số người cẩn trọng phấn đấu vì gia tộc cả đời, người ngoài cũng như vậy. Những người xung quanh cũng không ngờ tới, mới vừa trục xuất một người ra khỏi Tần gia, liền thêm một người. Người này lại là Đường Long. Trái lại đám Tần Doãn Nhi còn tốt, quả thật Đường Long làm việc vì Tần gia không ít, vô cùng tôn kính với người Tần gia. Đám người Tần Thọ mang tới, cả đám mặt xám như cho tàn.
nhất là Ngô Lương vừa nói những lời chào phúng Đường Long, hai chân mềm nhũn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Anh ta vừa phản bội Tần Long, bây giờ gần như bị phán tử hình. Tôi thêm. Đường Long kích động nói. Thanh danh của Tần gia chúng tôi không tốt lắm, cậu cần phải nghĩ thật kỹ. Tần lão gia tử giống như đùa giỡn nói. Đường Long tôi tuyệt đối không hối hận. Đường Long kích động nói, hai mắt ửng đỏ. Lăn lộn bao nhiêu lâu chỉ dám nghĩ, vậy mà lúc này lại trở thành sự thật, cảm giác như nằm mơ. Vậy sau này cậu gọi là Tần Long, đứng lên đi. Đường Long sửng sốt, hai mắt ửng đỏ nhìn Mạc Phàm bên cạnh. Đường, không, Tần Long vô đức vô năng, chịu đại ân của Mạc tiên sinh, kiếp này không có gì báo đáp, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng cần phải báo đáp đại ân của Mạc tiên sinh. Nếu không có Mạc Phàm, đâu có anh ta bây giờ. Nói xong, rầm rầm rầm, Đường Long dập đầu ba cái với Mạc Phàm. Quỳ xuống với Tần gia, dập đầu với Mạc Phàm. Lúc này chính là bảy thước của Nam Nhi, tâm tình Đường Long dâng trào thể hiện ra. Mạc Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Long một cái, trên mặt không có một chút cảm xúc dao động. Trâu ngựa của tôi, không phải rồng không phải phượng thì không làm nổi, cút đi. Tùy tiện quỳ gối dập đầu với người khác như vậy, còn muốn làm trâu làm ngựa cho y tiên bất tử hắn sao? Đường Long cũng không tức giận, đứng dậy đi đến phía sau lão gia tử Tần gia. Bác sĩ Mạc, bây giờ cậu hài lòng chưa, có phải chúng ta nên bàn chuyện chữa trị bệnh truyền nhiễm hay không? Lão gia tử Tần gia cười hỏi. Hài lòng sao? Mạc Phàm cười nói. Vừa rồi hắn chỉ chút giận cho Đường Long mà thôi, chuyện của hắn còn chưa tính toán đâu. Hôm nay không tính xong, liền bàn bạc chuyện chữa trị bệnh dịch, có phần hơi sớm. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, còn kém xa lắm, lão gia tử. Mạc Phàm cười hỏi. Khóe miệng Tần lão gia tử giật giật, đầu gối có chút mềm. Ông ta hạ vốn gốc như vậy, mới bắt đầu trò chơi với Mạc Phàm. Sớm biết tên nhóc khốn nạn này còn thù dai hơn Lạc Phi, ông ta làm gì cũng không thể trừng trị Mạc Phàm. Nhóc con, cậu đừng có mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Lạc Phi không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt lão Tần đều mất hết, mới chỉ là bắt đầu. Gì mà được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, các ông dẫn nhiều người tới như vậy, chỉ mang theo chút thành ý đó sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Thành ý thì lão phu có, nhưng cậu thực sự cho rằng mình có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm sao? Bọn họ tìm đến Mạc Phàm hoàn toàn là vì nể mặt hắn có khả năng chữa khỏi bệnh truyền nhiễm, nếu không đã không nói nhiều lời với Mạc Phàm như vậy. Tốt nhất Mạc Phàm có thể chữa bệnh truyền nhiễm, nếu không ông ta sẽ tìm mấy tiên thiên tông sư giết chết Mạc Phàm. Quả thật chưa chắc tôi có thể chữa trị khỏi bệnh truyền nhiễm, nhưng cũng có thể thật sự chữa trị được, nếu các ông mời tôi chữa trị, tôi sẽ thanh toán toàn bộ cửu của chúng ta, nếu chữa trị không hết, tôi sẽ để mặc các ông thu thập, nếu các ông không dám đánh cược một lần, bây giờ có thể rời đi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạc Phi nhướng mày, nghe thấy hai chữ đánh cược, hai mắt lập tức sáng lên. Cuộc đời ông ta rất ham bài bạc, còn chưa từng sợ người nào. Nhóc con giỏi lắm, cậu đã dám đánh cược, vậy lão phu đánh cược với cậu, Lạc gia tôi phái người ám sát cậu, cậu muốn trả thù thế nào, cậu muốn giết lão phu sao? Những lời này vừa nói ra, sắc mặt không ít người thay đổi. Nếu Mạc Phàm dám nói có, sẽ là kẻ địch của Lạc gia, cũng là kẻ địch của Hoa Hạ. Dám giết tướng quân khai quốc, chắc chắn là tội chết. Nếu Mạc Phàm nói không, đó chính là bại bởi Lạc Phi. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm, đợi Mạc Phàm trả lời. Mạc Phàm cười không thèm để ý, nói. Đám người của Lạc tướng quân, ngay cả biệt thự của tôi cũng không vào được, ở yên tại chỗ 4 ngày, có thể gọi là ám sát sao? Lông mày Lạc Phi nhíu lại, chỉ thiếu chút tức hộc máu. Ông ta vất vả lắm mới ép được Mạc Phàm đến một góc chết, muốn tát Mạc Phàm một cái, ai biết vẫn bị Mạc Phàm tát mạnh một cái lại. Thằng nhóc thúi, con mẹ nó cậu muốn thế nào nữa? Lạc Phi mắng. Lạc tướng quân còn cần những tên sát thủ kia nữa hay không? Cần, dĩ nhiên cần. Lạc Phi nói thẳng. Những người đó đều là con nuôi của ông ta, mỗi người đều giống như Lạc Minh, bị kẹt ở bên trong 4 ngày không ăn không uống. Nếu như là ở thành phố Bắc Xuyên, ông ta đã sớm nổi giận lôi đình. Tôi tôn kính ông là tướng quân khai quốc, còn là một nam tử Hán. Chỉ cần ông có thể đi vào sương mù dày đặc này, mang người của mình ra ngoài,
tôi sẽ coi như những chuyện này sẽ không xảy ra, không đi ra được tôi cũng không có biện pháp. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lạc Phi hơi sững sờ, có cảm giác máu xông lên não. Tên nhóc con này tôn kính ông ta là tướng quân khai quốc, còn là nam tử Hán, nếu tôn kính thì không mau thả người ra, còn muốn ông ta tự mình mang ra ngoài, nếu như bất kính thì sẽ thế nào? Nếu không phải cháu ngoại ông ta bị lây bệnh truyền nhiễm, ông ta nhất định sẽ ấn đầu Mạc Phàm xuống bồn cầu. Loại chuyện nhỏ này sẽ làm khó lão phu sao, xem lão phu đi một lát thì trở lại đây. Lạc Phi trừng mắt một cái, liền đi về phía sương mù dày đặc phía sau Mạc Phàm, chớp mắt liền biến mất ở bên trong. Ông ta cũng rất hận sương mù này, mấy đứa con nuôi được phái qua còn chưa thể đi ra, không cho tên nhóc con này biết mặt, ông ta thực sự không cam lòng. Một thế hệ tướng quân khai quốc, vậy mà thực sự đi vào trong sương mù của Mạc Phàm. Tần lão gia tử thấy Lạc Phi đi vào, cười lắc đầu. Bác sĩ Mạc, hôm nay lão Lạc đánh cược với cậu, lão Tần tôi không có lý do gì không đánh cược, cậu còn ôm thù gì, cứ việc nói. Tần gia hẳn là bỏ dở hợp đồng với xưởng dược nhà chúng tôi đi. Mạc Phàm nói. Lông mày Tần Doãn Nhi hơi nhíu lại, đi ra. Nếu bác sĩ Mạc không ngại, tôi nguyện ý ký hợp đồng 10 năm với xưởng dược nhà cậu. Chuyện này cô không có biện pháp, cha cô ra lệnh phải đè ép Mạc Phàm, cô chỉ có thể bỏ dở hợp tác với Mạc gia. Chuyện này cô bàn bạc với cha tôi và Lưu Phu Nhân đi, nếu bọn họ cảm thấy có thể hợp tác với Tần Tiểu Thư, thì có thể hợp tác, không có biện pháp hợp tác mà nói, chỉ có thể nói cơ hội chỉ có một lần, không thể trách Tần Tiểu Thư. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, bây giờ xưởng thuốc Mạc gia căn bản không cần hợp tác với ai. Đợi hắn tung tứ tam thang ra, người muốn hợp tác với Mạc gia chắc chắn sẽ chen chúc bể đầu, căn bản không cần Tần Doãn Nhi. Dĩ nhiên ấn tượng của hắn với Tần Doãn Nhi không tệ, không cố ý làm khó. Tần Doãn Nhi không hiểu ý của Mạc Phàm, nhưng cũng không nói gì nhiều. Cô vừa mới lùi xuống, Sở Kinh Ngữ đi lên. Tôi đại diện cho Sở gia nguyện ý ký hợp đồng 10 năm với Mạc gia để bày tỏ áy náy, bác sĩ Mạc, cậu thấy thế nào? Ngừng hợp tác với Mạc gia, còn có phần Sở gia ông ta, chắc chắn không thể thiếu Mạc Phàm trả thù, thay bằng chỉ đích danh, còn không bằng tự mình đi ra tốt hơn. Chuyện này ông trực tiếp hỏi Lưu Phu Nhân là được, không cần hỏi tôi. Mạc Phàm nói, Nguyệt Như, em xem hợp tác này thế nào? Sở Kinh Ngữ cười nói với Lưu Nguyệt Như. Sở gia đối với em và Phong Vãn không tệ, em sẽ suy xét, anh rể. Được, mấy ngày nay chị em luôn nhắc đến em. Có rảnh thì quay về thăm cô ấy. Sở Kinh Ngữ nhẹ nhàng thở ra, cười nói. May mà Sở gia bọn họ không đối phó Lưu Nguyệt Như như Tần gia đối phó với Đường Long, nếu không chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng qua như thế. Em đã biết, anh rể. Lưu Nguyệt Như cười nhạt, lên tiếng. Xử lý xong chuyện Tần gia và Sở gia, Mạc Phàm rời mắt nhìn Tần Trách. Nhị công tử, một số đồ tôi cần tìm, ông biết làm gì rồi chứ? Vẻ mặt Tần Trách ngẩn ra, tờ giấy Mạc Phàm viết, tất nhiên ông ta biết. Biết, tôi muốn tất cả những thứ trên đó, hơn nữa không hoàn trả, ông xem rồi làm đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn luyện chế pháp khí cho những người đó, bọn họ không mang mấy thứ này cho hắn, bây giờ sẽ không giúp bọn họ luyện chế pháp khí, tiền cũng không cho, nhưng phải lấy những thiên tài địa bảo này. Được, tôi nhất định sẽ tìm giúp cậu. Tần Trách vội vàng gật đầu. Tâm tình chìm vào đáy cốc. Bác sĩ Mạc, cậu còn cừu khác cần báo không? Tần lão gia tử thấy Mạc Phàm không nói gì nữa, hỏi. Có, nhưng tôi tự mình đi báo, không có vấn đề gì với các ông nữa. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Lý Hưng và Chu Trường Hoàng nợ hắn 2 triệu, không phải không định đưa sao? Còn cả Vương Thiên Tước không tính hòa giải mâu thuẫn giữa Vương gia và hắn nữa. Đúng lúc so với hòa giải. Hắn càng thích diệt sạch những người này. Vậy Mạc Tiểu Hữu chúng ta đi thôi, chuyên gia thủ đô phái đến đang đợi đó. Hạc Duyên Niên cười hiền lành nói. Lưu Phu Nhân, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm gật đầu, nói với Lưu Nguyệt Như. Vừa rồi không phải bọn họ hoài nghi hiệu quả của tứ tam thang sao, đã đến lúc cho bọn họ thấy hiệu quả của nó. Mạc Phàm đã đồng ý giúp đỡ chữa trị bệnh dịch, lúc này Tần lão gia tử mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một đám người tản ra. Tần lão gia tử, Lạc Minh và Tần Cửu ở đây đợi Lạc Phi ra ngoài. Đường Long đặc biệt chiếu cố Ngô Lương và vài người,
vội vàng đến Hoàng gia Cửu Hào, đi cứu Nguyệt Tỷ và Trần Vũ Đồng. Mạc Phàm và Lưu Nguyệt Như cầm 9 lọ tứ tham thăng còn lại, lên một chiếc xe thương vụ. Trên xe, ngoại trừ hai người và Hạc Duyên Niên, Thường Ngộ Xuân gia, Lữ Hữu Tài lúc trước bị Mạc Phàm làm nhục cũng có ở đây. Xe còn chưa đi được bao xa, Lữ Hữu Tài đã phá vỡ yên tĩnh trong xe. Bác sĩ Mạc, tình hình bệnh dịch lần này lợi hại hơn trước nhiều, tôi thấy bác sĩ Mạc còn mang theo thuốc, không biết bác sĩ Mạc có mấy phần nắm chắc chữa khỏi bệnh dịch. Bộ dạng Lữ Hữu Tài hiền lành, cười nói. Ánh mắt nhìn Mạc Phàm, đều là khinh miệt. Mới vừa rồi ngông cuồng như vậy, thuyết phục Tần lão gia tử, khích tướng Lạc tướng quân đánh cược, còn khiến Tần gia và Sở gia nhượng bộ, cuối cùng còn vơ vét một đống lớn tài sản của Tần Trách. Đợi lát nữa xem, nhớ đâu không chữa khỏi, xem thằng nhóc này làm thế nào. Cùng lắm thì ông ta chỉ bị cắt chức, Mạc Phàm mới thảm, phải chịu đựng vô số lửa giận. Nếu như tôi nói tôi nắm chắc 100%, ông chắc chắn không tin. Mạc Phàm cười nói. Tâm tư của Lữ Hữu Tài này hắn còn không đoán được, vậy thì hắn không phải là y tiên bất tử sống hơn 500 năm. Nắm chắc 100% sao? Lông mày Lữ Hữu Tài nhướn lên, có chút vui vẻ. Cho dù là chuyên gia thủ đô phái tới hiểu rõ bệnh truyền nhiễm như vậy, cũng không dám nói sẽ nghiên cứu ra vaccine trong vòng một tháng. Mạc Phàm là một tên nhóc, còn chưa thấy bệnh truyền nhiễm, liền dám nói chắc chắn 100%, đang chọc ông ta cười sao? Bác sĩ Mạc nói gì thế, dĩ nhiên tôi tin tưởng rồi, nhưng hình như tôi nghe Hạc lão từng nói, sở trường của Đông Y không phải chữa trị virus như bệnh này, khư phong tán hàn cỏ N được. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói. Hạc lão nói cũng không sai, nhưng tình hình bệnh dịch cũng không phải sau khi có Tây Y mới xuất hiện ở Hoa Hạ chứ. Đương nhiên không phải. Lữ Hữu Tài hơi sững sờ, sau đó cười nói. Ông ta có một chút tán thưởng. Vậy ông nói cho tôi biết, khi đó xảy ra bệnh truyền nhiễm ngoại trừ Đông Y chữa trị, còn chữa trị như thế nào? Bệnh truyền nhiễm thường xuyên nhắc tới trong lịch sử Hoa Hạ, y thuật trong truyền thuyết không am hiểu chữa trị virus bệnh truyền nhiễm, một là vì cổ pháp thất truyền, hai là vì y thuật không tinh, ba sao, chính là vì loại người như Lữ Hữu Tài, khiến Đông Y sa sút. Dĩ nhiên vẫn là Đông Y. Lữ Hữu Tài lúng túng cười một tiếng. Vậy thì đúng rồi, vậy sao ông còn muốn nói? Sở trường của Đông Y không phải chữa virus bệnh truyền nhiễm. Mạc Phàm cười hỏi. Lông mày Lữ Hữu Tài nhíu lại, sắc mặt vô cùng âm trầm. Mạc Phàm này cũng quá đáng giận, không nể mặt ông ta chút nào. Mạc Phàm có thể chữa trị hết bệnh truyền nhiễm thì được, nếu không thủ tục xưởng thuốc Mạc gia đừng nghĩ bắt được. Nhưng cho dù Mạc Phàm có thể chữa khỏi, không xin lỗi ông ta cũng đừng hòng lấy những thủ tục kia. Nếu bác sĩ Mạc nắm chắc thì tốt. Tôi thay mặt những người bị lây cảm ơn Mạc tiên sinh. Lữ Hữu Tài hời hợt nói, trên mặt đều là khó chịu. Ha ha, Mạc Phàm cười, không thèm để ý đến Lữ Hữu Tài. Ở bên cạnh Mạc Phàm, Lưu Nguyệt Như lắc đầu một cái, giữa lông mày là lo âu. Huyện quan không bằng hiện quản, vừa khéo Lữ Hữu Tài này có thể quản xưởng thuốc bọn họ, Mạc Phàm cho Lữ Hữu Tài sắc mặt như thế, sau này e rằng có chút phiền phức. Mạc Tiểu Hữu, cậu thật sự chắc chắn 100% sao? Hạc Duyên Niên nhận ra được bầu không khí trong xe dị thường, vội vàng chen miệng nói. Ừm. Mạc Phàm gật đầu một cái, giọng hiền hòa không ít. Hắn bị Tần gia chèn ép, Hạc Duyên Niên còn gọi điện thoại thăm hỏi sức khỏe hắn, ấn tượng của hắn với Hạc lão vô cùng tốt, lúc nói chuyện tất nhiên khách sáo hơn nhiều. À, không biết dùng cổ pháp gì, có thể khiến lão hủ mở mang tầm mắt không? Hạc Duyên Niên đầy hứng thú hỏi. Tứ tham thang, không biết Hạc lão từng nghe chưa? Mạc Phàm nói chi tiết, không giấu giếm Hạc lão. Nước thuốc sao? Hạc Duyên Niên hơi vui mừng, nếu là châm thuật còn chút phiền phức, dù sao điều kiện thi triển châm thuật quá mức hà khắc, chữa trị bệnh truyền nhiễm gần như muối bỏ biển. Nếu là nước thuốc thì khác, có thể chữa trị phạm vi lớn. Tứ tham thang, trái lại tôi có biết tứ thần thang, tứ vật thang, tứ tham thang này. Lão thường từng nghe thấy chưa? Hạc Duyên Niên cau mày, hỏi Thường Ngộ Xuân. Tôi cũng chỉ biết tứ thần thang và tứ vật thang, không biết tứ tham thang này. Thường Ngộ Xuân lắc đầu nói. Thật sự có tác dụng sao? Hạc lão hỏi. Hạc lão, hẳn là tôi chưa từng nói dối ông đi. Mạc Phàm cũng không tức giận, cười nói. Hạc Duyên Niên hơi sững sờ, từ khi ông ta nhìn thấy Mạc Phàm,
Mạc Phàm làm không ít chuyện ngoài dự đoán của mọi người, quả thật không nói dối. Đương nhiên không có chuyện này, vậy tôi thay tỉnh Giang Nam cảm ơn cậu. Trong lòng Hạc Duyên Niên vui vẻ, kích động cười nói. Tôi đã nói rồi, chắc chắn Mạc Tiểu Thần Y có biện pháp chữa trị bệnh truyền nhiễm này. Thường Ngộ Xuân cười nói. Tôi nói rồi, Lão Thường, lần này ông làm chuyện tốt, không phải ông đề cử Mạc Tiểu Thần Y sao, nếu không không biết bao giờ bệnh dịch có thể kết thúc đây. Hạc Duyên Niên vui mừng nói. Ông ta sống mấy chục năm, từng gặp không ít lần bệnh dịch, mỗi lần khi có tình hình bệnh dịch bùng nổ, không biết làm bao nhiêu gia đình tan nát, sống chết xa nhau. Nếu như có thể bóp chết tình hình bệnh dịch đang nhanh chóng lan truyền, chắc chắn là phúc của tỉnh Giang Nam. Đúng rồi, Mạc Tiểu Hữu, nếu như không bị lây bệnh, uống tứ tham thang có tác dụng phụ không? Ông ta không biết tứ tham thang của Mạc Phàm, có một số thuốc không bệnh uống vào không có việc gì lớn, nhưng có một số thuốc lấy độc trị độc sẽ có vấn đề. Không phải không có, tứ tham thang tương đối bổ, uống nhiều hơn sẽ chảy máu mũi. Mạc Phàm giải thích đơn giản. Tác dụng phụ này không tệ lắm, như vậy tôi an tâm rồi. Hạc lão kinh ngạc vui mừng nói. Ở một bên, Lữ Hữu Tài chỉ lắc đầu, không xen miệng vào nói. Có tác dụng hay không không phải mở miệng nói là được, dùng trên người bệnh mới biết. Dù sao đến nơi sẽ thấy rõ, không cần phải tranh cãi với Mạc Phàm lúc này. Lái xe nửa tiếng, liền đến khu nội trú Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hải. Bởi vì bệnh truyền nhiễm lan truyền từ nơi này đã bị cô lập. Bên ngoài có cảnh sát vũ trang canh gác, ra vào cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Được Lữ Hữu Tài dẫn dắt, Mạc Phàm và vài người đi vào bên trong, đến một phòng nghiên cứu. Trong phòng nghiên cứu có không ít người mặc áo trắng, năm ba người cùng nhau thảo luận, hoặc mấy người làm thí nghiệm. Chuyên gia Hoàng Đào Nhiên thủ đô phái tới cũng nằm trong đó, đang bàn bạc phương án với mấy người. Thấy Lữ Hữu Tài đi vào, Hoàng Đào Nhiên dừng thảo luận, liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái, đi tới. Cục trưởng Lữ, tôi nghe nói các ông đi mời một thần y tên Mạc Phàm cơ mà, người đâu, không phải không mời được đấy chứ. Lông mày Lữ Hữu Tài nhướng lên, cười theo. Chuyên gia Hoàng, tôi giới thiệu với ông một chút, vị này là Mạc Phàm Mạc thần y chúng tôi mời tới, hai người làm quen đi. Lữ Hữu Tài chỉ Mạc Phàm cười nói. Cậu ta sao? Hoàng Đào Nhiên chớp mắt một cái, vẻ mặt khó mà tin. Cục trưởng Lữ, các ông có nhầm lẫn không? Làm sao có thể nhầm được, trên đường tới Mạc thần y còn nói với chúng tôi chắc chắn 100% chữa khỏi bệnh được. Lữ Hữu Tài lạnh lùng liếc nhìn Mạc Phàm nói. Chắc chắn 100% sao? Hoàng Đào Nhiên sửng sốt một chút, tưởng là mình nghe lầm. Các cậu có nghe thấy không, tôi không nghe lầm chứ? Hoàng Đào Nhiên lạnh nhạt hỏi trợ thủ bên cạnh. Ha ha! Mấy người cười không nói. Chuyên gia Hoàng, ông không có nghe lầm, cục trưởng Lữ nói là chắc chắn 100%. Người thanh niên bên cạnh Hoàng Đào Nhiên phối hợp nói, trên khuôn mặt đều là khinh thường. Hoàng Đào Nhiên xác nhận mình không có nghe lầm, sắc mặt khôi phục như thường, nhìn Mạc Phàm đầy thất vọng. Ông ta cho rằng Mạc Phàm là một tên lừa gạt, xem ra ông ta đoán không sai, quả nhiên bác sĩ chữa trị ung thư này là tên lừa gạt, ngoại trừ thích phóng đại, căn bản không có bản lĩnh gì. Nắm chắc 100% sao? Thực sự cho rằng chữa trị bệnh truyền nhiễm dễ như ăn kẹo đường, đơn giản như vậy. Thật sự đơn giản như thế, những chuyên gia mà ông ta mang đến đã nghiên cứu ra được vaccine trong vòng một tháng. Thật sự đơn giản như thế, mỗi lần bệnh truyền nhiễm bùng nổ sẽ chết nhiều người như vậy sao? Bác sĩ Mạc đúng không, tôi rất thưởng thức tự tin của người trẻ tuổi các cậu. Hoàng Đào Nhiên cười mỉa nói. Nói là thưởng thức. Trong giọng nói lại tràn đầy khinh bỉ trắng trợn. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân nhíu mày, có chút bất mãn nhưng không nói gì. Hoàng Đạo Nhiên địa vị cao, lại gặp phải bệnh dịch lan truyền, không lễ phép với Tần lão gia tử, chắc chắn cũng không có sắc mặt hòa nhã với Mạc Phàm. Lữ Hữu Tài cười, bộ dạng như xem diễn trò. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là tự tin, không giống chúng ta lúc trước khiêm tốn, tôn kính tiền bối như thế. Mạc Phàm khẽ cau mày. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoàng Đào Nhiên. Ông là ai? Lông mày Lữ Hữu Tài nhíu lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Bác sĩ Mạc, ngay cả chuyên gia Hoàng mà cậu cũng không biết sao. Xung quanh có không ít người cười, luôn miệng nói nắm chắc 100% chữa được bệnh,
lại không biết chuyên gia nổi tiếng về phương diện bệnh truyền nhiễm, chắc chắn tên nhóc này không có bản lĩnh gì. Hoàng Đào Nhiên không nói gì, ông ta được người ta thổi phồng lên nhiều lần rồi, đắc ý trên mặt nhiều hơn. Chữa bệnh không liên quan đến quen một người hay không, chẳng lẽ chữa khỏi bệnh nào đó nhất định phải biết người kia? Mạc Phàm cau mày hỏi ngược lại. Cũng không phải không có một chút liên quan, cậu không biết chuyên gia khác cũng được, nhưng không thể không biết chuyên gia Hoàng, không chừng trong cơ thể cậu hiện giờ vẫn còn vaccine phòng bệnh chuyên gia Hoàng nghiên cứu ra đó. Lữ Hữu Tài cười lấy lòng nói. Ông ta đã không có hy vọng lớn Mạc Phàm có thể chữa trị ôn dịch, hy vọng duy nhất là Hoàng Đào Nhiên. Bây giờ nịnh nọt Hoàng Đào Nhiên thật tốt, đợi Hoàng Đào Nhiên nghiên cứu chế tạo ra vaccine, giải quyết tình hình bệnh dịch, nói không chừng có thể đánh giá ông ta tận tâm tận lực phối hợp công tác, giữ chức vị cũng không phải không có khả năng. Vaccine phòng bệnh sao? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Tôi chỉ tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B và bệnh đậu mùa, không biết có cái nào ông ta nghiên cứu ra không? Lúc trước hắn đều học ở quê, cũng tiêm vaccine phòng bệnh vài lần. Đại khái có vài loại, có một số đắt tiền quá không tiêm. Những lời này vừa nói ra, khóe miệng Hoàng Đào Nhiên đang nhếch lên cứng ngắc, giống như bị người ta tát mạnh. Nếu ông ta nghiên cứu ra ba loại vaccine phòng bệnh kia, vậy thì ông ta thật sự lợi hại, còn ở chỗ này sao? Khóe miệng Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân nhếch lên, nở nụ cười. Một dao này của Mạc Phàm đâm không tệ. Lữ Hữu Tài thấy Hoàng Đào Nhiên lộ ra không vui, vội vàng nói. Bác sĩ Mạc, vaccine phòng bệnh chuyên gia Hoàng nghiên cứu ra mà cậu không biết, cậu biết xác không? Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Hoàng Đào Nhiên đang ngẩng cao đầu một cái. Tất nhiên là hắn biết xác, chẳng lẽ người này là người nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh xác? Ông ta là chuyên gia phương diện bệnh truyền nhiễm, tham gia hội nghiên cứu và thảo luận chống bệnh truyền nhiễm cấp thế giới, nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh xác, ngoài trừ vaccine đó ra ông ta còn nghiên cứu ra vài loại vaccine phòng bệnh khác. Sớm đã phổ biến trong phạm vi cả nước, vô cùng có danh tiếng ở Hoa Hạ, là một trong những chuyên gia bệnh truyền nhiễm không nhiều ở Hoa Hạ. Sản nghiệp chủ yếu của Mộc gia là chữa bệnh, có tìm hiểu về những chuyên gia này, tất nhiên Lưu Nguyệt Như biết không ít. Hoàng Đào Nhiên có vẻ nổi danh trong đám chuyên gia, cho nên bà quen. Hả? Mạc Phàm gật đầu, cười, người mắt cao hơn đỉnh, hóa ra là chuyên gia. Hoàng Đào Nhiên nghe Lưu Nguyệt Như giới thiệu. Lông mày giãn ra, sắc mặt dịu đi chút. Vẫn là vị phu nhân này tinh mắt, chỗ tôi thiếu một nữ trợ lý thông minh lanh lợi, không biết phu nhân có hứng thú hay không, nếu có mà nói, chúng ta có thể hợp tác với nhau. Hoàng Đào Nhiên nhìn Lưu Nguyệt Như, trong mắt lóe lên nóng bỏng, khen ngợi nói. Lưu Nguyệt Như mặc một bộ lễ phục màu trắng, làn da của bà vốn trắng nõn, so với lễ phục màu trắng, gần như là cùng màu, còn sáng bóng mê người hơn cả lễ phục. Xa xa nhìn lại, còn khiến người ta nghĩ rằng mỹ phụ duyên dáng này dùng thứ gì che tạm, như không có mặc quần áo, khêu gợi rối tinh rối mù. Dù Hoàng Đào Nhiên gặp không ít mỹ nữ ở thủ đô, nhưng khen ngợi như Lưu Nguyệt Như không nhiều. Nếu có thể để mỹ phụ cực phẩm như vậy làm trợ thủ, hiệu suất công việc sẽ tăng lên không ít, nói không chừng còn nghiên cứu ra vaccine trước nửa tháng. Sao Lữ Hữu Tài lại không phát hiện ra ái muội trên mặt Hoàng Đào Nhiên, mắt ông ta nheo lại. Hiện lên giảo hoạt. Lưu phu nhân, chuyên gia Hoàng mời bà đó, đây chính là một cơ hội, cho bà và cho cả Mộc gia. Lưu Nguyệt Như rất nổi tiếng ở Đông Hải, sao ông ta có thể không biết? Chuyên gia giống như Hoàng Đào Nhiên, chính là đối tượng Mộc gia sản nghiệp chữa bệnh cự phách cầu mà không được. Lưu Nguyệt Như có thể xả thân phối hợp với Hoàng Đào Nhiên, không chỉ khiến công việc của Mộc gia càng thêm uy tín. Nếu Hoàng Đào Nhiên nghiên cứu phát triển ra loại vaccine nào đó đưa cho Mộc gia sản xuất, không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu ông ta là Lưu Nguyệt Như, chắc chắn lập tức đồng ý không do dự. Mộc gia, khóe miệng Lưu Nguyệt Như nhếch lên, lộ ra tươi cười quyến rũ, như hoa nở rộ. Cảm ơn chuyên gia Hoàng đã cất nhắc, nhưng bây giờ tôi là trợ lý của bác sĩ Mạc, chuyên gia Hoàng có thể hỏi ý kiến bác sĩ Mạc, nếu cậu ấy đồng ý, tất nhiên tôi cầu còn không được. Lưu Nguyệt Như cười quyến rũ nói. Bất luận là lời nói hành động đều rất đúng mực, không làm người ta soi mói được. Trợ lý của cậu ta. Hoàng Đào Nhiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Mỹ phụ cực phẩm như vậy làm trợ lý của một đứa con nít, đúng là quá lãng phí. Làm trợ lý cho ông ta còn có việc cho trợ lý làm. Mạc Phàm này vừa mới phát dục,
chắc là chưa biết làm trợ lý là thế nào đâu. Bác sĩ Mạc, bây giờ tôi đang vào giai đoạn quan trọng nghiên cứu ra vaccine, cần một mỹ nữ như vậy làm trợ lý, có thể cho tôi mượn dùng vài ngày được không? Nếu có thể, để bác sĩ Mạc gia nhập tổ nghiên cứu của tôi cũng không phải không thể được. Hoàng Đào Nhiên cười râm nói. Tổ nghiên cứu phát triển của ông ta là tổ nghiên cứu phát triển ra vaccine phòng bệnh sau này, thêm một người thì phải phân chia khen thưởng bệnh dịch. Ông ta vốn định đuổi Mạc Phàm đi, cho dù là người Tần lão gia tử tiến cử, ông ta cũng không thể thiên vị, để cho một tên lừa gạt dùng thành quả nghiên cứu phát triển của ông ta mạ vàng. Nhưng nếu Mạc Phàm đồng ý đưa Lưu Nguyệt Như cho ông ta không phải không thể suy xét việc cho Mạc Phàm ở lại. Dù sao kẻ lừa đảo muốn mạ vàng rất nhiều, nhưng mỹ phụ cực phẩm như Lưu Nguyệt Như lại hiếm gặp. Còn lại phải xem Mạc Phàm có thức thời hay không. Khóe miệng Lữ Hữu Tài nhếch lên, nhìn Mạc Phàm đầy khinh miệt, cười lạnh lùng. Bác sĩ Mạc, chuyên gia Hoàng đang hỏi cậu đó, cậu sẽ không từ chối chứ? Ông ta đã chắc chắn Mạc Phàm không có năng lực chữa bệnh truyền nhiễm, đề nghị của Hoàng Đào Nhiên là cơ cửa hội ngàn năm có một. Không biết bao nhiêu người muốn đi cửa sau, muốn tiến vào tổ nghiên cứu của Hoàng Đào Nhiên, đều bị Hoàng Đào Nhiên từ chối. Nếu là ông ta chắc chắn sẽ nguyện ý đưa Lưu Nguyệt Như cho Hoàng Đào Nhiên, dù sao Lưu Nguyệt Như cũng không phải hoàn bích gì, ở thành phố Đông Hải thường xuyên nghe thấy lời đồn truyền ra. Dùng một người phụ nữ không liên quan đổi lấy tiền đồ, tại sao lại không? Hoàng Đào Nhiên nhìn xung quanh, không ít thành viên tổ nghiên cứu nhìn Lưu Nguyệt Như, mắt vô cùng nóng. Có một mỹ phụ như vậy ở tổ nghiên cứu, cho dù chỉ nhìn, mỗi ngày cũng đều như đánh thiết gà, tràn đầy nhiệt huyết. Hơn nữa chỉ cần Hoàng Đào Nhiên giữ lại, ai nói nhất định không có cơ hội, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hạc Xuyên Niên và Thường Ngộ Xuân nhíu mày, cháu trai cháu gái bọn họ đều lớn như Mạc Phàm, sao không hiểu ý Hoàng Đào Nhiên, hai người ngầm lắc đầu, vô cùng bất mãn. Lưu Nguyệt Như không lo lắng, trong đôi mắt đẹp lóe lên nghịch ngợm, nhìn về phía Mạc Phàm. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang lóe lên. Những lời này ở tai người khác không biết có ý nghĩ gì, nhưng hắn nghe hiểu, giống như là nói, cho tôi mượn người phụ nữ của cậu chơi mấy ngày, tôi có thể cho cậu một đồng. Tuy Lưu Nguyệt Như không phải người phụ nữ của hắn, nhưng há có thể để người khác mượn, coi y tiên bất tử hắn là không khí sao. Nhưng mà hắn không tức giận, khóe miệng nhếch lên, chỉ cười. Hoàng Đào Nhiên thấy Mạc Phàm nở nụ cười, cho là có trò hay, lông mày nhướn lên, vẻ đắc ý trên mặt nhiều hơn, nhưng lập tức lại hơi hối hận. Để Mạc Phàm gia nhập đội nghiên cứu phát triển, không biết có nhiều người muốn, sao tên nhóc này có thể từ chối. Có chút tiện nghi cho tên nhóc này, sớm biết là đồng ý ông ta sẽ nói điều kiện không quan trọng khác. Bác sĩ Mạc, cậu đồng ý chuyện này sao? Còn chưa có, bỗng nhiên tôi nhớ tới chuyện cười liên quan đến một chuyên gia. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chuyện cười gì, liên quan gì đến chuyện này? Hoàng Đào Nhiên nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống, bất mãn hỏi. Không đồng ý cười làm gì, làm ông đây mừng hụt. Ông muốn nghe sao? Mạc Phàm hỏi. Nghe một chút cũng không phải không thể được, nhưng hy vọng sau khi bác sĩ Mạc kể chuyện cười xong, cho tôi một câu trả lời. Tôi cũng là vì nghiên cứu chế tạo vaccine mới mượn trợ lý của bác sĩ Mạc, mong bác sĩ Mạc suy nghĩ cẩn thận. Hoàng Đào Nhiên nửa đe dọa nửa dụ dỗ nói. Nghe xong ông sẽ biết. Mạc Phàm cười. Cậu nhanh nói đi. Hoàng Đào Nhiên không kiên nhẫn nói. Bên cạnh quốc lộ, Châu Đực và bò cái đang ăn cỏ. Bỗng nhiên một chiếc xe dừng lại ở ven đường, Châu Đực và bò cái nhìn thấy người ra khỏi xe, kêu lớn một tiếng chuyên gia đến đây, rồi co cẳng chạy mất. Châu Đực hỏi bò cái vì sao cậu lại chạy, bò cái nói cậu không biết chuyên gia thích khoác loác đe dọa sao. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Vậy vì sao Châu Đực lại chạy? Lưu Nguyệt Như tò mò hỏi. Châu Đực nói chuyên gia rất thích bịa đặt, Châu Đực sợ nhất bịa đặt. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm mới nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Nguyệt Như đỏ lên, phốc một tiếng bật cười. Cười xong, trong phòng nghiên cứu phát triển vô cùng yên tĩnh. Lữ Hữu Tài lắc đầu, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Mạc Phàm vừa đắc tội đám người Tần lão, ở phòng nghiên cứu cũng dám chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói Hoàng Đào Nhiên thích khoác loác, bịa đặt. Lúc này trừ phi Mạc Phàm thật sự nắm chắc 100% có thể chữa bệnh truyền nhiễm, nếu không Mạc Phàm chết chắc rồi. Đám thuộc hạ và trợ lý của Hoàng Đào Nhiên đưa mắt nhìn nhau, vô cùng khiếp sợ. Trong bọn họ có bác sĩ nổi tiếng,
có một số là học trò của Hoàng Đào Nhiên, cũng có một số mạ vàng đi cửa sau vào. Nhưng trong đám người này không ai không biết tên tuổi của Hoàng Đào Nhiên lớn bao nhiêu. Cơ bản có thể nói sau này Mạc Phàm đừng lăn lộn trong giới y học, cho dù cậu ta lăn lộn thế nào đều không có tiền đồ. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên xanh mét, vô cùng khó coi. Giống như bị người ta kéo đến đường lớn, lột sạch quần áo, đánh tiểu đệ đệ 100 cái. Mạc Phàm, cậu có ý gì, đừng quên cậu đang nói chuyện với ai. Hoàng Đào Nhiên hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm giọng nói. Ánh mắt hung ác tàn nhẫn, ước gì có thể băm Mạc Phàm ra vạn đoạn. Từ khi ông ta tham gia nghiên cứu xác đến nay, cho dù là thị trưởng gặp ông ta cũng phải khách sáo. Kể cả là tướng quân khai quốc, ông ta cũng không thèm coi trọng, dù sao ông ta không thuộc bộ đội quản lý. Chỉ là một tên nhóc mà dám nhục nhã ông ta như thế. Cần tôi giải thích lần nữa cho ông sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Hôm nay cậu không giải thích rõ ràng cho tôi, cậu đừng mơ lăn lộn trong giới y học Hoa Hạ nữa. Hoàng Đào Nhiên gào lên nói. Mạc Phàm cười không thèm để ý, y tiên bất tử hắn lăn lộn khắp nơi, một phàm nhân như ông ta có thể thao túng. Được, vậy tôi hỏi ông nói ông tham gia nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh xác, ông tham dự công việc trong đó bao nhiêu, có hơn 50% không? Mạc Phàm cười hỏi. Hoàng Đào Nhiên nheo mắt lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh xác, công trình lớn như thế, sao có thể tham dự 50% trở lên, bao gồm quân nhân phụ trách khâu an toàn, khoảng chừng có hơn 1.000 người tham dự, có thể 1% đã không tệ rồi. Đó chính là nói ông còn không nhiều như quân nhân đảm nhận phụ trách khâu an toàn, không sai chứ. Làm sao có thể? Hoàng Đào Nhiên tức giận bất bình nói. Quân nhân làm việc nặng há có thể đánh đồng với bọn họ. Cho dù không phải, ông chỉ phụ trách 1% bên trong, cũng dám xưng mình nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh xác, những người phụ trách 100% nên xưng hô mình thế nào, không phải ông đang khoác lác thì là gì? Mạc Phàm cười nói. Cậu! Hoàng Đào Nhiên trừng mắt, chỉ Mạc Phàm tức đến mức không nói nên lời. Ngoài ra năng lực nghiệp vụ của người trợ lý này rất mạnh, nhưng không biết một chút y thuật. Ông nói ông thiếu một trợ lý như vậy, ông muốn trợ lý như vậy làm gì, chẳng lẽ thiếu người massage lúc nghiên cứu mệt nhọc, để trợ lý xoa bóp đấm lưng cho ông, tôi thấy tìm trợ lý nghiên cứu là giả, mượn nghiên cứu để kiếm trợ lý làm gì đó mới là thật, ông nói xem có phải là bịa đặt không? Cậu! Hoàng Đào Nhiên cắn chặt răng, hai mắt gần như phun ra lửa. Mạc Phàm không để ý tới lửa giận của Hoàng Đào Nhiên, tiếp tục nói. Ông có thể nói không phải. Nhưng nếu ông có người phụ nữ xinh đẹp như hoa, tôi nói mượn phụ nữ của ông chơi vài ngày, năm nay cho tôi mượn một ngày, sang năm trả một lớn một nhỏ, ông cảm thấy thế nào, có cảm thấy mình bịa đặt không? Cậu! Toàn thân Hoàng Đào Nhiên không ngừng run rẩy, hô hấp bắt đầu khó khăn. Đương nhiên đây không phải là tất cả của ông, ngoại trừ thích khoác loác và bịa đặt ra, còn có một chút. Mạc Phàm không có dừng lại, tiếp tục nói. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân sửng sốt. Hoàng Đào Nhiên gần như sắp bị tức điên, còn chưa xong sao. Một điểm cuối cùng, là ông không chỉ thích khoác loác bịa đặt, còn rất thích tự mình đa tình, tôi có nói tôi tới tham gia tổ nghiên cứu phát triển của ông sao, tôi nắm chắc 100% lập tức loại trừ được bệnh dịch, cần ở chỗ ông một tháng à? Nói đùa. Mạc Phàm cười mỉa nói. Hắn vừa tiến đến, Hoàng Đào Nhiên này liền cho rằng hắn muốn gia nhập nhóm nghiên cứu phát triển, tới mạ vàng. Có lẽ cơ hội này đối với những người khác, giống như trời ban. Nhưng hắn đường đường là y tiên bất tử cần cơ hội như vậy à? Y tiên bất tử hắn chữa trị một loại bệnh thông thường, cần nghiên cứu thảo luận với một đám kiến hôi sao? Vừa già lại xấu, còn là đàn ông, đã vậy còn tự mình đa tình. Tự mình đa tình còn chưa tính, còn đánh chủ ý xấu xa với Lưu Nguyệt Như, không biết sống chết. Hắn vừa mới nói ra những lời này. Phốc, một ngụm máu phun từ trong miệng Hoàng Đào Nhiên ra. Trong phòng nghiên cứu phát triển vô cùng bình tĩnh. Mọi người không phải ngây ra như phỗng nhìn Hoàng Đào Nhiên, thì nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Mạc Phàm không lớn tuổi lắm, vậy mà nói mấy câu khiến chuyên gia Hoàng tức thổ huyết. Chuyện này, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân sửng sốt, hai người vốn không có hảo cảm gì với Hoàng Đào Nhiên, ỷ vào từng tham gia nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh xác, liền khoa chân múa tay. Căn bản không để bác sĩ thành danh đã lâu như bọn họ vào mắt, nhất là đông y.
vừa rồi Hoàng Đào Nhiên mượn danh nghĩ nghiên cứu phát triển đánh chủ ý với Lưu Nguyệt Như, chuyện này càng quá phận, nhìn thấy Hoàng Đào Nhiên thổ huyết, không hiểu sao hai người lại hết giận. Nhưng hai người hết giận, đồng thời lắc đầu nhìn Mạc Phàm, tên nhóc này thật đáng sợ, thật sự không thể trêu chọc. May mà bị tức thành như vậy không phải hai lão già bọn họ, nếu không hai người họ tức thành như vậy đã mất mạng xong đời. Lông mày như lông chim của Lưu Nguyệt Như nhướn lên, đánh giá Mạc Phàm. Miệng lưỡi Mạc Phàm quá lợi hại, nếu dùng trên người phụ nữ, chắc chắn không thể tưởng tượng được. Vẻ mặt Lữ Hữu Tài ngẩn ra, một lát sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng lấy khăn tay ra đi đến bên cạnh Hoàng Đào Nhiên. Chuyên gia Hoàng, ông không sao chứ? Cục trưởng Lữ, ông nói xem tôi có sao không? Hoàng Đào Nhiên lai máu trên miệng, trừng mắt với Lữ Hữu Tài, tức giận nói. Nếu không phải Lữ Hữu Tài mang tên danh con này đến, sao ông ta lại như vậy? Sắc mặt Lữ Hữu Tài trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Mạc Phàm. Bác sĩ Mạc, cậu có ý gì? Tôi mang cậu tới là muốn để cậu gia nhập tổ nghiên cứu phát triển của chuyên gia Hoàng, cho cậu một con đường sống, cậu lại khiến chuyên gia Hoàng tức thành như vậy, còn không mau xin lỗi chuyên gia Hoàng. Xin lỗi sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nói. Ông muốn tôi gia nhập tổ nghiên cứu phát triển là giả, mượn chuyên gia chèn ép tôi mới là thật đi. Hắn sống hơn 500 năm, chút tâm tư đó của Lữ Hữu Tài mà hắn không nhìn ra. Đúng thì thế nào, cậu thực sự nghĩ rằng mình thật sự nắm chắc 100% chữa khỏi bệnh truyền nhiễm à? Cậu quá ngây thơ rồi, tôi chèn ép cậu cũng vì tốt cho cậu, tránh để cậu mắc sai lầm. Lữ Hữu Tài nói rất đường hoàng, giống như thật sự vì tốt cho Mạc Phàm. Ông không phải tôi. Sao ông biết tôi không được, ông quá coi trọng mắt mình rồi đó. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một con kiến mà thôi, dám nói y tiên bất tử hắn không được. Con kiến nhìn trời, không biết mây thế nào. Mạc Phàm, cậu. Lữ Hữu Tài tức giận chỉ vào Mạc Phàm, ngay cả xưng hô bác sĩ Mạc cũng đổi thành Mạc Phàm. Bỗng nhiên ông ta chớp mắt, cười âm hiểm nói. Mạc Phàm, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu không lập tức xin lỗi chuyên gia Hoàng và tôi. Có tin xưởng dược nhà cậu vĩnh viễn không thông qua hay không? Ông ta có quyền khống chế xưởng dược nhà Mạc Phàm trong tay, ông ta không tin mèo không ăn cá, tên danh con Mạc Phàm này không cúi đầu. Lông mày Lưu Nguyệt Như nhíu lại, trong những thủ tục này có một cái liên quan đến chuyện xưởng dược có thể tiêu thụ thuốc sản xuất không? Nếu không có thủ tục này, bọn họ sản xuất nhiều tứ tham thang như vậy, cũng không thể tiêu thụ là phạm pháp, cũng bị thu về và hủy giấy phép buôn bán. Như vậy, đến lúc đó đã không dễ làm. Nếu cái tên tứ tham thang này truyền ra, xưởng dược lại không thể tiêu thụ thuốc sản xuất, chắc chắn tìm người hợp tác trên phạm vị lớn sẽ bị ép giá, bọn họ muốn thừa dịp bệnh dịch lần này mà vực dậy sẽ khó khăn. Cục trưởng Lữ, cậu làm như vậy không đúng rồi, cậu đây là lấy việc công trả thù riêng. Hạc Duyên Niên đứng dậy, bất mãn nói. Tôi cũng là vì vaccine phòng bệnh có thể nghiên cứu thuận lợi, vì cứu những người bệnh không bị lây bệnh. Nếu bác sĩ Hạc cảm thấy tôi lấy việc công trả thù riêng tôi cũng nhận, vì bệnh truyền nhiễm, tôi chỉ có thể liều mạng. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói, trong mắt đều là đắc ý. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên tốt hơn nhiều, liếc mắt nhìn Lữ Hữu Tài đầy khen thưởng. Nếu Mạc Phàm còn mở xưởng dược thì càng hay, với mũ danh này của ông ta cũng có không ít xưởng dược. Mỗi một cái đều nổi tiếng ở Hoa Hạ, một câu của ông ta, những xưởng dược này còn không ngược xưởng dược nhà Mạc Phàm tan xương nát thịt. Mắt Mạc Phàm nheo lại, hàn quang chớp lóe. Nếu Lữ Hữu Tài đóng cái miệng đáng ghét của ông ta lại, Lữ Hữu Tài này vẫn có thể nhờ chuyện hắn loại trừ bệnh dịch mà nhận được cơ hội thăng chức. Đây là chuyện hắn không tránh khỏi, dù sao Lữ Hữu Tài cũng là cục trưởng cục y tế. Cho dù ông ta không làm gì, chỉ cần tình hình bệnh dịch không có xảy ra chuyện không khống chế được số lượng người chết quá lớn, dù ít dù nhiều đều tính là danh nghĩa của ông ta. Chỉ là nếu Lữ Hữu Tài lấy chuyện xưởng dược nhà hắn áp chế. Vậy ông ta cũng đừng nghĩ đến chuyện làm cục trưởng cục y tế nữa. Mặc kệ ông, chỉ cần ông không hối hận. Hửm, Lữ Hữu Tài nhíu mày, vậy mà Mạc Phàm không cắn câu. Ông ta nhớ rõ gần đây xưởng dược nhà Mạc Phàm xin phép tiêu thụ sản phẩm thuốc sản xuất, không có cái này xưởng thuốc Mạc gia chỉ có thể sản xuất bán thành phẩm, hay là sau khi sản xuất thành phẩm bán giá thấp cho những xưởng thuốc khác tiêu thụ. Mạc Phàm không để ý đến sống chết của xưởng thuốc sao? Mạc Phàm, cậu cần phải suy nghĩ rõ ràng, đây là chuyện liên quan đến tương lai xưởng dược nhà cậu đó.
Lữ Hữu Tài cười mỉa nói. Tương lai xưởng dược nhà chúng tôi không cần ông quan tâm, ông vẫn nên quan tâm đến tương lai của mình thì hơn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tương lai của tôi có gì mà phải quan tâm? Lữ Hữu Tài cười nói, nhưng trong lòng có dự cảm không tốt. Tên nhóc này muốn làm gì, không phải bảo Tần gia ra tay đấy chứ? Ông ta tới thành phố Đông Hải không lâu, nhưng biết một chút chuyện. Lúc trước cục trưởng cục công an muốn động vào Đường Long, đã bị một câu của Tần gia đẩy đến đồn công an nhỏ. Đây là chuyện của ông, không liên quan gì đến tôi. Mạc Phàm nói xong không để ý đến Lữ Hữu Tài nữa, rời mắt nhìn Hạc Xuyên Niên. Hạc lão, có phải Tần Kiệt ở trong này, còn bị bệnh truyền nhiễm? Có thể khiến Tần lão gia tử và Lạc Phi đều tới cửa cầu hắn, hai người ngoại trừ vì người bệnh bị lây nhiễm ra, chắc chắn còn có người nhà bọn họ. Nói vậy có khả năng nhất là Tần Kiệt bị hắn đánh, vô cùng xui xẻo lây nhiễm bệnh dịch. Không sai, tôi mang cậu đi, bên này. Hạc Xuyên Niên gật đầu nói, xoay người dẫn đường cho Mạc Phàm, Thường Ngộ Xuân cũng đi theo bên cạnh. Mạc Phàm mang theo Lưu Nguyệt như muốn rời đi, một giọng nói chói tai truyền từ sau đến. Cậu nghĩ cậu là ai, người bệnh ở đây cậu muốn nhìn thì nhìn à, đã hỏi qua tôi chưa? Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, nhìn Hoàng Đào Nhiên mới thổ huyết. Thế nào, tôi muốn đi chữa bệnh cho người ta, ông có ý kiến? Ha ha, cậu á! Hoàng Đào Nhiên cười nham hiểm. Ông ta không chỉ là chuyên gia thủ đô phái tới, còn là chuyên viên phụ trách bệnh dịch lần này, cả khu cách ly đều do ông ta quản. Mạc Phàm muốn chữa bệnh cho người ta cũng được, phải hỏi ông ta có đồng ý không đã. Cho dù Mạc Phàm thật sự có bản lĩnh chữa được bệnh truyền nhiễm, nhưng không thể tiếp xúc với người bệnh, có năng lực thì sao? Huống chi Mạc Phàm cũng không có năng lực chữa được bệnh truyền nhiễm. Sắc mặt Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân trầm xuống, Hoàng Đào Nhiên là người phụ trách khu cách ly bọn họ đều biết, quân nhân bên ngoài đều do ông ta điều khiển. Bác sĩ Hoàng, cậu có ý gì? Bác sĩ Mạc là người Tần lão đặc biệt mời đến chữa trị bệnh truyền nhiễm, chẳng lẽ cậu muốn làm trái ý Tần lão? Hạc Duyên Niên trầm giọng hỏi. Lữ Hữu Tài nhíu mày, lần này không mở miệng. Ông ta muốn ở lại thành phố Đông Hải, còn phải nhìn sắc mặt Tần lão ăn cơm. Hoàng Đào Nhiên cười xem thường. Ý của Tần lão đương nhiên tôi không dám làm trái, nhưng tôi là người thủ đô phái tới. Bác sĩ Hạc, ông cảm thấy tôi nên nghe theo ý thủ đô, hay là nghe theo Tần lão sắp xếp? Đương nhiên là thủ đô. Hạc Xuyên Niên nhỏ giọng nói, sắc mặt vô cùng khó chịu. Công lao của Tần lão lớn, cũng cần phải theo ý thủ đô. Ông ta định lấy tình hình bệnh dịch giải quyết Mạc Phàm, ai biết lại xảy ra loại chuyện này. Hoàng Đào Nhiên thấy Hạc Duyên Niên không tranh chấp với ông ta nữa, vẻ mặt ông ta lộ ra đắc ý, nhìn chằm chằm Mạc Phàm giả mù sa mưa nói. Vậy là được rồi, tôi cũng không phải cố ý làm trái ý của Tần lão, chủ yếu là vì chức vụ, trách nhiệm về tình hình bệnh dịch tương đối lớn, thật sự không có biện pháp, nếu bác sĩ nào cũng mang đến chữa trị cho người bệnh. Một là không có trách nhiệm với người bệnh, khiến người ta tưởng nhóm chúng tôi tùy tiện lấy người bệnh ra làm chuột bạch thí nghiệm. Hai sao, nhỡ đâu không chữa trị được, còn lây bệnh nữa, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, có phải không, bác sĩ Mạc? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, Hoàng Đào Nhiên này có thể nói nội tâm xấu xa của ông ta đường hoàng như vậy, không hổ là chuyên gia. Chuyên gia nói không sai. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày, cũng không tức giận, mắt nhìn hộp trong tay Lưu Nguyệt Như. Đúng rồi, trong hộp này là thuốc bác sĩ Mạc chuẩn bị cho người bệnh sao, không bằng như vậy, nể mặt Tần lão, bác sĩ Mạc để lại những thứ này, nếu chúng tôi xét nghiệm ra thuốc của cậu không có vấn đề, chúng tôi sẽ thử chữa trị cho người bệnh, nếu có tác dụng mà nói, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho bác sĩ Mạc, thế nào, bác sĩ Mạc? Mạc Phàm tự tin như thế, nói không chừng thật sự có phương thuốc bí truyền chữa trị bệnh truyền nhiễm. Dù sao chuyện Mạc Phàm chữa trị cho Tần lão gia tử. Hẳn là sự thật. Nhớ đâu thuốc có tác dụng, ông ta không cần đau đầu vì nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh, trực tiếp làm lại thuốc Mạc Phàm là có thể giải quyết thuận lợi tình hình bệnh dịch, trong hồ sơ của ông ta sẽ có thêm một tầng kim. Hoàng Đào Nhiên vừa nói xong, hai mắt Lữ Hữu Tài trở nên sáng lên. Những lời Mạc Phàm nói với Hạc Duyên Niên ở trên xe, ông ta đều nghe rõ, gọi là tứ tham thang gì đó, Mạc Phàm nói rất tự tin. Bác sĩ Mạc, tôi cảm thấy ý của chuyên gia Hoàng rất tốt, cậu suy xét một phen. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói. Mặc kệ có tác dụng hay không,
đều cầm được thuốc trong tay Mạc Phàm, để ngừa ngộ nhỡ. Không có hiệu quả cũng không tổn thất gì. Nhỡ đâu có hiệu quả, vậy chẳng khác nào nhặt được bảo vật trong tay Mạc Phàm. Dù sao không có Hoàng Đào Nhiên cho phép, Mạc Phàm không có khả năng tiếp xúc với người bệnh, trừ phi Mạc Phàm muốn tạo phản. Lông mày Lưu Nguyệt như nhíu mày, không nói gì. Mắt Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân tóe lửa, vô cùng tức giận. Đám chuyên gia chèn ép Mạc Phàm còn chưa tính, bác sĩ tương đối bị khinh rẻ, từ xưa đã như vậy. Nhưng Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài muốn lừa gạt thuốc của Mạc Phàm, đúng là quá phận. Hai người này nói thật dễ nghe, có hiệu quả sẽ thông báo cho Mạc Phàm, đến lúc đó thông báo sẽ là, chúng tôi nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Mạc không cần uổng phí sức lực, cảm ơn bác sĩ, nếu không chúng tôi không thể nhanh chóng giải được bệnh dịch. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười tự tin. Các ông đừng nghĩ đến thuốc này, cho các ông cũng không phục chế lại được. Tứ Tham Thang có tổng cộng 36 loại thuốc, lượng mỗi loại khác nhau, trừ chuyện đó ra, thuốc khác nhau kết hợp cùng một lúc sẽ sản sinh phản ứng tương tự, nhưng lại gia tăng độ khó khăn giải bệnh. Cho dù Hoàng Đào Nhiên dùng máy tính để tính toán, vậy cần một lượng lớn thời gian. Ý của bác sĩ Mạc là chúng tôi muốn trộm phương thuốc của cậu. Hoàng Đào Nhiên khẽ nhíu mày, tức giận hỏi. Ông ta là chuyên gia về phương diện bệnh truyền nhiễm, sẽ đi trộm thuốc của một tên vô danh tiểu tốt sao? Ở xung quanh có không ít người cười, Mạc Phàm quá đề cao mình rồi. Mạc Phàm không để ý đến Hoàng Đào Nhiên, tiếp tục nói. Tôi không chỉ không đưa thuốc cho các ông, tôi muốn chữa bệnh cho ai các ông cũng không ngăn cản được, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm khoát tay với mọi người, muốn rời đi. Hắn không muốn chữa bệnh cho người ta, ai cũng đừng nghĩ bảo hắn ra tay. Nếu hắn muốn ra tay, một con kiến có thể ngăn được sao? Nếu bác sĩ Mạc rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách tôi không khách sáo. Hoàng Đào Nhiên không sợ, lấy một chiếc điều khiển từ xa loại nhỏ trong túi ra, ấn nút màu đỏ ở phía trên. Mạc Phàm còn chưa đi ra cửa, cửa phòng nghiên cứu mở ra, mấy sĩ binh súng thật đạn thật do một sĩ quan cầm đầu đi vào, họng súng đen thui ngăn trước cửa. Sĩ quan kia liếc mắt nhìn đám người Mạc Phàm một cái, sắc mặt vô cùng kỳ lạ, nhanh chóng khôi phục bình thường. Chào Hoàng Đào Nhiên, cung kính hỏi. Chuyên gia Hoàng, có gì phân phó? Hoàng Đào Nhiên cười hài lòng, chỉ vào Mạc Phàm. Người này có ý đồ mang vật nguy hiểm vào khu cách ly, mong bắt cậu ta lại giúp tôi, lấy thứ trong tay cậu ta, tôi muốn kiểm tra một phen. Trong mắt Lữ Hữu Tài híp lại, cũng cười, thầm nghĩ thủ đoạn của Hoàng Đào Nhiên cao minh. Cho dù y thuật của Mạc Phàm tốt, không có khả năng không sợ súng. Chỉ cần Mạc Phàm dám nói nửa chữ không, nói không chừng sẽ bị bắn thành xúc sắc, dù sao tình huống hiện giờ khác xưa. Bác sĩ Mạc, cậu đừng kích động, trong súng bọn họ đều là đạn thật. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nhắc nhở. Lúc trước có người bệnh biết mình bị lây bệnh truyền nhiễm, vậy mà cầm lấy dao phẫu thuật tập kích nhân viên chăm sóc và chữa bệnh, với ý đồ thoát khỏi khu cách ly, liền bị một sĩ binh bắn. Tuy không phải vết thương chí mạng, nhưng trên tay vĩnh viễn có thêm một vết thương. Lưu Nguyệt Như vô cùng bình tĩnh, trên mặt hiện lên lo lắng. Mạc Phàm nheo mắt lại, hàn quang lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm sĩ quan kia. Liên trưởng Tôn, chúng ta lại gặp mặt, lão gia tử mời tôi chữa trị cho Tần Kiệt, ông muốn ngăn cản tôi sao? Sĩ quan này không phải ai khác, là liên trưởng Tôn người gác cửa ở biệt thự Tần lão gia hắn gặp lần trước. Bệnh dịch bùng nổ. Ông ta được phái đến nơi này phụ trách công việc bảo vệ khu cách ly. Liên trưởng Tôn nhíu mày, sao ông ta không nhớ rõ Mạc Phàm? Còn trẻ tuổi, dưới tình huống thần không biết quỷ không hay tháo băng đạn của ông ta xuống. Quan trọng nhất chính là, còn chữa được bệnh cho Tần lão gia tử. Ông ta khoát tay một cái, bảo những người khác bỏ súng xuống, nhỏ giọng hỏi. Bác sĩ Mạc chắc chắn là chữa bệnh cho Tần thiếu chứ? Tần thiếu bị Mạc Phàm đánh mới nằm viện, bởi vậy mới lây bệnh truyền nhiễm. Mạc Phàm nói đến chữa bệnh cho Tần thiếu, ông ta có chút không dám tin tưởng. Tôi nói không phải ông dám cản tôi không, tôi thật sự ra tay với Tần Kiệt, ông ngăn được sao, lui ra. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Chuyện này, khuôn mặt liên trưởng Tôn đỏ bừng, quả thật ông ta không ngăn được Mạc Phàm. Chỉ một lát sau, liên trưởng Tôn thở dài, lạnh lùng nhìn Hoàng Đào Nhiên một cái. Bác sĩ Mạc, tôi dẫn cậu qua đó. Những lời này vừa nói ra, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài lập tức ngơ ngẩn.
Đây là tình huống gì? Ông ta gọi sĩ binh đến bắt Mạc Phàm, nhưng đám người này lại dẫn Mạc Phàm đi khám bệnh, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của ông ta, sắc mặt Hoàng Đào Nhiên tái đi. Liên trưởng tôn, ông có ý gì? Ông không nghe rõ mệnh lệnh của tôi sao? Tôi bảo ông bắt cậu ta, chứ không bảo ông mang cậu ta đi chữa bệnh. Nghe rõ, nhưng tôi cảm thấy mệnh lệnh của ông có vấn đề. Liên trưởng tôn nghiêng đầu nói. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm, cũng không phải lần đầu tiên nghe Hoàng Đào Nhiên ra lệnh. Lần trước Hoàng Đào Nhiên vì nghiệm chứng thuốc bọn họ tạo ra có tác dụng hay không, trực tiếp lấy luôn một người bệnh xác làm thí nghiệm. Người bệnh đó là một bác sĩ thực tập của bệnh viện, nhận ra anh ta bị bắt làm chuột bạch, liền cầm lấy dao phẫu thuật bắt một bác sĩ, bắt đầu phản kháng. Người bệnh đó không làm Hoàng Đào Nhiên bị thương, cũng không làm hại bất luận một người nào, Hoàng Đào Nhiên liền ra lệnh cho ông ta nổ súng giết người bệnh đó. Ông ta bắn vào tay người bệnh kia, khiến anh ta làm rơi dao xuống, chuyện này mới được giải quyết. Khi đó ông ta không hài lòng với Hoàng Đào Nhiên lắm. Nếu để ông ta lựa chọn một trong hai người giữa Mạc Phàm và Hoàng Đào Nhiên, dĩ nhiên ông ta sẽ chọn Mạc Phàm. Mạc Phàm cao ngạo một chút, nhưng cậu ta có tư cách cao ngạo. Có lẽ chuyên gia này cũng có, nhưng cũng làm ông ta có cảm giác, tâm thuật bất chính. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên trầm xuống, có thể là vì chuyện lần trước mà hơi chột dạ, cao giọng nói. Mệnh lệnh của tôi có vấn đề gì, không phải tôi nói người này mang theo vật phẩm nguy hiểm tiến vào khu cách ly sao? Nếu cậu ấy muốn vào, không ai ngăn lại được, nếu cậu ấy muốn ra tay với các ông, thì nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì, cậu ấy cần mang vật nguy hiểm sao? Liên trưởng tôn cười hỏi. Ông ta cầm súng cũng không phải là đối thủ của Mạc Phàm, đám người này là cái thá gì? Hai tay Hoàng Đào Nhiên nắm chặt, trong mắt đều là lửa giận. Một đứa nhóc 16 tuổi, ông ta điều động tất cả sĩ binh đến, vậy mà không chỉ không ngăn lại được. Ngay cả binh sĩ ông ta gọi đến cũng nghe đứa con nít này, còn ở trước mặt nhiều người như thế. Lần này ông ta thật sự mất hết mặt mũi rồi. Được lắm, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên, tốt nhất các người đừng gây ra chuyện gì, một khi xảy ra chuyện, tôi sẽ khiến các người biết tay. Hoàng Đào Nhiên kêu lên, trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Ông ta tham gia không ít nghiên cứu phát triển vaccine phòng bệnh, chưa từng mất mặt như thế, nhất là trước mặt một đứa bé như Mạc Phàm. Chúng ta đi thôi. Mạc Phàm làm như không nghe thấy, nói với Liên trưởng tôn. Chỉ bị một tên chuyên gia uy hiếp, không cần phải để ý. Dạ, mời đi bên này. Liên trưởng tôn cung kính nói. Liên trưởng tôn dẫn đám Mạc Phàm rời khỏi phòng nghiên cứu, đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt của Tần Kiệt. Trong phòng nghiên cứu thổn thức, không ít người rối rít cúi đầu, bận rộn chuyện của mình, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Có một số người tìm đề tài, tiếp tục thảo luận chuyện vừa mới làm, không dám nhìn Hoàng Đào Nhiên, giống như không có chuyện gì. Hai mắt Hoàng Đào Nhiên gần như muốn tóe lửa, hung dữ nhìn chằm chằm cửa. Lữ Hữu Tài ở bên cạnh ông ta, sắc mặt cũng không tốt lắm. Chuyên gia Hoàng, chúng ta đổi địa phương nói chuyện, tôi có một số việc muốn nói với ông. Được, đi theo tôi. Hoàng Đào Nhiên nói, mang Lữ Hữu Tài vào trong văn phòng ông ta. Dầm. Trong văn phòng, Hoàng Đào Nhiên ngồi trên ghế của sếp, quả đấm đập mạnh xuống bàn gỗ lim. Đáng ghét. Lữ Hữu Tài rót cốc nước cho Hoàng Đào Nhiên, để trước mặt ông ta. Chuyên gia Hoàng bất giận, tức giận với một tiểu nhân vật như thế, thật sự không đáng, ông uống nước đi. Đúng là không đáng, nhưng ông nuốt nổi cơn tức này không? Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói. Một tên nhóc con mà thôi, cho dù lợi hại cũng không trốn thoát khỏi năm ngón tay. Chuyên gia Hoàng cần nén giận làm gì? Lữ Hữu Tài nịnh nọt nói. Hoàng Đào Nhiên bưng cốc lên, mới để sát bên miệng, lông mày nhướn lên. Có ý gì? Lữ Hữu Tài cười ha ha, vẻ mặt thần bí. Không phải tên nhóc kia đi chữa bệnh cho thiếu gia Tần ra sao? Vậy thì sao? Hoàng Đào Nhiên nghi ngờ hỏi. Nếu để tên nhóc này chữa được, xui xẻo là bọn họ. Nếu tên nhóc kia không chữa khỏi được, chúng ta sẽ liên hợp lại tố cáo cậu ta, chẳng qua đây chỉ là chuyện nhỏ, nếu như vì bọn họ nháo loạn, số người bị nhiễm bệnh lập tức nhiều hơn nữa, ông nói xem trách nhiệm này có phải do bọn họ gánh không? Lữ Hữu Tài cười nói. Mắt Hoàng Đào Nhiên híp lại, không phải ông ta không nghĩ tới điểm này, chẳng qua nhỡ đâu tra ra được, ông ta không chỉ thân bại danh liệt, còn phải ngồi tù. Bây giờ Lữ Hữu Tài nhắc tới,
Ông ta giống như chỉ cần biết thời biết thế là được, xảy ra chuyện cũng là trách nhiệm của Lữ Hữu Tài, ông ta không tham dự vào. Như vậy không được tốt lắm, tôi là bác sĩ mà. Hoàng Đào Nhiên giả mù sa mưa nói. Chuyện là như vậy, thật ra chúng ta có thể báo cáo số lượng người bị nhiễm ít đi một chút, cũng có thể thêm một chút bất cứ lúc nào. Lữ Hữu Tài cười nói. Hóa ra là như vậy, cục trưởng Lữ muốn chơi trò con số sao? Hoàng Đào Nhiên hiểu ra. Đụng tới loại bệnh truyền nhiễm, trên cơ bản đều là báo cáo tình huống láo, dù sao không ai muốn làm kẻ chết thay, có thể giấu giếm được bao nhiêu thì giấu. Nếu Mạc Phàm quấy rối, đúng lúc có thể báo cáo con số này lên thêm, toàn bộ trách nhiệm đổ lên người Mạc Phàm. Bọn họ không những chút được giận, cũng thừa cơ đẩy hết trách nhiệm, tránh để sau này điều tra ra, không dễ báo cáo kết quả. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, đến lúc đó mong chuyên gia Hoàng giúp đỡ nhiều hơn. Lữ Hữu Tài cười nói. Cục trưởng Lữ, ông đang nói gì thế, vừa rồi tôi không nghe rõ lắm, không nghe thấy được gì. Hoàng Đào Nhiên giả ngu nói. Hai người cười ngầm hiểu, hiểu trong lòng mà không nói, sắc mặt tốt hơn trước nhiều. Nếu thuốc của thằng nhóc kia chữa được thì sao? Hoàng Đào Nhiên hỏi. Mạc Phàm nắm chắc 100%, không thể loại bỏ khả năng này. Tốt nhất cậu ta có thể chữa trị được, nếu như có thể chữa được chúng ta phong tỏa tin tức, sau đó tìm đến xưởng dược Mạc gia là được. Gần đây tôi nhận được đơn xin tiêu thụ của bọn họ, hơn phân nửa những thuốc này là xưởng dược Mạc gia sản xuất, xưởng dược ở nông thôn, muốn đưa phương thuốc ra còn không dễ dàng. Lữ Hữu Tài cười nói, trong mắt hiện lên gian xảo. Nhà Mạc Phàm sớm không xin muộn không xin, hết lần này tới lần khác lại xin lúc xảy ra bệnh dịch, chắc chắn sớm đã dự mưu, có thể lừa gạt ông ta sao? Hoàng Đào Nhiên vươn ngón tay cái ra với Lữ Hữu Tài, không hổ là bàn cờ đẹp, hơi động não một chút là nghĩ ra những biện pháp này, mạnh hơn ông ta làm nghiên cứu nhiều. Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Hoàng Đào Nhiên khen ngợi. Chuyên gia Hoàng quá khen, chỉ thông minh chút thôi, vẫn còn kém xa chuyên gia Hoàng, sau này vẫn mong chuyên gia Hoàng quan tâm nhiều hơn. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói, lộ ra cái đuôi hồ ly. Có thể được Hoàng Đào Nhiên thưởng thức, sau khi bệnh dịch kết thúc còn bị cắt chức sao? Yên tâm, sau khi bệnh dịch kết thúc, tôi sẽ cho mình ông đánh giá vô cùng hài lòng. Hoàng Đào Nhiên vô cùng hưởng thụ gật đầu nói, trên mặt đều là đắc ý. Cảm ơn chuyên gia Hoàng. Lữ Hữu Tài nhướng mày, vô cùng vui vẻ. Cục trưởng Lữ, ông nói xem chúng ta có nên đi quan sát quá trình chữa trị của tên nhóc kia hay không? Hoàng Đào Nhiên suy nghĩ một lát, cười hỏi. Trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt của Tần Kiệt. Mời bác sĩ Mạc vào trong. Liên trưởng Tôn mở cửa, mời đám người Mạc Phàm đi vào. Mấy người vừa mới tiến vào, ngoại trừ Mạc Phàm ra, sắc mặt đều thay đổi, Liên trưởng Tôn muốn kéo Mạc Phàm quay lại. Trên giường bệnh, Tần Kiệt đeo bình dưỡng khí, sắc mặt vô cùng tái nhợt, chau mày, giống như rất thống khổ, trên trán đều là mồ hôi. Ở bên cạnh, Lạc Anh đeo khẩu trang, đôi mắt sưng đỏ hiển nhiên là đã khóc, nhưng trong mắt đều là ân cần. Vóc người và khuôn mặt tiều tùy hơn trước rất nhiều, đang cầm khăn lông khử độc lau mồ hôi trên trán Tần Kiệt. Lạc Anh thấy Liên trưởng Tôn dẫn một đứa trẻ vào, vẻ mặt kỳ lạ, lông mày hơi nhăn lại. Liên trưởng Tôn, ông mang ai đi vào vậy? Sắc mặt Liên trưởng Tôn hơi trầm xuống, ông ta là người giữ cửa Tần gia, sao có thể không biết Lạc Anh, người phụ nữ Tần gia che chở nhất. Nhưng ông ta cũng biết Tần Kiệt ở trên giường bệnh, chính là bị Mạc Phàm đánh mà nằm viện, mới lây bệnh truyền nhiễm. Ông ta vốn tưởng rằng Lạc Anh vì ngất mà nghỉ ngơi ở nơi khác, ai biết Lạc Anh ở trong này, sớm biết thế lát nữa mới tiến vào. Vị này chính là... Liên trưởng Tôn còn chưa nói xong, Hạc Duyên Niên liền nói tiếp. Lạc phu nhân, vị này chính là bác sĩ Tần Thiếu mời tới cho Tần Thiếu, nhà cậu ấy có bài thuốc bí truyền chữa bệnh truyền nhiễm, không ngại để cậu ấy thử một lần chứ. Hôm nay Tần Lão và Lạc Phi mang một đám người đi mời Mạc Phàm, cũng không nói cho Lạc Anh. Để Lạc Anh biết thân phận của Mạc Phàm, hai người không đánh nhau đã là không tệ, còn để Mạc Phàm chữa bệnh cho Tần Kiệt sao? Liên trưởng Tôn nhìn Hạc Duyên Niên đầy cảm kích, vừa rồi thiếu chút nữa ông ta đã lỡ miệng. Bác sĩ, bài thuốc bí truyền. Lông mày lá liễu của Lạc Anh nhíu lại, mắt phượng lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái. Tuổi không khác Tiểu Kiệt nhà bà ta lắm. Lão bác sĩ như Hạc Duyên Niên và Thường Mộ Xuân cũng không có biện pháp,
chuyên gia thủ đô phái tới cũng phải hơn một tháng mới nghiên cứu ra vaccine, một đứa trẻ nhỏ như vậy biết y thuật gì. Sắc bén trong mắt bà ta lóe lên rồi biến mất không dễ phát hiện. Hạc lão, cậu ta còn nhỏ tuổi như vậy, ông chắc chắn có thể chữa khỏi cho Tiểu Kiệt, chứ không phải lấy Tiểu Kiệt ra làm chuột bạch đấy chứ. Tôi nghe nói hôm qua có người bệnh bị lấy làm chuột bạch thí nghiệm, còn bị liên trưởng Tôn bắn một phát. Lúc nói chuyện, vẻ mặt Lạc Anh không thay đổi, tay lặng lẽ cho vào trong túi. Lạc phu nhân, tôi cũng coi như là nhìn cô và Tiểu Kiệt lớn lên, sao có thể lấy Tiểu Kiệt làm chuột bạch. Hạc Duyên Niên không tức giận, giở khóc giở cười nói. Hạc lão, ông nói tôi đều tin, nhưng ông mang người đánh Tiểu Kiệt nhà chúng tôi bị thương đến, là có ý gì? Vẻ mặt Lạc Anh thay đổi, trong đôi mắt đẹp lóe lên sắc bén, hỏi. Cùng lúc đó, tay chui từ trong túi áo ra, một cây súng lục Desert Eagle màu đen xuất hiện trong tay bà ta, họng súng đen xì chĩa về phía Mạc Phàm, chốt bảo hiểm đã mở. Bà ta chưa từng gặp Mạc Phàm, nhưng nghe người ta nói vô số lần, dù sao cũng là người cứu cha chồng bà ta và đánh con bà ta bị thương. Tuổi tương tự, thần thái tương tự, biết y thuật, còn khiến Hạc lão tôn sùng như vậy. Phù hợp với những điều kiện này cũng không có nhiều người, chỉ cần động não một chút có thể nghĩ ra là người thanh niên hô phong hoán vũ thành phố Đông Hải gần đây. Trừ những chuyện đó ra, khi tiến vào vẻ mặt liên trưởng tôn và Hạc lão đều kỳ lạ, những lời nói ra đều che che giấu giấu, tất cả những chuyện này đều chứng minh người thanh niên này là Mạc Phàm. Biểu hiện của bọn họ có trăm ngàn sơ hở, nếu bà ta vẫn không đoán ra, vậy bà ta là kẻ ngốc. Sắc mặt đám liên trưởng tôn, Hạc Duyên Niên thay đổi. Không ngờ vẫn bị Lạc Anh đoán được, còn lấy súng ra. Lạc phu nhân, đừng kích động, bác sĩ Mạc thật sự tới chữa bệnh cho Tần Thiếu. Hạc Duyên Niên kích động nói, vẻ mặt lo lắng. Lần trước Mạc Phàm tháo băng đạn của liên trưởng tôn ra, là vì khoảng cách của bọn họ rất gần. Lạc Anh cách Mạc Phàm khoảng 3 mét, tay Mạc Phàm dài đến mấy, có thể tháo được băng đạn của Lạc Anh sao? Chữa bệnh cho Tiểu Kiệt, Hạc lão, các ông đều bị cậu ta mê hoặc rồi. Cậu ta không giết Tiểu Kiệt đã không tệ. Lạc Anh cắn chặt răng, hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Nếu như không vì Mạc Phàm, sao Tiểu Kiệt có thể bị thương, không bị thương sao có thể bị nhiễm bệnh truyền nhiễm không có thuốc chữa này. Tất cả mọi chuyện đều do Mạc Phàm làm hại. Lông mày tuyết trắng của Hạc Duyên Niên nhíu chặt lại. Lão Phu lấy tính mạng mình ra đảm bảo, thật sự không lừa gạt cô, không tin cô có thể hỏi cha và cha chồng cô. Mạc Phàm là hy vọng giải trừ bệnh dịch, Mạc Phàm mà chết tình hình bệnh dịch làm sao đây? Hạc lão, nếu là lúc khác tôi nhất định sẽ tin ông, nhưng hôm nay tôi nhất định phải giết cậu ta. Lạc Anh đã quyết tâm, cắn răng nói. Mạc Phàm làm hại Tiểu Kiệt của bà ta thảm như vậy, không giết Mạc Phàm khó mà giải mối hận trong lòng bà ta. Chuyện này, sắc mặt Hạc Duyên Niên trầm xuống, không phải ông ta không hiểu tính cách Lạc Anh, từ nhỏ đã giống Lạc Phi. Chỉ cần nhận thức một chuyện, tám con trâu cũng không kéo lại được. Ông ta đang định mở miệng, bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài đi đến, trên mặt hai người còn mang theo cười gian. Nhìn thấy một màn trong phòng bệnh, hai người đều sửng sốt, nhất là Lữ Hữu Tài biết một chút tin tức. Vừa rồi ông ta còn bàn bạc với Hoàng Đào Nhiên, làm sao để đạt phương thuốc tứ tham thăng từ chỗ Mạc Phàm, bây giờ giống như không cần nữa. Liên trưởng tôn không chịu đối phó với Mạc Phàm, thì có cả đống người đối phó với cậu ta, người này là Lạc Anh. Chỉ cần Lạc Anh nổ súng, không phải thuốc trong hộp là của bọn họ sao? Lạc phu nhân, bà làm sao vậy, ngay cả súng cũng lấy ra, nhanh bỏ xuống, kích động là ma quỷ, tuy bác sĩ Mạc đánh con trai bà, nhưng dù sao cũng là mâu thuẫn của mấy đứa trẻ, không cần động vào súng, hù dọa cậu ta một chút là được. Lữ Hữu Tài giả mù sa mưa nói. Nhìn như khuyên bảo, nhưng thật ra không khác thêm dầu vào lửa. Ông câm miệng cho tôi, nói nữa tôi giết luôn cả ông. Lạc Anh lạnh lùng nói, liếc mắt nhìn thoáng qua Lữ Hữu Tài một cái. Lữ Hữu Tài vội vàng câm miệng, cũng không tức giận, cười hì hì đợi Lạc Anh ra tay. Chỉ cần bắn một phát, thiên hạ thái bình. Tiểu thần y gì đó, chỉ có thể trở thành xác chết. Lạc phu nhân, đừng kích động. Bác sĩ Mạc thật sự có năng lực cứu con trai bà. Vẻ mặt Lưu Nguyệt như đầy lo lắng, khuyên. Phu nhân, ngàn vạn lần đừng bắn, bác sĩ Mạc có thể cứu thủ trưởng, nói không chừng có thể cứu thiếu gia. Liên trưởng tôn cũng lo lắng nói. Cứu con tôi,
tôi không cần cậu ta chồn chúc tết gà. Lạc Anh cười lạnh lùng, trầm giọng nói. Hạc lão và vài người rất lo lắng, cũng không biết nên khuyên Lạc Anh thế nào. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, không lo lắng chút nào. Bà nổ súng đi, nếu như bà cảm thấy súng này có thể bắn chúng tôi. Mạc Phàm tự tin nói. Với thực lực hiện giờ của hắn, thân thể vẫn bị đạn bắn xuyên qua, nhưng dự đoán quỹ thích đạn, vẫn có khả năng né tránh. Vẻ mặt Lạc Anh khiếp sợ, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Không phải bà ta không biết Mạc Phàm lợi hại, Tần gia phái Tần Cừu qua đó, không chiếm được một chút ưu thế nào quay về, còn bị thua thiệt. Bà ta phái Lạc Minh qua, pháp khí hộ thân đều bị đánh nát, nếu không có pháp khí hộ thân, có khả năng Lạc Minh khó trở về. Phái những người khác qua, căn bản chưa nhìn thấy Mạc Phàm, liền không quay về. Súng này của bà ta, ngay cả Lạc Minh cũng không bắn chúng, có thể đối phó với Mạc Phàm người có thực lực mạnh như thế sao? Mạc Phàm thấy Lạc Anh không nói lời nào, tiếp tục nói. Bà không bắn, tôi xem như bà vì sốt ruột cho con trai mà không so đo, nhưng chỉ cần bà bắn một phát, sẽ có ai đó phải chảy máu, tự bà chọn đi. Đám người Hạc Duyên Niên, Lưu Nguyệt như nhíu mày. Lữ Hữu Tài và Hoàng Đào Nhiên sửng sốt tại chỗ. Mạc Phàm chỉ là đứa bé, lấy đâu ra tự tin, dám nói với Lạc Anh đang cầm súng như thế. Chẳng lẽ cậu ta cảm thấy đạn không bắn trúng cậu ta? Bác sĩ Mạc, sao cậu lại nói với Lạc Phu Nhân như thế, cậu không biết thân phận của Lạc Phu Nhân sao, còn không nhanh xin lỗi Lạc Phu Nhân. Lữ Hữu Tài âm dương quái khí ra lệnh. Ông nên câm miệng rồi. Mạc Phàm nhíu mày nói. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên súng trong tay Lạc Anh di chuyển, chĩa về phía đầu Lữ Hữu Tài. Không đợi mọi người phản ứng kịp, bằng một tiếng, tiếng súng vang lên. Đạn bay qua ra đầu Lữ Hữu Tài, bắn vào vách tường phía sau ông ta, để lại một lỗ thủng rất sâu. Lữ Hữu Tài vốn để kiểu tóc phấn chấn tinh thần, giờ bị chia hai nửa ở giữa, trong giữa lộ ra da đầu đỏ bừng vì phỏng, hình tượng lập tức thay đổi, nhìn rất buồn cười. Còn không câm miệng. Súng sẽ không bắn chệch như thế nữa đâu. Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Lữ Hữu Tài một cái, thu hồi nhiếp hồn thuật, vẻ mặt không đổi nói. Nếu như Lữ Hữu Tài lại miệng thối, hắn không ngai mượn tay Lạc Anh diệt trừ ông ta, một phát súng này coi như là cảnh cáo. Lúc này trong phòng bệnh, ngoại trừ Tần Kiệt hôn mê bất tỉnh ra, tất cả đều ngây ngẩn. Chuyện gì thế này, vì sao Mạc Phàm bảo Lữ Hữu Tài câm miệng, nổ súng lại là Lạc Anh? Không phải hai người là kẻ địch sao? Chẳng lẽ Mạc Phàm và Lạc Anh có quan hệ mập mờ? Ngay cả đám Hạc Duyên Niên cũng hơi mơ hồ. Quả thật Lữ Hữu Tài thiếu bị thu thập, nhưng nổ súng là Lạc Anh. Mạc Phàm dùng pháp thuật gì, ra lệnh cho Lạc Anh bắn Lữ Hữu Tài? Sắc mặt Lữ Hữu Tài tái mét, tuy chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng ông ta giống như mới ngâm trong nước ra, mồ hôi đầm đìa đầy người, quần áo đã dán sát vào, rất lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ông ta sờ soạng đầu, không để ý kiểu tóc như thế nào, xác định trên đầu không có thêm lỗ thủng, lúc này mới yên tâm. Dù vậy cả người giống như chết đi một lần, mặt không chút thay đổi, vô cùng thành thật, không dám nói nhiều nửa chữ. Cổ Hoàng Đào Nhiên cũng rụt lại, câm như hến. Lúc trước Liên Trưởng Tôn nói Mạc Phàm mới là nguy hiểm nhất, ông ta còn chưa tin, cuối cùng lúc này ông ta cũng hiểu ý của Liên Trưởng Tôn. Mạc Phàm này thật sự vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bất luận thứ gì, may mà ông ta chưa từng trêu chọc tên nguy hiểm này bùng nổ. Không chỉ bọn họ, Lạc Anh cũng vô cùng khiếp sợ. Bà ta không muốn đi dạy dỗ Lữ Hữu Tài, nhưng vì sao không tự chủ được nhắm bắn Lữ Hữu Tài? Cho dù bà ta muốn dạy dỗ Lữ Hữu Tài, cũng không nhất định chuẩn như thế, dán sát ra đầu. Chuyện này, bà ta nhìn súng trong tay, lại nhìn Mạc Phàm, mãi mà không nói nên lời. Trong những người này, bà ta rõ thực lực của Mạc Phàm nhất, nhưng không ngờ Mạc Phàm khủng bố đến vậy, lặng yên không tiếng động khống chế bà ta bắn Lữ Hữu Tài. Nếu bà ta nổ súng với Mạc Phàm sẽ có hậu quả gì, đạn sẽ xuyên qua huyệt thái dương bà ta đi. Xem như cậu lợi hại, tôi không phải đối thủ của cậu, nhưng mời cậu rời đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu, con tôi cũng không cần chữa trị. Lạc Anh không cam lòng bỏ súng xuống, cắn răng nói. Đám Hạc Duyên Niên lại thất thần. Đường đường là đại tiểu thư Lạc gia, con dâu Tần gia, súng đều đã lấy ra, còn cúi đầu trước mặt Mạc Phàm. Lạc phu nhân, đừng kích động,
rất có khả năng tứ tham thang của bác sĩ Mạc có thể chữa khỏi bệnh truyền nhiễm của Tần Thiếu. Hạc Duyên Niên nói, lần này ông ta bắt đầu khuyên Lạc Anh đừng kích động. Mạc Phàm chữa trị cho Tần Kiệt, ân oán giữa cậu ấy và Tần gia sẽ được hóa giải không ít. Cảm ơn ý tốt của Hạc Lão, đợi cậu ta chữa được bệnh truyền nhiễm thì nói sau, trước đó tôi sẽ không để cậu ta đụng vào con tôi. Lạc Anh kiên quyết nói, một ngàn một vạn lần không tin Mạc Phàm. Bệnh dịch này mới bùng nổ chưa tới 5 ngày, một tên nhóc như Mạc Phàm có thể chữa trị, đùa giỡn gì vậy? Cho dù có thể chữa khỏi bệnh cho lão gia tử, cũng không có khả năng chữa trị được bệnh truyền nhiễm, đông y căn bản không am hiểu chữa bệnh truyền nhiễm. Theo ý bà ta, Mạc Phàm tới chữa trị cho con trai bà ta là giả, lấy con trai bà ta làm chuột bạch mới là thật. Bà ta sẽ không để con trai mình làm chuột bạch cho người ta, nhất là Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, mục đích hắn tới nơi này là muốn người ta thấy hiệu quả của tứ tham thang, dùng ở trên người ai, hắn cũng không thèm để ý. Lạc Anh không muốn dùng thuốc của hắn sẽ cầu xin bà ta dùng dược của mình sao? Lưu phu nhân, đi phát 9 lọ thuốc đi, tới trước được trước, tốt nhất là người bệnh giai đoạn sau. Người bệnh giai đoạn sau có thể vì bệnh mà chết, cho bọn họ dùng trước chẳng khác nào cứu một mạng. Những người không được cũng không có biện pháp, thủ tục xưởng thuốc Mạc gia còn chưa đầy đủ, không có biện pháp tiêu thụ hàng loạt. Được. Lưu Nguyệt Như gật đầu, theo Mạc Phàm ra ngoài. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân lắc đầu thở dài, cũng theo ra. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm rời đi, sắc mặt mới dịu đi chút. Lạc phu nhân, bà quá sáng suốt, tên nhóc kia chỉ tới lấy Tần Thiếu làm chuột bạch, thuốc kia có tác dụng mới lạ, nhưng mà bà yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ được mệnh của Tần Thiếu. Hoàng Đào Nhiên cười nịnh nọt nói. Lạc Anh cau mày liếc Hoàng Đào Nhiên một cái, hỏi. Ông chắc chắn thuốc không có tác dụng. Vừa rồi bà ta tức giận với Mạc Phàm, bây giờ có chút hối hận, nhớ đâu thuốc kia có tác dụng, con trai bà ta sẽ được cứu rồi. Đợi vaccine ở bệnh viện, không chỉ vô cùng thống khổ, còn đợi rất lâu, căn bản chỉ còn đường chết. Lạc phu nhân, nếu thuốc của cậu ta có tác dụng, bà cứ cho tôi một phát súng. Hoàng Đào Nhiên thề son sắt đảm bảo. Cho dù thuốc của Mạc Phàm có tác dụng, cũng không có khả năng hiệu quả nhanh chóng như thuốc Tây, không biết phải dùng mấy đợt chữa trị mới có hiệu quả, trong lúc đó đều có khả năng xảy ra bất cứ chuyện gì, tất nhiên ông ta dám cam đoan. Ông ta mới nói xong, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. Sống lại rồi, thật tốt, cảm ơn bác sĩ Mạc, thuốc của cậu thật sự có tác dụng. Sắc mặt Lữ Hữu Tài và Hoàng Đào Nhiên thay đổi. Lạc Anh hơi sững sờ, hung dữ liếc nhìn Hoàng Đào Nhiên, đi ra ngoài. Lát nữa sẽ tính sổ với ông. Ba người ra ngoài, chỉ thấy trong phòng bệnh, rất nhiều người vây quanh trước giường bệnh, vô cùng kích động. Hôm nay người bệnh này bị sốc 4 lần, bác sĩ đã thông báo bệnh tình nguy kịch, vừa rồi thậm chí tim còn ngừng đập. Tứ tham thang mới uống xuống, người bệnh này ra mồ hôi đầy người, sau đó khôi phục tim đập, nhiệt độ cao chậm rãi khôi phục như bình thường. Cuối cùng người bệnh nôn mửa xong, tinh thần thoải mái hơn nhiều. Không chỉ đám Hạc Duyên Niên vô cùng khiếp sợ, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài cũng ngây người. Nhất là Hoàng Đào Nhiên, ông ta là chuyên gia bệnh truyền nhiễm, rất hiểu quá trình phát bệnh và chữa bệnh truyền nhiễm. Đây rõ ràng là quá trình sinh ra kháng nguyên trong cơ thể. Lạc phu nhân, đây nhất định là trùng hợp. Hoàng Đào Nhiên cười nịnh nọt nói. Người bệnh đầu tiên mới uống tứ tham thang ổn định lại, phòng một người bệnh khác cũng kêu lên. Sau đó người thứ ba. Vừa mới bắt đầu Hoàng Đào Nhiên còn nói trùng hợp, ngoài ý muốn, đây là hiện tượng phương pháp chữa trị của ông ta có tác dụng. Sau đó nhìn một chai thuốc đông y không có gì lạ nuốt xuống, một người bệnh thoát khỏi nguy hiểm, ánh mắt Lạc Anh gần như muốn giết người, ông ta không dám nói nữa, vẻ mặt khó tin. Đây là thuốc đông y gì, sao hiệu quả tốt như thế, không khoa học. Mọi người đều biết, hiệu quả thuốc Tây nhanh hơn đông y. Ở bên cạnh. Lạc Anh không để ý đến hai người kia, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp. Vậy mà tên nhóc này thật sự nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm, hơn nữa bà ta còn bỏ lỡ thuốc này. Vừa rồi chỉ cần bà ta lấy một lọ, Tiểu Kiệt đã có thể khỏi hẳn. Nhưng vừa rồi bà ta từ chối Mạc Phàm, bây giờ đi tìm Mạc Phàm lấy một lọ sao? Thân là đại tiểu thư Lạc gia, con dâu Tần gia, bà ta có kiêu ngạo của bà ta. Chỉ trong phút chốc,
Bà ta nhìn thoáng qua Tiểu Kiệt đau đớn trong phòng bệnh, quyết tâm trong lòng, đi tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm, cho tôi một lọ thuốc, sau này Lạc Anh tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu. Lạc Anh nâng cao cằm, gần như ra lệnh. Lông mày Mạc Phàm hơi nhíu lại, sau đó khóe miệng nhếch lên. Bà không gây khó dễ cho tôi, bà gây khó dễ cho tôi thế nào? Rõ ràng là tới xin thuốc, còn dùng giọng điệu uy hiếp, ha ha. Người cấp bậc nội kình không làm gì được cậu, vậy Tiên Thiên Tông Sư thì sao? Lạc Anh lạnh lùng, nhỏ giọng nói. Tiên Thiên Tông Sư bà ta bảo Lạc Minh tìm đang trên đường tới, bà ta không tin Mạc Phàm còn nhỏ tuổi như thế, có thể lợi hại hơn Tiên Thiên Tông Sư. Tiên Thiên Tông Sư. Mạc Phàm lộ ra chút bất ngờ, rất nhanh liền thoải mái. Với thực lực của Lạc Anh, tìm được Tiên Thiên Tông Sư không kỳ lạ. Bà cứ để Tiên Thiên Tông Sư tới tìm đi, đúng lúc tôi muốn xem thực lực của Tiên Thiên Tông Sư thế nào. Mạc Phàm cười nhạt nói. Lạc Anh có kiêu ngạo của bà ta, Y Tiên Bất Tử hắn có kiêu ngạo của mình. Ngay cả Vạn Thiên Tuyệt đánh bại liên tục 10 đại Tiên Thiên Tông Sư hắn cũng không coi ra gì, Tiên Thiên Tông Sư có thể hù dọa được hắn sao? Mạc Phàm, cậu đừng quá cản rỡ. Lạc Anh nhíu mày, cắn răng nói. Mạc Phàm quá cuồng vọng, thực sự cho rằng mình là Tiên Thiên Tông Sư sao, thực sự cho rằng bà ta không tìm được Tiên Thiên Tông Sư. Cản rỡ. Mạc Phàm cười, hắn đã thu liễm nhiều rồi. Kiếp trước, khi hắn ở tu chân giới, có trưởng môn tà phái vì tăng tu vi, thành lập Nhân Đồ Đại Trận trăm dặm, muốn để hắn giúp đỡ dùng trăm vạn sinh hồn luyện chế một huyết hồn đan, loại chuyện làm trái với trời thế này, hắn liền từ chối. Tà phái này liền bắt sư nương hắn áp chế, còn mời một cao thủ đại thừa kỳ tọa chấn. Hắn nhận được tin tức, không chút do dự dùng nhân tình tích lũy nhiều năm, lập tức mời được 99 cao thủ đại thừa kỳ, diệt tà phái kia. Lúc ấy chuyện này trở thành đoạn truyền thuyết, hắn cũng trở thành tu sĩ kim đan kỳ không thể trêu chọc. Bây giờ có người nói hắn cản rỡ sao? Hắn đi tới trước người Lạc Anh, khóe miệng nhếch lên, sán sát vào lỗ tai của Lạc Anh, mùi nước hoa nhàn nhạt lập tức xông vào mũi. Nếu muốn đối địch, nhất định phải chịu được lửa giận này, bà có thể tìm Tiên Thiên Tông Sư tới thử xem, nhưng phải nhớ phòng cháy, ngoài ra thuốc này tôi đã cho bà không cần, bây giờ bà lại tìm tôi đòi, nếu là bà sẽ cho dễ dàng không? Nói không nhiều lắm, giọng nói cũng không lớn, nhưng mỗi câu đều nhắm thẳng vào tim. Vẻ mặt Lạc Anh chấn động, giống như bị sét đánh, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Từ nhỏ bà ta đã ngồi xe quân đội, ngồi máy bay quân dụng, đi qua đại hội trường nhân dân thủ đô, từng tham dự quốc yến, tự đánh giá từ nhỏ đến lớn không sợ người nào. Nhưng lúc này một đứa bé 16 tuổi, lại khiến bà ta có cảm giác vô cùng khủng bố. Người như Mạc Phàm, bà ta từng thấy không ít, nhưng không ai trẻ tuổi như Mạc Phàm. Chỉ trong phút chốc, bộ ngực cao ngất của bà ta hạ xuống, trái tim tám châu kéo cũng không quay lại, sụp đổ trong chớp mắt. Rốt cuộc cậu muốn thế nào mới bằng lòng cho tôi? Thực ra bà không cần cầu xin tôi, loại thuốc này của tôi, vài ngày nữa sẽ bắt đầu phổ biến rộng rãi, đến lúc đó bà sẽ có. Mạc Phàm cười nói, không dán sát vào tai Lạc Anh nữa. Bây giờ tôi muốn. Lạc Anh cắn răng nói. Đợi một ngày, con trai bà ta sẽ nguy hiểm hơn, bà ta cũng đau đớn thêm. Mạc Phàm nhìn Lạc Anh một cái, khẽ nhíu mày, ngay sau đó giãn ra, trong mắt lóe lên khác thường. Bây giờ muốn thuốc cũng được, phải lấy một thứ chân quý nhất trên người bà tới đổi. Thứ gì? Vẻ mặt Lạc Anh khẽ đổi, thấy Mạc Phàm nhìn chằm chằm bà ta, cảnh giác hỏi. Mạc Phàm không cần điều kiện khác trả thù bà ta, lại muốn bà ta đổi thứ quý giá nhất trên người mình. Bà ta nghĩ đến đầu tiên là sắc của bà ta. Luận về diện mạo tư sắc dáng người, bà ta tự đánh giá không thể bằng Lưu Nguyệt như bên cạnh Mạc Phàm. Với tuổi này của Mạc Phàm, là thời điểm tò mò về người khác phái. Nhất là một mỹ phụ như bà ta, Mạc Phàm sẽ không có một chút sức chống cự. Bây giờ tôi không thể nói cho bà, không phải như bà suy nghĩ là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cậu! Lông mày Lạc Anh nhíu lại, trong mắt lập tức xuất hiện lửa giận. Thuốc vẫn còn, bà suy nghĩ thật kỹ, chỉ đợi vài ngày thôi. Mạc Phàm xác nhận với Lạc Anh. Tôi muốn. Lạc Anh cắn răng, hung dữ chừng Mạc Phàm nói. Trong lòng vừa tức lại hối hận, sớm biết như thế, vừa rồi hà tất gây khó dễ cho Mạc Phàm. Đã có sẵn không cần, giờ phải cầu xin Mạc Phàm mới được.
thân là con gái của tướng quân khai quốc, cao quý như bà ta, lần đầu tiên cảm thấy mình thấp hèn như vậy. Vậy tốt nhất bà đừng quỵt nợ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Yên tâm, chỉ cần thuốc của cậu dùng được, cho dù cậu muốn gì, Lạc Anh tôi đều cho cậu. Lạc Anh trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm cũng không thèm để ý, nói với Liên trưởng tôn. Ông đưa Lưu phu nhân trở về, thuận tiện mang theo một lọ thuốc. Được, Mạc tiên sinh. Liên trưởng tôn gật đầu. Lưu phu nhân, mời đi bên này. Lưu Nguyệt Như khẽ nhếch miệng, muốn nói với Mạc Phàm gì đó, muốn nói lại thôi, rời đi với Liên trưởng tôn. Mạc Phàm hàn huyên với Hạc lão, Thường Ngộ Xuân vài câu, liền cáo từ, phía sau có hai sĩ binh hộ tống. Đã phát xong 9 lọ thuốc, hiệu quả không khác hắn nghĩ, hắn không cần phải ở chỗ này nữa. Hắn mới ra khỏi khu cách ly còn chưa đi xa, phía sau truyền đến giọng nói. Bác sĩ Mạc, xin đợi một chút. Mạc Phàm dừng bước, quay đầu lại nhìn, nhìn Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài đang chạy đến. Bác sĩ Mạc đi nhanh quá, vừa quay đầu lại đã không thấy người rồi. Lữ Hữu Tài có kiểu tóc rất kỳ lạ, cười nịnh nọt nói. Hai người tìm tôi có việc gì? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Là thế này, chúng tôi muốn làm giao dịch với bác sĩ Mạc, không biết bác sĩ Mạc có hứng thú không? Lữ Hữu Tài cười nói. Bất luận là giọng điệu hay thái độ với Mạc Phàm, đều không hề giống với lúc trước. Lúc trước bọn họ không tin Mạc Phàm có thể chữa khỏi bệnh truyền nhiễm, nhưng hiện giờ thuốc của Mạc Phàm còn có tác dụng hơn cả vaccine phòng bệnh. Thái độ của hai người lập tức thay đổi. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, lắc đầu, trực tiếp nói. Không có hứng thú. Sở dĩ hắn cho Lạc Anh thuốc, còn không làm Lạc Anh khó xử lắm. Chủ yếu là vì trên người Lạc Anh có thứ mà hắn cần tìm, thứ này trợ giúp tu hành sau này của hắn. Còn hai người kia, hắn chỉ có thể ha ha. Hửm. Sắc mặt Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài lập tức âm u. Giống như bọn họ cao hứng phấn chấn tới nịnh nọt Mạc Phàm. Lại bị Mạc Phàm tát mạnh một cái. Bác sĩ Mạc, cậu có ý gì? Hoàng Đào Nhiên lạnh giọng hỏi. Ông ta chưa từng ăn nói khép nép giống như hôm nay, càng không mặt nóng dán vào mông lạnh như vậy, còn là mông lạnh của một tên nhóc con. Tôi nói không có hứng thú, cần tôi lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Cậu! Hoàng Đào Nhiên trừng mắt với Mạc Phàm, mắt như muốn phun ra lửa. Lữ Hữu Tài ở bên cạnh vội vàng kéo Hoàng Đào Nhiên. Cho dù bác sĩ Mạc không có hứng thú, ít nhất cũng phải nghe điều kiện của chúng tôi, có lẽ bác sĩ Mạc sẽ lập tức có hứng thú, đừng quên, nếu không qua được cửa của tôi, cậu đừng có si tâm vọng tưởng tiêu thụ được số thuốc kia, chẳng lẽ bác sĩ Mạc không lo lắng về chuyện này? Lữ Hữu Tài cười âm hiểm nói. Thuốc của Mạc Phàm có tác dụng với bệnh truyền nhiễm, đã là sự thật. Một khi bắt đầu sử dụng phổ biến, tình hình bệnh dịch sẽ được Mạc Phàm giải trừ, công lao này sẽ không liên quan gì nhiều đến bọn họ. Cho nên bọn họ mới tìm Mạc Phàm, nói điều kiện. Mạc Phàm nheo mắt, hàn quang trong mắt lóe lên, xoay người lại, cười lạnh lùng. Như vậy đi, tôi cho các ông một cơ hội, nếu điều kiện của các ông có thể đả động được tôi sẽ suy xét một chút. Nhất định điều kiện sẽ khiến bác sĩ Mạc hài lòng. Lữ Hữu Tài cười đắc ý, liếc mắt nhìn Hoàng Đào Nhiên một cái. Cán chuôi đã bị bọn họ nắm lấy, không cúi đầu được sao? Lúc này sắc mặt Hoàng Đào Nhiên mới tốt hơn một chút. Thứ nhất, tôi sẽ lập tức phê chuẩn cho xưởng dược nhà bác sĩ Mạc. Thứ hai, chúng tôi sẽ giúp bác sĩ Mạc tuyên truyền mạnh thuốc này. Hơn nữa sẽ là nơi duy nhất sản xuất thuốc chữa bệnh truyền nhiễm kia. Thứ ba, chúng tôi có thể xin cho bác sĩ Mạc độc quyền, tối đa hóa lợi ích của cậu. Thứ tư, chỉ cần bác sĩ Mạc nguyện ý, chuyên gia Hoàng của chúng tôi có thể tiến cử cậu đến thủ đô làm việc. Đây chính là cơ hội hiếm có, thế nào, bác sĩ Mạc, có cảm thấy hứng thú không? Lữ Hữu Tài thao thao bất tuyệt nói. Điều kiện của các ông. Mặt Mạc Phàm không thay đổi, hỏi. Điều kiện sao? Rất đơn giản, chỉ cần bác sĩ Mạc gia nhập tổ nghiên cứu phát triển, thừa nhận loại thuốc này do tổ nghiên cứu giúp đỡ tạo ra, chỉ hy sinh một chút, tất cả chúng ta đều vui vẻ. Lữ Hữu Tài cười nói. Theo ý ông ta. Mạc Phàm chỉ muốn làm xưởng dược nhà mình lớn hơn. Nếu thích tiền, vậy thì thỏa mãn cậu ta, nhưng phải giao công lao ra đây. Chỉ cần Mạc Phàm gia nhập tổ nghiên cứu phát triển, thừa nhận đây là thành quả của tổ nghiên cứu, công lao giải trừ bệnh dịch lần này đều thuộc về tổ nghiên cứu phát triển rồi.
Đợi khen thưởng xong, phân chia thế nào phải theo ý Hoàng Đào Nhiên. Đến lúc đó gây khó dễ cho Mạc Phàm thế nào, hoàn toàn dựa vào tâm tình của bọn họ. Cho dù đến lúc đó Mạc Phàm lật lọng nói thuốc do chính cậu ta nghiên cứu ra, cũng không có tác dụng, bệnh dịch đã được giải trừ, nói những chuyện này cũng vô ích. Mạc Phàm nhíu mày, cười không nói gì, tính toán không tệ. Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm không nói lời nào, tiếp tục nói. Thực ra bác sĩ Mạc là người trẻ tuổi thông minh nhất tôi từng gặp, chắc sẽ tưởng tượng ra được, nếu không có tôi ủng hộ, không có chuyên gia Hoàng giúp đỡ, cậu muốn đạt hiệu quả tốt nhất cũng rất khó, nhưng cậu đồng ý với điều kiện của chúng tôi thì khác, xưởng dược nhà cậu sẽ lập tức sản xuất, biến thành xưởng dược nổi tiếng ở Hoa Hạ, rất có khả năng sau này có chi nhánh ở cả Hoa Hạ, đây không phải chuyện bác sĩ Mạc muốn sao. Nói rất hay. Mạc Phàm gật đầu cười nói. Lữ Hữu Tài này không nên đi làm quan, mà nên đi làm nhà diễn thuyết. Trong lòng Lữ Hữu Tài vui vẻ, vội vàng hỏi. Bác sĩ Mạc đồng ý rồi hả? Khóe miệng Hoàng Đào Nhiên nhếch lên, cười nham hiểm, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Nhóc con cuối cùng vẫn là nhóc con, rất dễ bị lừa. Chỉ cần Mạc Phàm đồng ý, không phải sau này Mạc ông ta trả thù. Đồng ý, thủ tục xưởng dược nhà tôi vốn nên có, cần ông cho sao? Tứ tham thang của tôi có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm là lan truyền mạnh nhất, cần ông tới đẩy tiêu thụ. Nếu tôi thừa nhận tứ tham thang là nghiên cứu của tổ nghiên cứu phát triển, độc quyền còn thuộc về tôi sao? Còn chuyện đến thủ đô làm việc, ha ha, các ông cứ giữ cho mình đi, lấy đồ của tôi trao đổi với tôi, các ông tính toán thật hoàn mỹ. Mạc Phàm cười, vạch trần thẳng tất cả điều kiện Lữ Hữu Tài đề xuất. Thực sự cho rằng hắn chỉ là một đứa bé thành thục hơn người bình thường một chút. Nếu dựa vào tuổi tác và kinh nghiệm, hai người cộng lại nhân 5 mới có thể so được với hắn, còn chỉ số thông minh cũng phải nhân 10 trở lên. Nói vài câu xong, giống như mấy cái tát đánh mạnh vào mặt hai người họ. Tươi cười trên mặt Hoàng Đào Nhiên lập tức cứng ngắc, lửa giận trong mắt xuất hiện. Sắc mặt Lữ Hữu Tài cũng âm u trong chớp mắt, tức đến mức cắn chặt răng. Bác sĩ Mạc. Chúng tôi mang theo thành ý mà đến, cậu đừng có mà lòng tham không đáy rắn nuốt voi, muốn độc chiếm tất cả công lao và ích lợi, cẩn thận không thể nuốt vào, trái lại bị nghẹn chết. Lữ Hữu Tài trầm giọng uy hiếp. Bệnh dịch gần như thường cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một lần, lúc trước không phải không ai muốn độc chiếm, nhưng gần như không có mấy ai thành công. Mấy người thành công đều là người có bối cảnh uy vọng lớn. Mạc Phàm chỉ là một tên nhóc, không có thân phận bối cảnh gì. Lại dám nói như vậy. Mạc Phàm híp mắt, rắn nuốt voi. Nếu như hắn là một con rắn, cho dù là yêu thú lớn nhất trong tu chân giới hắn cũng có thể nuốt xuống được. Tôi không cần các ông lo lắng, các ông vẫn nên suy nghĩ cho mình ấy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đúng rồi, nói cho các ông một chuyện, tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp, đây là chuyện mà các ông hối hận nhất đời này. Hai người tự cho là đúng uy hiếp hắn. Còn áp chế nhiều lần, đúng là ngây thơ. Tuy không có tác dụng gì với hắn, nhưng hắn sẽ không bỏ qua cho hai người. Giống như những lời hắn nói với Lạc Anh, nếu muốn làm kẻ địch, nhất định phải chịu được lửa giận trước. Hai người này muốn chiếm danh lợi, bọn họ không chỉ không chiếm được bất luận danh lợi gì, còn có thể mất đi tất cả lúc trước. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày, cuối cùng không nhịn được lửa giận trong lòng. Nhóc con, là cậu ép tôi. Đừng tưởng rằng cậu nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh truyền nhiễm là có thể hung hãn trước mặt tôi, cậu đợi xem, từ chối điều kiện của tôi, cậu cái gì cũng đừng nghĩ đến. Hoàng Đào Nhiên nổi giận nói. Nếu ông ta được xưng là chuyên gia, không phải nói không, tất nhiên là có bản lĩnh của ông ta. Nói xong ông ta tức giận xoay người rời đi. Lữ Hữu Tài thấy Hoàng Đào Nhiên như vậy, hai mắt hơi sáng lên, cũng chừng mắt với Mạc Phàm một cái. Đợi xem, bác sĩ Mạc. Chỉ sợ người hối hận lần này không phải chúng tôi, mà là cậu. Lữ Hữu Tài cười âm hiểm, đuổi theo Hoàng Đào Nhiên. Mạc Phàm cười không thèm để ý, xoay người rời khỏi bệnh viện. Văn phòng Hoàng Đào Nhiên, Lữ Hữu Tài lấy lòng bưng trà rót nước cho ông ta. Vừa rồi Hoàng Đào Nhiên nói chắc chắn như vậy, nhất định là có biện pháp. Chuyên gia Hoàng, có phải ông có biện pháp chữa trị bệnh truyền nhiễm không? Biện pháp thì tôi có. Nhưng ông đừng hỏi, tôi sẽ không nói. Hoàng Đào Nhiên thần bí nói. Lúc trước ông ta muốn dùng thiết bị tiên tiến trong phòng nghiên cứu phát triển, phục chế thuốc của Mạc Phàm. Nhưng nhìn bộ dạng tự tin của Mạc Phàm,
chắc chắn phục chế không dễ dàng. Nhưng bây giờ có người bệnh được thuốc Mạc Phàm chữa khỏi, chắc chắn trong cơ thể sản sinh ra kháng nguyên chống lại bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần ông ta lấy ra, thêm chút nuôi cấy, trong vòng 3 ngày ông ta có thể tạo ra vaccine phòng bệnh. Chỉ là phương pháp này ảnh hưởng rất lớn với người bệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không sử dụng, một khi bị phát hiện sẽ thân bại danh liệt. Nếu Mạc Phàm không biết điều như thế, ông ta cũng chỉ có thể mạo hiểm, không bị người ta phát hiện là được. Vậy tôi có thể làm gì? Mí mắt Lữ Hữu Tài khẽ nâng, nghĩ một lát liền đoán được đại khái, cũng không nói thẳng ra, trực tiếp hỏi. Phong tỏa tin tức thuốc của tên nhóc kia có tác dụng, chỉ cần 3 ngày, tôi sẽ khiến tên nhóc kia không lấy được gì. Hoàng Đào Nhiên cắn răng nói. Được, 3 ngày, tôi nhất định sẽ làm được. Lữ Hữu Tài kinh ngạc vui mừng nói. Hoàng Đào Nhiên càng tự tin, càng nhanh luyện chế ra vaccine phòng bệnh, ông ta càng yên tâm. Đến lúc đó xem Mạc Phàm không thu hoạch được gì, sẽ có biểu cảm thế nào. Xem ra cách màn này chỉ có 3 ngày. Biệt thự số 9 Vân Trung Tự. Khi Mạc Phàm quay về, đám Lạc Phi đã rời đi, mấy người bị giam bên trong cũng được ông ta mang đi. Nhìn tụ linh đại trận trống không, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Đại trận này giam giữ nội kình sơ kỳ, trung kỳ còn được, giam giữ Lạc Phi thì thực sự kém một chút. Lạc Phi giống như Tần Lão Gia Tử, đều là cao thủ nội kình hậu kỳ, thậm chí Lạc Phi còn mạnh hơn Tần Lão Gia Tử một chút. Có Tần Lão Gia Tử trong ứng ngoại hợp với ông ta, có thể đi vào đại trận mang người ra, còn bình yên rời đi cũng không kỳ lạ. Hơn nữa vẫn tồn tại tai hại lớn hơn nữa, ví dụ như thính thanh biện vị. Chỉ trong phút chốc, lông mày của hắn giãn ra, đại trận này chủ yếu dùng linh khí tụ tập, hiệu quả khác đều là phụ thuộc, chỗ thiếu sót thì đợi tìm trận bàn luyện chế ra là được. Còn về Lạc Phi, tạm thời tha cho ông ta một lần, nếu Lạc Phi dám đối nghịch với hắn, Lạc gia sẽ biết khủng bố của thiên lôi địa hỏa trận. Bàn tay to của hắn vung lên, mây mù tản ra, để ra một con đường, nối thẳng đến cửa lớn biệt thự. Hắn vừa đi vào biệt thự, mây mù khép lại, cả căn biệt thự ẩn giấu trong đó. Trở về phòng, hắn ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu lĩnh hội Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Một khi hiểu rõ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, hắn không chỉ có thể trực tiếp nuốt yêu linh đan, dược liệu trăm năm cũng có thể coi như đan dược mà nuốt hết, hấp thu linh khí trong đó, không cần lo lắng cố gắng tìm nguyên liệu mong muốn để luyện đan, bất luận là hiệu quả hay hiệu suất đều tăng lên phạm vi lớn. Lúc trước hắn đã lĩnh ngộ Thái Thượng Hóa Linh Kinh hơn nửa, hy vọng lần này có thể lĩnh ngộ hoàn toàn Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Vừa nhắm mắt, đó là 3 ngày. Trong lúc này, bệnh dịch vẫn lan tràn trong thành phố Đông Hải. Thị trường không còn sức sống, lòng người hoảng sợ, gần như tất cả mọi người đều đang tranh mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Tứ tham thang của Mạc Phàm có thể chữa trị bệnh truyền nhiễm cũng không tạo nên sóng gió gì, trên TV không có nhắc đến. Không chỉ như vậy, con số bị nhiễm bệnh dịch cũng tăng lên theo lũy thừa, còn lan truyền đến thành phố Nam Sơn, thành phố Bắc Xuyên và tỉnh Giang Nam. Bất chợt cảm giác phúc khí tâm linh xuất hiện trong lòng. Kinh văn vốn đau khổ khó hiểu, trong chớp mắt được sâu chuỗi lại, hình thành một đoạn văn tự như đơn giản lại ẩn chứa huyền diệu lưu chuyển trong lòng hắn. Những văn tự này chuyển động một vòng, liền phục chế ra một đoạn kinh văn như vậy, kinh văn chuyển động một vòng, liền giống như kim long dạo chơi trong lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của Mạc Phàm. Vốn là trái tim, sau đó là gan, lá lách. Kim quang của kinh văn sáng lên, biến mất trong cơ thể hắn không thấy. Rất nhanh, đoạn kinh văn nguyên thủy nhất cũng tỏa ra kim quang, bay đến thức hải của hắn, nhập vào bên trong. Một ấn ký hình cái lô xuất hiện trong mắt hắn, chỉ trong phút chốc, liền biến mất không thấy. Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên, cười nhẹ. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Thái Thượng Hóa Linh Kinh không hổ là Thái Thượng Công Pháp, huyền diệu không kém Diễn Thiên Thần Quyết bảo vật trấn phái của Thần Nông Tông bọn hắn. Nếu hiểu thấu đáo, cách trúc cơ trung kỳ còn xa lắm không? Hắn lấy yêu đan và lạc hồn tán lấy từ chỗ Lạc Minh ra, di động lại vang lên, là cha gọi tới. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó gọi điện thoại. Giọng nói hơi bất mãn của cha vang lên. Tiểu Phàm, con đang bận gì thế, ngay cả điện thoại cũng không gọi về nhà, mẹ con đều nhắc đến con mỗi ngày, không phải trường học con cho nghỉ sao, sao không quay về. Nghe cha trách cứ, Mạc Phàm cười không có tức giận. Con đang luyện công, cho nên quên mất thời gian, vài ngày nữa con sẽ về.
hắn cũng muốn quay về, nhưng tốc độ tu luyện ở biệt thự gấp hơn 5 lần ở nhà, còn phải luôn đề phòng, nếu không bị phát hiện sẽ không dễ giải thích. Luyện công gì, có tẩu hỏa nhập ma không? Cha Mạc Phàm hơi sững sờ, nói. Sư phụ con dạy công phu cường thân kiện thể. Mạc Phàm dở khóc dở cười nói. À, cha Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều, nói tiếp. Đừng chỉ cố luyện công, có rảnh về thăm mẹ con, đúng rồi, tiểu Phàm, số thuốc mà xưởng dược nhà chúng ta sản xuất có tác dụng gì, khi nào mới có thể bắt đầu tiêu thụ, lại không bán đi, chỉ có thể tự mình uống vào. Xưởng dược khai trương cứ u mê hồ đồ bắt đầu sản xuất dược loại này, đến bây giờ không có một đơn đặt hàng, không sốt ruột không được, nhỡ đâu không bán ra được thì sao? Mạc Phàm nhíu mày, ánh mắt hơi phát lạnh, lập tức khôi phục bình thường. Mấy ngày nay hắn luôn lĩnh ngộ Thái Thượng Hóa Linh Kinh, vốn tưởng rằng hiệu quả của tứ tham thang đã truyền ra, ai biết hình như không giống với hắn nghĩ. Xem ra có người động tay động chân, ví dụ như là Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài. Có một số mượn cơ hội báo thù, ví dụ như một trong mấy nhà Sở gia, Tần gia và Lạc gia. Cho dù Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài động tay động chân lần nữa, ba nhà này không có khả năng hoàn toàn không có chút tin tức. Bọn họ chẳng quan tâm. Hiển nhiên là không muốn tứ tham thang của hắn giải quyết bệnh dịch lần này. Nói như vậy, hy vọng những người này đừng hối hận là được. Cha đợi thêm một thời gian, rất nhanh sẽ có người đến cửa. Mạc Phàm nói. Ừ. Cha Mạc Phàm lên tiếng, lại hỏi. Tiểu Phàm, rốt cuộc thuốc nhà chúng ta chữa bệnh gì? Từ lúc bắt đầu sản xuất đến bây giờ, ông còn không biết thuốc này chữa bệnh gì, Lưu Nguyệt Như chỉ nói với ông ta hai chữ, bí mật. Cha cảm thấy bây giờ chữa bệnh gì kiếm được nhiều tiền nhất? Mạc Phàm cười hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao, chắc chắn là vaccine phòng bệnh Super Sơ kiếm được nhiều nhất, đáng tiếc loại thuốc này xưởng dược nhà ta không sản xuất được. Cha Mạc Phàm tiếc nuối nói. Ông buôn bán mười mấy năm, tất nhiên có chút nhìn xa trông rộng. Nếu có thuốc gì kiếm được nhiều tiền nhất, chắc chắn là vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Nhưng loại thuốc này vô duyên với xưởng dược nhà bọn họ. Cho dù là xưởng dược nổi tiếng ở Hoa Hạ cũng cần phải cạnh tranh đấu thầu rất lớn, mới có tư cách lấy được sản xuất vaccine phòng bệnh truyền nhiễm. Huống chi xưởng dược nhà bọn họ chỉ có thể sản xuất thuốc đông y, không có dây chuyền sản xuất vaccine phòng bệnh. Cha đợi xem, chắc chắn thuốc nhà ta sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Mạc Phàm cười thần bí nói, cũng không nói thẳng ra. Nhóc con, đừng đùa cha vui vẻ, con có thể bán hàng tồn trong kho, thu lại vốn đã không tệ. Đúng rồi, con quen người của cục y tế nào không, mấy thủ tục nhà chúng ta vẫn chưa xong, nếu con có quen ai, nhờ người ta hỏi xem là sao vậy, không có thủ tục nhà chúng ta muốn bán thuốc cũng không được, gần đây giám đốc Lưu luôn bận rộn chuyện này, nhưng không có hiệu quả gì. Cha Mạc Phàm nói, giám đốc Lưu là Lưu Nguyệt Như, hiện giờ là giám đốc xưởng dược. Dạ, con đã biết. Đương nhiên hắn quen người của cục y tế, không chỉ quen, còn có chút mâu thuẫn. Hắn nói với cha vài câu, hỏi thăm tình hình trong nhà gần đây, xác nhận không có chuyện gì, lúc này mới tắt điện thoại. Tắt điện thoại, mắt Mạc Phàm hơi phát lạnh. Những người này vẫn chưa từ bỏ ý định à? Hắn đang suy nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể giải quyết chuyện này, giọng nói của Vương Mụ ở bên ngoài vang lên. Thiếu gia, thị trưởng Sở tìm cậu, tôi thấy ông ta như có việc gấp, dẫn ông ta vào hay là cậu xuống gặp mặt ông ta? Vì thuận tiện cho Vương Mụ ra ngoài, hắn cho Vương Mụ một lá bùa, cầm lá bùa này sẽ không bị sương mù làm ảnh hưởng. Lông mày Mạc Phàm nhướn lên, hiểu ra, xem ra có người không nhịn được rồi. Không cần, tôi đi ra đó. Mạc Phàm cười nói. Kiếp trước hắn nhớ rõ Super Sơ gần như tăng trưởng theo lũy thừa, mỗi ngày trôi qua có hơn ngàn người bị lây bệnh. Lúc trước chỉ có hơn 1.000 người bị lây, bây giờ ít nhất cũng phải hơn 6.000 người. Tốc độ lây bệnh như thế, cho dù thị trưởng Sở ngồi yên, thủ đô cũng không ngồi yên. Dù sao xác nửa năm mới có hơn 5.000 người bị lây bệnh, lúc này Super Sơ mới xảy ra một tuần, quy mô đã vượt qua xác. Hắn rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang đến phòng khách. Sở Kinh Ngữ nhìn thấy hắn, vội vàng qua đón, trên mặt đều là lo lắng. Đi cùng ông ta là một người thanh niên mặt lạnh đeo kính, bộ dạng cao cao tại thượng, khiến cho người ta có cảm giác không dễ gần. Thị trưởng Sở đến đây tìm tôi có chuyện gì thế? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Bác sĩ Mạc, bây giờ cậu rảnh không,
nếu như có rảnh, hy vọng bác sĩ Mạc có thể đến bệnh viện với tôi một chuyến. Sở Kinh Ngữ vô cùng khách sáo nói. Đến bệnh viện làm gì, những chuyện tôi đồng ý với các ông tôi đều làm xong rồi đúng không? Mạc Phàm dựa vào lan can cầu thang, lạnh nhạt nói. Hắn đồng ý chữa trị Super Sir, đã chữa trị, tứ tham thang cũng sản xuất lượng lớn, chỉ là bọn họ không cần mà thôi, còn lại không phải chuyện của hắn. Sắc mặt Sở Kinh Ngữ hơi trầm xuống, lộ ra khó xử, ông ta còn chưa mở miệng, người mặt lạnh bên cạnh đã xen miệng vào, lạnh lùng chất vấn. Cậu nói đã làm xong rồi, vậy những người này uống thuốc của cậu bị suy tim là sao đây? Giọng điệu nói chuyện không khác thẩm vấn phạm nhân. Mạc Phàm nhíu mày, mắt phát lạnh. Suy tim. Hắn dùng tứ tham thang cứu một đất nước, cho dù thêm 31 dược liệu vào trong, cũng không có bất luận ảnh hưởng gì với người bệnh. Sao có thể dẫn đến suy tim? Anh là ai? Mạc Phàm nhìn chằm chằm người mặt lạnh hỏi. Hắn không biết người này, vừa tới đã tràn đầy địch ý với hắn. Hừ, người mặt lạnh hừ lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Cho dù là Sở Kinh Ngữ khi nói chuyện với anh ta cũng vô cùng khách sáo, nhưng tên nhóc này lại dám thúi như thế. Bác sĩ Mạc, vị này là người tỉnh Giang Nam phái tới, Trần Húc trưởng khoa Trần đặc biệt tới phụ trách Super Sir. Sở Kinh Ngữ cẩn thận giới thiệu. Chức vị của Trần Húc này không lớn bằng ông ta, nhưng là người của tỉnh phái tới, cho dù là ông ta cũng phải cẩn thận ứng phó. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, không thèm để ý liếc Trần Húc một cái, sau đó không để ý đến anh ta, rời mắt nhìn Sở Kinh Ngữ. Người bệnh suy tim là sao? Là như thế này. Sở Kinh Ngữ giải thích tường tận. Sau khi Mạc Phàm chữa khỏi cho người bệnh, tình hình người bệnh chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, bệnh viện tiến hành một đống lớn kiểm tra, kết quả kiểm tra không tệ, trong cơ thể người bệnh không còn virus Super Sir nữa. Ai biết ngày hôm qua uống tứ tham thang tất cả người bệnh xuất hiện triệu chứng suy tim. Trong đó một người nhà người bệnh nhà có chút bối cảnh, hoài nghi bệnh viện lấy người bệnh làm chuột bạch, trực tiếp báo cáo lên tỉnh. Hơn nữa người nhà người bệnh tuyên bố, nếu không điều tra rõ ràng, sẽ công bố chuyện này lên mạng. Cho nên tỉnh Giang Nam nhanh chóng phái Trần Húc đến điều tra chuyện này, thuận tiện đẩy mạnh công tác giảm bệnh truyền nhiễm. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm hiểu ra. Trách không được 3 ngày nay không có tin tức tứ tham thang truyền ra, hóa ra là có người đang dở trò. Nghĩ vậy mắt hắn phát lạnh. Nếu vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy thì khiến bọn họ hoàn toàn chết tâm. Tôi đi với các ông, đến nơi các ông sẽ biết được chân tướng. Tốt nhất là như vậy, nếu không mặc kệ cậu là ai cũng phải chịu trách nhiệm. Trần Húc lạnh lùng nói. Mạc Phàm không nhiều tuổi đã ở biệt thự như vậy, chắc chắn có bối cảnh không nhỏ. Nhưng bối cảnh dù lớn, cũng không bằng chuyện bệnh dịch. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Trần Húc một cái. Vậy tôi cũng nhắc nhở anh một câu, tốt nhất anh nên câm miệng lại, nếu không tôi không dám cam đoan anh có thể ra ngoài. Thực sự cho rằng hắn chỉ là đứa bé 3 tuổi, con mèo con chó cũng có thể dương oai trước mặt hắn sao? Đường đường là người của tướng quân khai quốc cũng bị hắn giam trong sương mù 4 ngày, đói nửa sống nửa chết, sau đó vẫn không tránh khỏi tướng quân khai quốc tự mình tới cứu, một người trong tỉnh phái tới dám hung hãn trước mặt hắn. Sương mù không giam được Lạc Phi, nhưng thừa sức giam được Trần Húc. Cậu nói cái gì? Trần Húc nhớn mày, lửa giận xuất hiện. Trưởng khoa Trần, bác sĩ Mạc, chuyện lớn quan trọng hơn, đừng tổn thương hòa khí. Sở Kinh Ngữ vội vàng khuyên. Đợi đấy. Trần Húc chừng Mạc Phàm một cái, không so đo với hắn nữa. Chuyện này do anh ta phụ trách điều tra, nếu để anh ta điều tra ra thuốc của Mạc Phàm có vấn đề, xem anh ta thu thập tên nhóc này thế nào, cho dù có bối cảnh cũng đừng nghĩ đến chuyện anh ta bảo vệ. Dù sao còn nhỏ tuổi như thế, cậu ta không có khả năng chữa khỏi Super Sir. Sở Kinh Ngữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm đầy thất vọng, Mạc Phàm vẫn còn tuổi trẻ khí thịnh, không kìm nén được tức giận, đắc tội Trần Húc. Thực sự không có lợi với cậu ta. Ba người rời khỏi biệt thự, ngồi lên một chiếc xe jeep đến bệnh viện. Không lâu sau, liền đến khu phòng bệnh cách ly của Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Đông Hải. Trong phòng bệnh có không ít người tụ tập, người nhà người bệnh, Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân cũng nghe tin tới, trên mặt đều là lo lắng. Không lâu sau Lạc Anh cũng đi đến, Lạc Minh theo phía sau, nhìn chằm chằm Mạc Phàm đầy địch ý. Cùng đến đây còn mấy cảnh sát.
Bác sĩ Mạc, người bệnh và người nhà người bệnh đều ở đây, cậu giải thích đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài từng gặp Trần Húc, nhìn thấy Trần Húc có thái độ này với Mạc Phàm, hai người nhìn nhau cười. Sắc mặt Mạc Phàm như thường, nhìn về phía người bệnh kia. Hắn có chút ấn tượng với người này, là người thứ ba dùng tứ tham thang, tố chất thân thể tốt hơn 8 người bệnh khác một chút, sau khi uống xong tứ tham thang, là người thấy hiệu quả nhanh nhất, không lâu sau tỉnh lại từ hôn mê. Nhưng lúc này khuôn mặt người bệnh không có chút huyết sắc nào, giống như vừa xuất huyết nhiều, thở bằng miệng, hữu khí vô lực. Bên cạnh còn treo túi máu, đang truyền máu cho anh ta, dù vậy tim anh ta vẫn đập 150, nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Nhìn thấy bộ dạng này của người bệnh, mắt hắn hơi híp lại. Thần giám, lang quang lóe lên trong mắt hắn người bình thường khó mà phát hiện, nhìn người bệnh từ đầu đến chân. Một phút sau, lúc này lam quang mới tản ra, trầm ngâm xuất hiện trong mắt hắn. Lữ Hữu Tài thấy Mạc Phàm không nói gì, khóe miệng nhếch lên, cười nham hiểm. Bác sĩ Mạc, không phải trưởng khoa Trần bảo cậu cho người bệnh công đạo sao, cậu không bắt mạch, cũng không hỏi tình hình của người bệnh, cậu chuẩn bị giải thích thế nào đây? Hoàng Đào Nhiên cười theo, mắt nhìn Mạc Phàm đầy trêu tức, giống như muốn nói. Lần này xem cậu làm sao bây giờ? Không muốn công danh lợi lộc, vậy thì ngây ngốc trong nhà giam đi. Nếu không thể giải thích được, cảnh sát ở cửa sẽ dẫn cậu ta đi. Hạc Duyên Niên nhíu mày, lo lắng hỏi. Mạc Tiểu Hữu, có biết xảy ra vấn đề gì không? Nếu chỉ một người bệnh xảy ra vấn đề, cũng không có gì. Nhưng 10 người bệnh phục dùng tứ tham thang, bao gồm Tần Kiệt, không thể cùng xuất hiện triệu chứng suy tim, chuyện này không dễ làm, bây giờ chuyện này đã ầm ĩ đến tỉnh. Nhìn bằng mắt thường có thể nhìn ra vấn đề gì, theo kết quả mà chúng tôi kiểm tra ra, hơn phân nửa là trong thuốc có độc. Hoàng Đào Nhiên cười mỉa nói. Trong thuốc có độc. Nghe mấy chữ này, sắc mặt Sở Kinh Ngữ trầm xuống. Nếu chắc chắn trong thuốc có độc, Mạc Phàm xong đời rồi. Trần Húc nhíu mày, trầm giọng hỏi. Bác sĩ Mạc, chẳng lẽ thuốc của cậu không được xét nghiệm và thí nghiệm, liền cho người bệnh dùng? Không đợi Mạc Phàm mở miệng. Lữ Hữu Tài xen miệng vào. Trưởng khoa Trần, chuyên gia Hoàng có yêu cầu bác sĩ Mạc làm, nhưng bị bác sĩ Mạc từ chối, lúc ấy chuyên gia Hoàng còn gọi binh lính, muốn ngăn cản bác sĩ Mạc cho người bệnh sử dụng thuốc, ai biết những binh lính này bị Mạc Phàm trấn nhiếp, tự mình dẫn bác sĩ Mạc đi cho bệnh nhân dùng thuốc. Còn có chuyện này, uy phong của bác sĩ Mạc thật lớn, là vậy sao, bác sĩ Mạc? Trần Húc trừng Mạc Phàm, lạnh lùng hỏi. Mặc kệ Mạc Phàm có bối cảnh lớn đến đâu, nếu đúng như lời Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài nói, cậu ta xong rồi. Hạc Duyên Niên thấy Mạc Phàm không nói chuyện, gấp đến mức tâm rối như đây, tức đến mức toàn thân phát run. Lúc ấy ông ta cũng có mặt, sao không rõ tâm tư của hai người này, rõ ràng là muốn lấy thuốc trong tay Mạc Phàm. Trưởng khoa Trần, đúng là có chuyện này, nhưng thuốc bác sĩ Mạc mang đến là thuốc đông y, tất nhiên là trải qua suy nghĩ tường tận. Không có khả năng có độc, không cần xét nghiệm, hơn nữa lúc ấy không phải bác sĩ Hoàng muốn xét nghiệm thuốc của bác sĩ Mạc, chỉ muốn bác sĩ Mạc phải để thuốc lại. Hoàng Đào Nhiên nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạc Duyên Niên, phẫn nộ nói. Hạc Duyên Niên, tôi kính ông là lão bác sĩ, nhưng ông có ý gì đây, tôi muốn lấy thuốc của cậu ta sao, tôi đường đường là một chuyên gia, cần thuốc có độc của một tên nhóc sao? Đúng vậy. Không lâu sau chuyên gia Hoàng sẽ nghiên cứu ra được vaccine phòng bệnh, cần thứ này làm gì, ngoài ra Hạc lão nói gì thế, thuốc đông y không cần xét nghiệm, Hạc lão cũng không coi trọng người bệnh quá rồi đó. Lữ Hữu Tài nói theo. Không chỉ bác bỏ cách nói của Hạc Duyên Niên, còn hất một chậu nước đục lên người Hạc Duyên Niên đang bảo vệ Mạc Phàm. Mục đích của bác sĩ chúng tôi là cứu sống, sao có thể cho người bệnh dùng độc dược. Thường Ngộ Xuân cũng không nhịn được, tức giận nói. Không phải đông y các ông còn có một câu nói, là thuốc thì ba phần độc sao, các ông cho rằng thuốc của mình không có độc, thì không có độc sao, nói không chừng các ông không nhìn ra, nếu thuốc của các ông thật sự không có một chút độc, những người bệnh dùng thuốc của bác sĩ Mạc xảy ra triệu chứng suy tim, không phải là trùng hợp đấy chứ, bác sĩ Hạc và bác sĩ Thường, các ông bảo vệ bác sĩ Mạc như thế, không phải là làm giao dịch gì đó với bác sĩ Mạc, trong lòng có quỷ đấy chứ. Hoàng Đào Nhiên cười nham hiểm nói. Cậu, Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân tức đến mức không nói nên lời. Rõ ràng hai người kia tâm thuật bất chính, vụ oan Mạc Phàm còn chưa tính,
còn nói trong lòng bọn họ có quỷ, đúng là vô liêm sỉ. Hoàng Đào Nhiên và Lữ Hữu Tài thấy hai lão già không nói lời nào, trên mặt hiện lên đắc ý. Trưởng khoa Trần, thực ra chúng ta tranh cãi ở đây cũng không có ý nghĩa gì, tôi nghĩ ra được biện pháp, có thể kiểm tra ra thuốc của bác sĩ Mạc có độc hay không. Hoàng Đào Nhiên nói, mí mắt Trần Húc khẽ nâng, tất nhiên anh ta biết thân phận của Hoàng Đào Nhiên, ôn hòa trên mặt nhiều hơn. Thành phố Đông Hải do tỉnh Giang Nam quản lý, Sở Kinh Ngữ phải khách sáo với anh ta một chút. Tỉnh Giang Nam do thủ đô quản lý, Hoàng Đào Nhiên này là người thủ đô phái tới, tất nhiên anh ta phải khách sáo một chút. Ngoài ra lần này anh ta muốn giải trừ chuyện bệnh dịch, có khả năng phải dựa vào Hoàng Đào Nhiên. Không biết chuyên gia Hoàng có chủ ý gì? Thực ra cũng không có gì, tôi cảm thấy có thể bảo bác sĩ Mạc lấy phương thuốc ra, không phải ở đây có hai lão đông y sao, tuy tôi là tây y, nhưng cũng biết một chút thuốc đông y, có độc hay không chúng tôi nhìn là biết, không cần thiết phải ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy. Ông ta vốn muốn thông qua kháng nguyên trong cơ thể người bệnh được chữa khỏi, tới nuôi cấy vaccine phòng bệnh. Ai biết dùng thuốc của Mạc Phàm trong cơ thể người bệnh không chỉ không có virus super sơ, còn không có kháng nguyên. Nếu như vậy, chỉ có thể lấy được phương thuốc của Mạc Phàm mới giải trừ được bệnh dịch. Đây là ý kiến hay, tôi đồng ý. Hai mắt Lữ Hữu Tài sáng lên, cười đắc ý nói. Hạc Duyên Niên và Thường Ngộ Xuân không hẹn mà cùng lắc đầu, hoàn toàn không còn gì để nói với hai người kia. Trần Húc thấy Mạc Phàm như u mê, luôn suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không còn hung hãn như ở biệt thự, khóe miệng cũng nhếch lên. Không phải vừa rồi trong biệt thự rất hung hãn sao? Sao bây giờ không nói? Bác sĩ Mạc, nếu cậu muốn chứng minh mình trong sạch, mời lấy phương thuốc ra, nếu không chúng tôi chỉ có thể mang cậu đi. Trần Húc lạnh lùng nói. Anh ta vừa nói xong, mấy cảnh sát ở cửa đi về phía Mạc Phàm. Ở bên cạnh, Lạc Anh và Lạc Minh cũng cười. Hai người đều bị thua thiệt trong tay Mạc Phàm, nhất là Lạc Anh, bà ta cầu xin Mạc Phàm, lại cầu phải độc dược. Bà ta sớm ước Mạc Phàm lập tức chết đi. Nhìn thấy Mạc Phàm rơi vào tình cảnh này, trong lòng vô cùng sảng khoái. Mạc Phàm không thèm để ý nhìn thoáng qua mấy cảnh sát, cũng không để ý Trần Húc, mà nhìn người nhà người bệnh. Các người làm thủ tục xuất viện, quay về ăn nhiều hoa quả và thịt một chút, một tuần sau sẽ khỏe hơn. Những lời này vừa nói ra, không ít người trong phòng bệnh sững sờ. Cái gì, bác sĩ Mạc, cậu có nhầm không, để bọn họ xuất viện, cậu ta bị suy tim nghiêm trọng nhất. Nếu không ở bệnh viện chữa trị, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hoàng Đào Nhiên cười nói. Lữ Hữu Tài cười không thèm để ý. Suy tim sao? Khóe miệng Mạc Phàm nhếch lên. Nếu các ông không rút một lượng lớn máu của anh ta, sao anh ta có thể vì còn ít máu, mà suy tim? Hắn dùng thần giám xem tình hình người bệnh, trái tim không có vấn đề gì, chỉ là khí huyết bị tổn hại nghiêm trọng, chỉ cần mất lượng lớn máu người ta sẽ bị như vậy. Trên người trong cơ thể người bệnh này không có vết thương, vậy chỉ có thể là loại khả năng này, bị người ta rút rất nhiều máu. Rút máu sao? Không ít người hơi sững sờ, nhìn Hoàng Đào Nhiên đầy khác thường. Vẻ mặt Hoàng Đào Nhiên ngẩn ra, ông ta không ngờ Mạc Phàm đoán ra được, nhưng sắc mặt ông ta nhanh chóng khôi phục như thường. Số lần và lượng máu chúng tôi rút đều có ghi lại, bác sĩ Mạc muốn tôi lấy ra cho cậu xem không, cậu muốn vu oan cho tôi. Tôi có thể lý giải, nhưng mà phải có chứng cứ. Hoàng Đào Nhiên cười tự tin nói. Người ông ta sai tới rút máu đều là tâm phúc của ông ta, khi rút máu cũng tránh người nhà, ghi lại cũng dựa theo lượng bình thường, cho dù điều tra ra cũng không có chứng cứ. Chứng cứ sao? Mạc Phàm cười nhẹ. Nếu muốn chết, sẽ để ông ta chết một cách rõ ràng. Ngân châm mang theo người xuất hiện trong tay hắn. Không đợi Hoàng Đào Nhiên phản ứng kịp. Hắn bước đến bên cạnh ông ta. Vù vù, mấy ngân châm châm lên cổ Hoàng Đào Nhiên. Hoàng Đào Nhiên chỉ cảm thấy cổ đau xót, phẫn nộ quát. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Không có gì, chỉ khiến ông nói thật mà thôi, nói đi, bọn họ suy tim là vì sao? Mạc Phàm ra lệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.